đã đến tham dự hội thảo ngày hôm nay tại hội trường, cũng như xin kính chào và chúc sức khỏe tất cả các quý thầy cô cũng như quý vị đồng nghiệp tham gia hội thảo trực tuyến qua nền tảng Zoom ngày hôm nay. Thì hội thảo ngày hôm nay được Liên chi hội khoa học tiêu hóa thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề là cập nhật những tiến bộ trong điều trị GERD và Helicobacter pylori, cùng với sự đồng hành tài trợ của công ty Eisai Việt Nam. Với hội thảo ngày hôm nay thì ban tổ chức cùng với những cái cập nhật báo cáo mới rất mong sẽ mang được đến cho những quý vị đồng nghiệp những cái thông tin hữu ích trong cái thực hành lâm sàng hàng ngày của quý vị đồng nghiệp. Thì tiếp tục sau đây xin trân trọng cho phép tôi giới thiệu thành phần tham dự hội thảo ngày hôm nay. Đầu tiên về thành phần chủ tọa, xin trân trọng giới thiệu cô Trần Kiều Miên là chủ tịch Liên chi hội khoa học tiêu hóa thành phố Hồ Chí Minh. Về đồng chủ tọa ngày hôm nay cũng là báo cáo viên, xin trân trọng giới thiệu phó sư tiến sĩ bác sĩ Quách Trọng Đức, phó chủ tịch Liên chi hội khoa học tiêu hóa thành phố Hồ Chí Minh. Về phía thành phần báo cáo viên tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Khánh Tường, hiện tại là trưởng khoa y, trưởng bộ môn nội, trường đại học y khoa Phạm Hồng Hà. Và báo cáo viên cuối cùng ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đình Quang, là giảng viên bộ nội đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh. Về phía ban tổ chức công ty Eisai, tôi xin trân trọng giới thiệu dược sĩ Mai Xuân Hoàng, là quản lý toàn quốc của công ty Eisai. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp đã đến tham dự hội thảo ngày hôm nay, cũng như tất cả các quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp tham dự trực tuyến hội thảo ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng pháo tay để chúng ta bắt đầu vào chương trình hội thảo. Về đầu tiên, tôi xin giới thiệu đại diện của công ty Sai, tức là dược sĩ Mai Xuân Hoàng, là quản lý toàn quốc của công ty Sai, sẽ có đôi lời phát biểu chào mừng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa cô Trần Kiều Miên, Chủ tịch Liên chi hội Hội khoa học tiêu hóa thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Quách Trọng Đức, Phó Chủ tịch Liên chi hội Hội khoa học tiêu hóa thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Khánh Tường, trưởng khoa y, trưởng bộ môn nội, trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch. Kính thưa bác sĩ Lê Đình Quang, tổng thư ký Liên chi hội Hội tiêu hóa thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên bộ môn nội đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, cùng toàn thể các quý bác sĩ có mặt trong hội trường James Center ngày hôm nay, cũng như các bác sĩ tham dự chương trình qua kênh trực tuyến. Tôi là dược sĩ Mai Xuân Hoàng, quản lý toàn quốc công ty trách nhiệm hữu hạn Eisai Việt Nam. Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt công ty Eisai Việt Nam xin chân thành cảm ơn Liên chi hội khoa học tiêu hóa thành phố Hồ Chí Minh đồng hành cùng công ty tổ chức chương trình hội nghị khoa học ngày hôm nay với chủ đề cập nhật những tiến bộ trong điều trị GERD và Helicobacter pylori. Kính thưa quý vị đại biểu, Eisai là công ty nằm trong top 10 các công ty dược phẩm của Nhật Bản với triết lý chăm sóc sức khỏe con người, Human Healthcare. Phương châm hoạt động của công ty Eisai là luôn hướng tới chăm sóc sức khỏe bệnh nhân cũng như là nâng cao sức khỏe của gia đình của họ. Công ty Eisai rất vinh hạnh được đồng hành cùng quý thầy cô, quý vị đại biểu cùng các bác sĩ để cùng cập nhật những kiến thức và kinh nghiệm lâm sàng trong điều trị các bệnh lý về đường tiêu hóa, qua đó góp phần nâng cao chăm sóc sức khỏe cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân đường tiêu hóa. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Liên chi hội khoa học tiêu hóa thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để công ty Eisai được đồng hành cùng tổ chức chương trình hội nghị khoa học ngày hôm nay, và đặc biệt xin chân thành cảm ơn sự có mặt của tham gia của là ban chủ tọa cũng như các thành viên báo cáo của chương trình. Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn dược sĩ Mai Xuân Hoàng. Để tiếp bắt đầu chương trình hội thảo, xin trân trọng giới thiệu phó sư
tiến sĩ bác sĩ Quách Trọng Đức, Phó Chủ tịch Liên Chi Hội Khoa học Tiêu hóa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có đôi lời phát biểu khai mạc cho hội thảo. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa cô Trần Kiều Biên, Chủ tịch Liên Chi Hội Khoa học Tiêu hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp đang tham dự tại chỗ và tham dự online trong cái hội nghị lần này. Thì như chúng ta đã biết thì Hội Khoa học Liên Chi Hội Khoa học Tiêu hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục tổ chức các cái buổi đào tạo y khoa liên tục gần như là hàng tháng từ sau khi mà chúng ta ổn định được cái đại dịch từ tháng 4 năm 2022 và cái lần gần nhất mà chúng ta tổ chức hội thảo là tháng 7 năm 2022. Một cái hội nghị rất là thành công tại Đà Nẵng cũng theo một cái hình thức là hybrid vừa online vừa offline với chủ đề là cập nhật về các cái kiến thức của tuần lễ tiêu hóa Mỹ. Thì trong năm 2021-2022 thì chúng ta có một cái sự bùng nổ về các cái kiến thức y khoa. Và trong cái lĩnh vực tiêu hóa thì một trong những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm nhiều nhất mà gặp rất nhiều trong thực hành lâm sàng đó là bệnh trào ngược dạ thực quản và điều trị Helicobacter pylori. Và chúng ta biết là năm 2021 chúng ta có những cái cập nhật về bệnh trào ngược dạ thực quản thì chúng ta có cái hội nghị đồng thuận của vùng Đông Nam Á. Và đến năm 2022 thì mới nhất thì chúng ta có cái guideline của Hội Tiêu hóa Mỹ. Và liên quan đến Helicobacter pylori thì năm 2021 chúng ta có cái guideline của Hội Tiêu hóa Thế giới. Và mới đây, mới một tuần trước đây thì chúng ta có cái cập nhật bản Maastricht 6 của một cái tổ chức mà chúng ta rất là quan tâm, tức là cái Hội Nghiên cứu về Helicobacter pylori của châu Âu. Và cũng có một cái thông tin nữa, tức là Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam cũng đã hoàn thành xong cái nội dung chính thức của cái bản đồng thuận và hướng dẫn điều trị tiêu trừ Helicobacter pylori. Và do đó chúng ta có rất là nhiều các cái thông tin cập nhật liên quan đến những vấn đề này. Chính vì vậy thì trong cái buổi đào tạo cập nhật các kiến thức tháng 8 năm 2022 thì được sự cho phép của cô Trần Kiều Miên thì chúng ta sẽ bàn đến các cái chủ đề liên quan đến các cái vấn đề xử trí bệnh trào ngược dạ thực quản Helicobacter pylori. Và như chúng ta thấy rằng một trong những cái thuốc có vai trò rất quan trọng trong xử trí cả hai bệnh lý này đó là PPI, và chúng ta cũng quan tâm đến ngoài cái vấn đề tính an toàn thì cái vấn đề những cái tác dụng phụ khi chúng ta điều trị cho những cái bệnh lý thường gặp này. Và trong cái nội dung bài trình bày ngày hôm nay chúng ta có 3 bài liên quan các chủ đề đó. Bài thứ nhất là do Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Cánh Tường sẽ bàn về bệnh trào ngược dạ thực quản. Bài thứ hai chúng tôi sẽ bàn về vấn đề Helicobacter pylori, những cái cập nhật điều trị. Và bài thứ ba của bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đình Quang sẽ bàn về vấn đề chúng ta sử dụng an toàn và hiệu quả PPI. Và với sự có mặt của các chuyên gia về các cái lĩnh vực này thì chúng tôi tin tưởng rằng là chúng ta sẽ có những cái thông tin cập nhật và chúng tôi rất là mong đợi sự chia sẻ kinh nghiệm cũng như là những cái tương tác trao đổi kể cả của các đồng nghiệp ở tại chỗ cũng như là tham gia trực tuyến ngày hôm nay. Và một lần nữa thì thay mặt cho Liên Chi Hội Khoa học Tiêu hóa Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp đã tham gia cái hội nghị ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ dược sĩ Mai Xuân Hoàng và công ty ASAI đã phối hợp với lại Liên Chi Hội để tổ chức hội thảo này. Và để bắt đầu chương trình thì chúng tôi sẽ kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Cánh Tường sẽ bắt đầu cái bài đầu tiên của mình, tức là cập nhật điều trị gợt những vấn đề làm cần lưu ý. Xin mời Phó Giáo sư Tường. Kính thưa cô Trần Kiều Miên, Chủ tịch Liên Chi Hội Hội Tiêu hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa tất cả các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp. Thì hôm nay mình sẽ trình bày về một cái vấn đề bệnh lý về gợt. Nhưng mà mình sẽ tiếp cận theo cái chiều hướng là mình tập trung những cái vấn đề liên quan đến gợt mà đôi khi trong thực hành lâm sàng á mình không có để ý. Thành ra mình có một số cái sai lầm nho nhỏ. Về nội dung ngày hôm nay á thì mình sẽ tập trung vào điều trị, mình sẽ nói gồm có 5-6 phần về thay đổi lối sống, mình tập trung cái gì, tuân thủ điều trị của bệnh nhân, cách sử dụng thuốc làm sao cho nó phù hợp, những cái trường hợp bệnh chồng lấp thì mình cũng phải để ý các nguyên nhân khác có cái triệu chứng giống như gợt, và cuối cùng là mình phối hợp thuốc như thế nào. Về thay đổi lối sống thì đây là một cái meta-analysis khá là mới năm 2021, cho thấy rằng là những cái chữ màu đỏ là những cái yếu tố có thể làm tăng lên cái triệu chứng về gợt.
Ví dụ như ăn đêm, mình ăn khuya thì nó tăng nguy cơ lên 5 lần. Mình không ăn sáng thì là 2,7 lần. Ăn nhanh, ha, mình ăn nhanh. Bây giờ khuynh hướng của mình thường là ăn nhanh là 4 lần. À, ăn thêm, tức là mình đã ăn no rồi mà ngon quá, mình cố gắng mình ăn thêm nữa thì cái nguy cơ của nó lên gần 3 lần. Ăn nhiều chất béo, mình thấy rất là nhiều ha, 7,5 lần. Và đặc biệt là mình ăn tối trễ, từ khi ăn cho đến khi ngủ mà trên 3 giờ, có nghĩa là 7 giờ mình 8 9 giờ mình đi ăn về rồi mình đi ngủ liền á, thì cái nguy cơ của nó rất là cao, lên 7,4 lần. Trong đó thuốc lá thì mình thấy là 1,19, rượu cũng có nguy cơ. Ngoài ra còn có những cái vấn đề mà có thể cải thiện cái tình trạng mà gợt của mình, ví dụ như ăn chay thì mình giảm được đến 56%, hoặc là mình tập thể thao 30 phút một lần, mình tập vừa phải thôi thì cũng giảm được nguy cơ gợt 30%. Và trong cái hướng dẫn của trường môn Hoa Kỳ năm 2022 mới đây á, thì họ tập hợp từ những cái nghiên cứu mà có chứng cứ, những cái chất lượng rất là tốt, thì họ mới ghi nhận ra những cái vấn đề mà liên quan đến cái vấn đề thay đổi lối sống. Ví dụ như ăn chất mỡ này, ví dụ như uống nước ngọt có ga, ăn đồ ăn chua, ăn những cái bữa ăn nhỏ, mình nên ăn những bữa ăn nhỏ thì nó hỗ trợ hơn, giảm cân, giảm hút thuốc lá, tránh tập luyện quá mức, nằm ngủ đầu kê đầu giường cao mấy chị nha, kê đầu giường cao chứ không có phải là kê gối cao, và nằm nghiêng bên trái là những cái yếu tố được khuyến cáo và có những cái chứng cứ cho thấy rằng nó làm giảm cải thiện cái gợt. Và từ đó họ đưa ra cái hướng dẫn, thứ nhất là phải giảm cân đối với những cái người quá cân và béo phì, thứ hai là mình tránh ăn trễ 2-3 giờ trước khi đi ngủ, thứ ba là mình tránh hút thuốc lá, ở đây chỉ có nói hút thuốc lá không có nói đến rượu bia ha. Và thứ tư là mình tránh những cái thức ăn nó gọi là trigger, những cái thức ăn mà nó kích hoạt, thường là chất mỡ đó, triệu chứng gợt, và đặc biệt là kê cao đầu giường. Thì đây là một trong những cái mà có những cái tờ hướng dẫn của các cái chuyên khoa, đặc biệt là chuyên khoa tai mũi họng á, họ hướng dẫn bệnh nhân trào ngược thanh quản họng thì đôi khi họ ghi là nằm gối cao. Thì các anh chị nhớ là không có phải nằm gối cao nha, không phải nằm gối cao mà là kê cao đầu giường, có nghĩa là mình nâng cái đầu giường mình lên khoảng 15 độ hoặc là nó kê cái trên lên khoảng từ 15 đến 20 cm, và thường là mình nằm nghiêng bên trái thì nó giảm cái triệu chứng trào ngược về đêm nhiều hơn là triệu nằm bên phải. Do đó thường là mình hay dặn bệnh nhân là kê cao đầu giường, mình phải vẽ cái hình và hướng dẫn bệnh nhân cũng như cho bệnh nhân nằm nghiêng bên trái. Một cái phương pháp nữa mà cách đây khá là lâu, năm ngoái mình có trình bày, là cái phương pháp thở bụng, tức là hít vào, mình để bệnh nhân bỏ cái tay đây và hít vào phình bụng lên, thở ra chậm và xẹp bụng xuống, thì thấy có thể cái meta analysis năm 2020 cho thấy là nó làm giảm triệu chứng của gợt với odds ratio là 1,36, có nghĩa là mình giảm được 36% trường hợp. Và cũng rất là may mắn, cũng rất là hay là năm 2021 tôi có trình bày vấn đề này, thì đến năm 2022 thì trong cái hướng dẫn của cái Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ mới đây 2022 về gợt thì họ đưa được luôn cái vấn đề thở cơ hoành vào đây. Thở cơ hoành là một trong những cái chiến lược phối hợp với vấn đề thư giãn ở bệnh nhân có triệu chứng, đặc biệt là rối loạn thực quản chức năng như ở nóng chức năng hoặc là những cái trào ngược liên quan đến vấn đề tăng nhạy cảm. Cái thứ hai mình muốn nhắc các đồng nghiệp ở đây là kiểm tra sự tuân thủ. Vì cái sự tuân thủ của bệnh nhân là cái quyết định trong cái thành công điều trị, mà đa số bệnh nhân của mình nó tuân thủ một thời gian ngắn thôi. Cái gợt mình biết điều trị rất là lâu dài và bệnh nhân không có tuân thủ. Không phải ở Việt Nam mình đâu, ở nước ngoài cũng vậy. Thì trong cái tạp chí này họ thấy rằng là bệnh nhân không có tuân thủ, họ hay về lối sống thì thường ăn trễ và ăn no. Mình thường đi ăn đám cưới hoặc là đi nhậu nhạc về khuya là mình ăn no ha, mình ngủ liền. Thời gian uống thuốc không có đúng, mình dùng PPI với các thuốc kháng tiếng khác. Họ uống PPI xong rồi họ nhịn ăn luôn, họ không có ăn, tại mình ghi là uống trước khi ăn thì họ cũng nghĩ là nhịn đói cũng được không sao. Uống không có liên tục, khi nào có triệu chứng thì uống, không có triệu chứng thì nghỉ. Đó là cái đặc trưng của người dân mình. Thời gian thì không có đủ, người ta cho 4 tuần thì tôi uống 1 tuần tôi thấy khỏe quá tôi ngưng, tôi không uống nữa. Liều cũng không có đủ luôn ha. Và người ta nghiên cứu thấy rằng là 46% ở nước ngoài bệnh nhân uống không có đúng, đặc biệt là PPI, 39% bệnh nhân trước khi đi ngủ mới uống và uống khi nào cần thì mới uống. Cái thứ ba mình muốn nhắc đến cách sử dụng thuốc. Thì mình biết trong cái điều trị gợt đa số cái trào ngược của nó là trào ngược axit. Do đó nó có vai trò của những cái thuốc kháng axit cũng như là những cái thuốc mà bảo vệ niêm mạc. Đối với những cái thuốc kháng axit đầu tiên á, cái trung hòa axit là cái antacid là mình thường sử dụng nhất, đúng không ạ? Thì liều của nó là 1 gói x 3 lần, và cách uống của nó là sau ăn 2 giờ hoặc khi nào bệnh nhân đau thì bệnh nhân uống.
Nếu mình uống trước ăn hoặc là mình uống trong bữa ăn thì cái thời gian antacid nó có hiệu quả chỉ trong vòng từ 30 phút đến 1 giờ thôi. Sau đó nó hết hiệu quả. Nhưng nếu mình chỉ cho ăn sau khi ăn 2 giờ, tức là lúc mà thời gian tiết axit tối đa, thì lúc đó cái hiệu quả của cái antacid có thể từ 2 đến 4 giờ. Và cái tác dụng phụ của nó thì mình lưu ý có thể gây tiêu chảy hoặc bón, tùy cái loại magie hay là nhôm chiếm ưu thế. Và mình sử dụng được sử dụng được trên phụ nữ có thai. Về cái alginate, để mình chuyển sang cái về cái alginate là mình cũng đa số các anh chị quen rồi ha, nó tạo một cái raft, một cái hàng rào ngăn giữa cái dạ dày và thực quản, tránh trào ngược sau khi ăn, đặc biệt là những cái trào ngược liên quan đến túi axit, những trào ngược sau bữa ăn. Thì cái alginate này mình có hai loại, một loại là suspension, một loại là dual, tức là cái nhóm mà nó có cái canxi carbonate nhiều hơn, nó có cái tác dụng antacid nhiều hơn, cái nồng độ canxi carbonate nó cao hơn là 325 mg, thì liều của nó là một gói nhân 3 hoặc 4 lần một ngày. Thì các ba bữa ăn là ăn uống liền sau ăn trong vòng 1 giờ nha, 1 giờ. Còn nếu buổi tối á, mình tránh cái trào ngược về đêm thì mình sẽ uống trước khi đi ngủ và ban đêm. Và cái này cũng sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho con bú. Một cái nhóm thuốc nữa mình hay nhầm là Sunraphat. Cái Sunraphat thì liều của nó cũng là một gói nhân 3 4 lần một ngày. Tuy nhiên cái Sunraphat nó không có tác dụng antacid, nó không phải là antacid, nó cũng không phải là alginate, mà nó là một cái loại product, nó có tác dụng bảo vệ niêm mạc. Do đó cách uống của nó là uống trước ăn 60 phút. Sunraphat là một loại product, nó phải có thời gian nó được hoạt hóa bằng môi trường axit trong dạ dày. Mà đa số tôi thấy các toa mấy anh chị thường cho uống sau ăn không mà là không có đúng. Uống sau ăn nó không có được hoạt hóa và tác dụng của nó rất là giảm. Và một tác dụng phụ mình ít để ý đó là bón, uống vô bón ha. Mình không dùng kèm với antacid cùng một lúc vì antacid nó trung hòa axit, uống Sunraphat vô cùng trước khi ăn, cùng một lúc thì nó sẽ mất tác dụng. Thường là mình cho Sunraphat trước ăn và antacid sau ăn. Và thuốc này được ưu tiên trên phụ nữ có thai. Và trong cái, đây là một cái meta-analysis khá là mới năm 2020 cho thấy cái hiệu quả và an toàn của alginate ở bệnh nhân trào ngược trên phụ nữ có thai. Nói chung thì cái alginate ở đây cho thấy rằng là hiệu quả của nó tốt hơn là placebo và antacid đơn thuần hoặc mình phối hợp với PPI, và nó không có cái tác dụng phụ nguy cơ gì so với cái placebo và thuốc ức chế bơm proton. Và trong cái đồng thuận của châu Á Thái Bình Dương á, mà có sự tham gia của giáo sư Trần Văn Huy và phó giáo sư Quách Trọng Đức, thì cái alginate được khuyến cáo sau cái mình điều chỉnh về lối sống anh chị nha, điều chỉnh lối sống luôn luôn phải đi kèm để bệnh nhân hạn chế uống thuốc. Alginate được cho đối với những trường hợp mà trào ngược ở mức độ nhẹ và trung bình. Nhẹ có nghĩa là bệnh nhân biết có triệu chứng nhưng mà nó không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, bệnh nhân vẫn dung nạp tốt. Còn trung bình là bệnh nhân có triệu chứng, có than phiền, có khó chịu, nhưng những cái can thiệp, những cái ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng có, nhưng bệnh nhân dung nạp được, thì mình sẽ sử dụng alginate. Và khi nào alginate không có hiệu quả thì mình mới bắt đầu sử dụng PPI. Mình qua cái nhóm thuốc kế tiếp sử dụng khá là nhiều, đó là thuốc ức chế toan, ức chế chữ tiết axit, gồm có ức chế bơm proton và ức chế thụ thể H2. Thì mình thấy đây là một cái meta-analysis khi họ so sánh cái PPI ức chế thụ thể H2 với placebo, thì mình thấy rằng cái hiệu quả của thuốc ức chế bơm proton trong những trường hợp mà viêm trợt thực quản do trào ngược, hiệu quả nó gấp placebo 11 lần, trong khi cái ức chế thụ thể H2 cỡ khoảng 4 lần thôi. Tương tự như vậy, trong vấn đề cải thiện các triệu chứng của GERD thì là ức chế bơm proton cũng vượt trội gấp 5 lần so với placebo và ức chế thụ thể H2 cỡ khoảng 2 lần. Như vậy rõ ràng PPI nó vượt trội so với ức chế thụ thể H2 trong vấn đề điều trị triệu chứng cũng như là điều trị các cái viêm trợt thực quản do trào ngược. Bây giờ mình tập trung vào PPI hay là cái thuốc chính trong trào ngược. Thì đối với PPI nó có một số vấn đề như thế này, mình ghi toa mình không để ý và bản thân bệnh nhân họ cũng không để ý. Đó là cái thời gian uống thuốc của mình không có đúng. Thứ hai là bệnh nhân uống nhưng sau đó bệnh nhân không có ăn. Thứ ba là cái liều nó không đủ, đặc biệt đối với những trường hợp trào ngược ngoài thực quản. Thứ bốn là thời gian cũng không đủ cho một đợt điều trị. Bây giờ mình nói sơ qua về hoạt động của PPI. PPI khi nó uống vào, được hấp vào trong máu, được hấp thu vào máu, nó vào trong cái tế bào thành và được đưa vào tiểu quản bài tiết. Khi vào tiểu quản bài tiết thì PPI dưới môi trường axit nó sẽ được hoạt hóa thành sulfenamide, và SS sulfenamide nó mới ức chế cái bơm H+ K+ ATPase để ức chế chuyển tiết axit.
Và như vậy PPI là một loại product, nó phải được hoạt hóa trong môi trường acid ở tiểu quản bài tiết. Do đó nếu chúng ta sử dụng cùng với những cái thuốc ức chế toan khác thì vô hình trung chúng ta ức chế luôn cái sự hoạt hóa của PPI và hiệu quả của nó sẽ giảm. Và cái PPI này nó còn tốc độ hoạt hóa của nó còn tùy thuộc vào cái pK của nó. Thì trong các loại PPI á, thì rabeprazole là cái pK của nó là cao nhất so với các loại khác, do đó nó có khả năng hoạt hóa khá là nhanh trong tất cả các vị trí của dạ dày. Và PPI nó được hoạt hóa tốt nhất khi tế bào thành được hoạt hóa, được kích thích tiết axit sau bữa ăn. Như vậy chúng ta sẽ cho bệnh nhân uống PPI trước bữa ăn 30 đến 60 phút để có thời gian nó vào máu và đến tế bào thành và ức chế bơm H cộng K cộng ATPA vào thời điểm tiết axit nhiều nhất là vài giờ sau khi ăn. Do đó hiệu quả nhất là uống trước khi ăn 30 đến 60 phút và sau đó phải ăn. Cái tiếp nữa là nó được huy động tốt nhất, cái bơm proton được huy động tốt nhất sau khi bệnh nhân nhịn đói. Thời gian kéo dài càng nhịn đói bao nhiêu thì cái bữa ăn đầu tiên nó sẽ huy động ra tối đa và bơm proton nó sẽ ức chế. Do đó chúng ta sẽ cho uống bữa ăn đầu tiên trong ngày. Nếu bệnh nhân ăn sáng thì uống trước ăn sáng, nếu bệnh nhân không ăn sáng thì sẽ là uống trước ăn trưa, và các bữa ăn phải có đạm thì nó mới kích thích tiết axit. Do đó cách uống là gì? Uống trước khi bữa ăn đầu tiên trong ngày 30 phút đến 60 phút, thức ăn phải có đạm. Nếu phải uống 2 lần một ngày là 30 phút đến 60 phút trước bữa ăn chính đầu tiên trong ngày và cuối cùng trong ngày, thường là mình ăn tối ha. Và trong các loại PPI mình sẽ chọn lựa, mình có hai thế hệ. Thế hệ thứ nhất gồm có Ome, Langzo, Panto, và thế hệ thứ hai mình có Rabe và Isomeprazole. Thì cái hiệu quả của GERD, giảm triệu chứng của GERD khi cái thời gian của cái PPI này nó đưa cái pH dạ dày trên 4 càng cao, càng tỷ lệ phần trăm càng nhiều bao nhiêu trong ngày, cũng như cái pH trung bình trong 24 giờ càng cao thì hiệu quả mình điều trị GERD càng tốt, đặc biệt những cái GERD mà chủ yếu là do acid. Thì trong đó chúng ta thấy rõ ràng là cái thế hệ thứ hai gồm có Rabe và Isomeprazole đều có cái hai cái tiêu chí này cao nhất so với cái thế hệ thứ nhất. Và một số nghiên cứu cho thấy rằng Rabeprazole cải thiện triệu chứng GERD ngay ngày đầu tiên là lý do nó được hoạt hóa nhanh do cái pK của nó cao nhất trong các loại PPI, và nó giảm cả 4 triệu chứng ở nóng, ở trớ, thượng đau thượng vị, khàn giọng ngay ngày đầu tiên theo cái thang điểm Likert, và 77% tỷ lệ lành thực quản trong 4 tuần và 90% trong vòng 8 tuần lễ. Và ngoài ra nó còn kiểm soát được triệu chứng ở nóng về ban đêm khi so sánh với Pantoprazole. Thời gian ban ngày cũng như ban đêm thì cái khả năng kiểm soát đưa pH trên 4 đều tốt hơn. Và ngoài ra, Rabeprazole là một loại PPI không được ít bị ảnh hưởng bởi tính đa hình CYP2C19. Do đó, cho dù bệnh nhân ở kiểu hình gì, kiểu hình chuyển hóa nhanh, chuyển hóa trung bình hay chuyển hóa chậm, thì cái hiệu quả để làm lành hoặc là điều trị triệu chứng khá là đồng nhất ở các bệnh nhân. Thông thường, ở những cái trường hợp PPI mà chuyển hóa chủ yếu qua CYP2C19, thì những bệnh nhân có kiểu hình chuyển hóa nhanh, thì cái hiệu quả của nó kém hơn so với những bệnh nhân có cái kiểu hình chuyển hóa chậm hoặc kiểu gió trung bình. Một cái vấn đề mình rất là lưu tâm đó là cái nguy cơ sử dụng PPI kéo dài. Kéo dài ở đây là muốn nói trên 12 tuần, trên 24 tuần. Hầu hết bác sĩ cũng như bệnh nhân đều rất là lo lắng khi chúng ta sử dụng PPI kéo dài. Thì khi sử dụng kéo dài như vậy, nó có ba cái nhóm. Một cái nhóm thì người ta thấy có mối liên quan nhân quả rất là rõ ràng, ví dụ nhiễm trùng đường ruột, thay đổi về chức năng cấu trúc của dạ dày mà chúng ta nội soi chúng ta hay thấy có những cái polyp tăng sản á, tổn thương thận cấp. Cái mà có mối liên quan nhưng chứng cứ của nó không được cao là cái màu vàng, đó là nhiễm C. diff, tức là viêm đại tràng giả mạc, thiếu B12, thiếu magie và canxi. Cái nhóm có chứng cứ nhưng không đầy đủ vẫn còn nghi ngờ là đó là bệnh thận mãn, sa sút trí tuệ, ung thư đường tiêu hóa, những cái vấn đề liên quan đến biến cố tim mạch do nó tác dụng âm tính trên clopidogrel, viêm phổi mắc phải cộng đồng cũng như mắc phổi mắc tại bệnh viện, loãng xương và gãy xương. Tuy nhiên, cho đến năm 2022, thì ACG dựa vào những cái nghiên cứu có chất lượng tốt nhất để tìm ra rằng PPI thực sự nó có cái hiệu quả xấu như vậy hay không. Cho đến năm 2022, thì họ nhận thấy rằng hầu như PPI không có một cái nguy cơ tăng đáng kể nào cho bất cứ biến cố nào, ngoại trừ một biến cố, đó là nhiễm trùng tiêu hóa. Nhiễm trùng tiêu hóa với cái nguy cơ odds ratio là 1,33 hay là hazard ratio, có nghĩa là tăng lên 33%. Còn tất cả những biến cố chúng ta sợ cho tới thời điểm này, người ta thấy nguy cơ không có cao. Chính vì vậy, trong cái hướng dẫn của ACG, họ nói rằng PPI có tác dụng nhẹ thôi, gồm nhức đầu, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, táo bón. Hầu như không có yếu tố nguy cơ bệnh xương, không có yếu cơ nguy cơ thiếu B12, không có yếu tố nguy cơ bệnh thận. Do đó, không khuyến cáo kiểm soát
canxi, vitamin D hoặc là bổ sung, cũng như đánh giá mật độ xương, không khuyến cáo tăng lượng B12 hay theo dõi B12, không khuyến cáo định kỳ theo dõi creatinine. Tuy nhiên trên bệnh nhân suy thận thì chúng ta theo dõi cái chức năng thận khá là chặt chẽ hơn người bình thường. Như vậy chúng ta khá là an tâm khi sử dụng PPI cho đến năm 2022. Một cái vấn đề nữa là liều và thời gian sử dụng điều trị đối với GERD. Thì đây là một cái hướng dẫn toàn cầu năm 2027. Chúng ta thấy hầu hết cái khuyến cáo của mình là bắt đầu điều trị và chúng ta ngưng, có thể là bắt đầu từ antacid tăng dần lên PPI hay là bắt đầu thẳng bằng PPI luôn, tùy thuộc vào cái nguồn lực ở cái khu vực đó. Và cái thời gian của nó là 8 tuần lễ là tối thiểu. Đối với những nước mà có nguồn lực cao hơn thì có thể từ 8 đến 12 tuần lễ. Như vậy một đợt điều trị GERD ít nhất phải là 8 tuần theo hướng dẫn này. Tuy nhiên, tương tự như vậy, trong cái ACG năm 2022, chúng ta thấy rằng một đợt điều trị vẫn là 8 tuần lễ đối với PPI và ghi rất là rõ trước bữa ăn trong thử nghiệm PPI. Đối với những trường hợp bệnh nhân có triệu chứng điển hình của GERD là ở nóng hay ở trớ và không có dấu hiệu báo động nha mấy anh chị. Có dấu hiệu báo động là phải đi nội soi ha. Không có dấu hiệu báo động, chúng ta có thể điều trị thử PPI 8 tuần lễ một lần một ngày, liều chuẩn một lần một ngày 8 tuần lễ. Đối với GERD ngoài thực quản thì mình chỉ lưu ý không phải một lần một ngày, mà GERD ngoài thực quản nếu mình đã chứng minh là loại trừ các nguyên nhân khác và bởi những cái chuyên gia về tai mũi họng, về hô hấp chẳng hạn, thì chúng ta phải thử điều trị 2 lần một ngày, sáng, chiều, trước bữa ăn 30 đến 60 phút và thời gian phải là 12 tuần lễ nha. Đối với GERD ngoài thực quản phải là 12 tuần lễ. Và chúng ta có một cái khuyến cáo mới năm 2022, mới nhất hiện nay của ACG, của AGA, tức là Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy rằng đối với Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ á, thì chúng ta thấy cái thời gian mà FDA approve để điều trị PPI đối với những bệnh nhân GERD có triệu chứng điển hình và không có triệu chứng báo động thì có thể 4 tuần. Có nghĩa thời gian tối thiểu có thể xuống 4 đến 8 tuần, có thể 4 tuần chúng ta đánh giá lại. Đây là guideline đầu tiên cho thấy thời gian điều trị GERD có thể một đợt là 4 tuần lễ, sau đó chúng ta đánh giá lại để chúng ta có thể tiếp tục hay là ngưng thuốc. Và ở đây là guideline đầu tiên cho thấy rằng tất cả bệnh nhân nếu phải sử dụng PPI trên 1 năm thì chúng ta nên đánh giá lại xem có bất thường gì mà chúng ta chưa phát hiện được hoặc là chứng minh chắc chắn là GERD để chúng ta tiếp tục điều trị lâu dài. Chúng ta qua cái nhóm thuốc ức chế thụ thể H2, rõ ràng là ức chế thụ thể H2 hiệu quả thua hẳn trong vấn đề ức chế axit đối với PPI. Tuy nhiên nó vẫn có một cái vai trò nào đó trong điều trị GERD. Vai trò đầu tiên đó là cái thuốc nó điều trị những cái trường hợp bùng phát axit về đêm, gây ra những cái triệu chứng GERD về đêm làm bệnh nhân mất ngủ chẳng hạn. Thì người ta thấy ở những bệnh nhân đã sử dụng PPI 2 lần một ngày rồi mà vẫn còn triệu chứng về đêm thì người ta thêm cái ức chế thụ thể H2 ở liều một lần một ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ. Ví dụ famotidine 40mg, ví dụ nizatidine 30mg một buổi tối trước khi đi ngủ thì chúng ta thấy hiệu quả cải thiện lên đến 52% với cái risk ratio là 0.48. Một cái vai trò của ức chế thụ thể H2 nữa mà nó nằm trong một số guideline về cái cách giảm bậc hay là giảm liều, giảm, người ta gọi là giảm thang, giảm bậc. Đó là khi chúng ta sử dụng PPI và chúng ta không muốn phụ thuộc vào nó mà bệnh nhân cải thiện, chúng ta có thể ngưng luôn PPI và chúng ta sử dụng ức chế thụ thể H2 xem như là một cái thuốc gọi là giảm bậc trong điều trị GERD duy trì. Một cái nhóm thuốc chúng ta sử dụng khá là nhiều đó là thuốc trợ vận động. Thì trước đây khá là nhiều những cái meta-analysis. Tuy nhiên đến năm 2021, người ta làm một cái meta-analysis khá là lớn với 16 nghiên cứu và 1.500 bệnh nhân. Thì họ thấy rằng nếu phối hợp với prokinetic ngay từ đầu thì giảm hầu hết các triệu chứng toàn thể của GERD, bất chấp loại prokinetic là loại gì, độ nặng của GERD cũng như chủng tộc, và phối hợp ít nhất 4 tuần lễ thì hiệu quả hơn so với sử dụng PPI đơn trị. Và một vấn đề nữa là chúng ta cần phải lưu ý đó là cái GERD về đêm. Bản thân cái GERD về đêm là một cái mà nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống bệnh nhân rất là nhiều. Và đôi khi mình có một cái GERD gọi là silent GERD, tức là hoàn toàn không có triệu chứng gì về GERD hết, nhưng bệnh nhân thường xuyên mất ngủ, thiếu ngủ. Đó là gọi là silent GERD. Tức là người ta chứng minh rằng chính cái GERD, cái trào ngược không triệu chứng đó, nó kích hoạt não của chúng ta nhận diện là bất thường và nó làm kích thích trung tâm tỉnh thức, đó chúng ta tỉnh dậy để chúng ta bắt đầu kích hoạt lại những cái cơ chế bảo vệ để tống cái axit nó xuống. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ tỉnh mà chúng ta hoàn toàn không có triệu chứng và coi chừng đó là silent GERD. Và chúng ta thấy cái mối liên quan giữa GERD và thiếu ngủ là một mối liên quan hai chiều, một cái vòng xoắn bệnh lý, thiếu ngủ làm nặng hơn GERD và GERD nó sẽ làm nặng hơn cái thiếu ngủ.
Vì vậy trong điều trị những trường hợp gọi là nocturnal gợt, gợt về đêm, luôn luôn lưu ý các vấn đề bên cạnh gợt là phải có vấn đề cải thiện và duy trì giấc ngủ. Chúng ta nhớ về ban đêm, nếu bệnh nhân có triệu chứng bắt buộc phải nằm kê cao đầu giường, nằm nghiêng bên trái và không ăn trễ vào buổi tối. Thuốc mà giúp chúng ta cải thiện triệu chứng gợt về đêm đó là PPI uống trước bữa ăn chiều, ức chế thụ thể H2 uống trước khi ăn, trước khi ngủ, prokinetic uống một viên trước khi đi ngủ, thậm chí có thể sử dụng baclofen. Và đối với những cái thuốc mà duy trì và cải thiện giấc ngủ thì ở đây tôi muốn đề cập đến melatonin. Melatonin là một hormone tuyến tùng, nó có khả năng duy trì chu kỳ thức ngủ, và càng lớn tuổi thì melatonin do tuyến tùng tiết ra càng giảm. Ngoài ra melatonin còn được tiết ra bởi những cái tế bào biểu mô đường tiêu hóa, nó có tác dụng bảo vệ niêm mạc, và người ta thấy rằng melatonin bên cạnh cải thiện giấc ngủ còn có cải thiện các triệu chứng gợt về đêm. Chúng ta qua thứ tư là chồng lấp gợt. Hầu như chúng ta thấy gợt phối hợp với chồng lấp khó tiêu chức năng, hoặc là IBS lên đến 27%, phối hợp với IBS lên đến 50%, khó tiêu 53%. Như vậy rõ ràng những bệnh nhân đến với mình không đơn giản có gợt mà phối hợp các rối loạn chức năng khá là nhiều. Và khi rối loạn chức năng như vậy, nếu chúng ta chỉ điều trị gợt thì bệnh nhân sẽ không có đáp ứng các triệu chứng khác, thậm chí chúng ta có thể làm nặng lên những cái rối loạn chức năng khác. Ví dụ đối với khó tiêu chức năng, vai trò của PPI prokinetic cả hai đều có. Nếu bệnh nhân không đáp ứng, chúng ta có thể thêm thuốc chống trầm cảm 3 vòng là những cái thuốc hiệu quả trên những cái rối loạn về chức năng. Nếu trầm lắng đến IBS thể tiêu chảy, chúng ta lưu ý nhôm, lưu ý magie có thể gây tiêu chảy, chúng ta nên sử dụng loại antacid nhôm để đánh táo bón ha, arginate, sulcaphat nó gây bón, do đó cũng cải thiện được cái IBS thể tiêu chảy, hạn chế prokinetic, vì một số bệnh nhân rất nhạy cảm prokinetic và nó sẽ gây ra triệu chứng tiêu chảy. Và đôi khi chúng ta sử dụng chống trầm cảm 3 vòng để chúng ta điều trị cái thể tiêu chảy này. Nếu trường hợp chồng lấp với thể IBS thể bón thì chúng ta chọn các magie để bệnh nhân không bị bón và có thể đi cầu phân nó mềm hơn. Chúng ta tránh sử dụng sulfaphat vì nó gây bón, và chúng ta có thể sử dụng prokinetic. Tuy nhiên khi sử dụng prokinetic, cẩn thận nó sẽ antidote với cái chấm co thắt của chúng ta. Do đó chúng ta cẩn thận khi phối hợp hai thứ thuốc này, và tuyệt đối chúng ta không sử dụng nhóm chống trầm cảm 3 vòng vì nó gây bón, mà chúng ta sử dụng ức chế tái hấp thu serotonin chọn lọc. Một cái nữa là chồng lấp với rối loạn chức năng thực quản. Chúng ta biết đối với bệnh lý thực quản chức năng, rất là nhiều rối loạn chức năng thực quản, trong đó có hai loại rất thường gặp, đó là tăng nhạy cảm thực quản, có nghĩa là trào ngược với axit. Không phải mình vẫn gọi là trào ngược chức năng á, mình vẫn người bình thường không có triệu chứng nhưng người này họ có triệu chứng. Và một cái nữa là ở nóng chức năng, hoàn toàn không có trào ngược nhưng bệnh nhân có triệu chứng ở nóng. Thì đối với những trường hợp chồng lấp, người ta thấy rằng chắc chắn là gợt rồi mà mình điều trị hoài không có đáp ứng với PPI, thì người ta thấy cái nguy cơ chồng lấp đối với tăng nhạy cảm thực quản lên đến 62%, và đối với ở nóng chức năng lên đến gần 13%. Do đó cái vai trò của thuốc điều hòa thần kinh cực kỳ quan trọng trong những trường hợp rối loạn chức năng thực quản hay rối loạn chức năng đường tiêu hóa. Ví dụ mấy anh chị sẽ có thể sử dụng những cái thuốc chống trầm cảm 3 vòng, những cái thuốc SSRI, những cái thuốc SNRI vân vân. Ví dụ ở đây là citalopram, amitriptyline, hoặc là fluoxetine là những cái thuốc mà mình hay sử dụng. Ngoài ra nếu mình chỉ có được thuốc noctriptyline hoặc amitriptyline thì nó tốt hơn so với amitriptyline vì nó không có những cái tác dụng phụ giống như amitriptyline. Cuối cùng là loại trừ nguyên nhân khác. Khi chúng ta điều trị, chúng ta luôn luôn mỗi lần bệnh nhân tái khám là mỗi lần hỏi bệnh sử và thăm khám để chúng ta có thể phát hiện được những cái triệu chứng gợi ý những cái nguyên nhân khác mà nó có triệu chứng giống như gợt. Ví dụ như viêm thực quản do tăng bạch cầu ái toan, có thể trên hình ảnh nội soi hoặc trên hình ảnh sinh thiết, hoặc là cái thường gặp đó là những cái trường hợp mà ung thư thực quản hoặc là achalasia, tức là co thắt, rối loạn chức năng thực quản, co thắt tâm vị, và đặc biệt đó là tăng nhạy cảm, trào ngược và chức năng thực quản. Chúng ta để ý, chúng ta thấy rằng những bệnh nhân đã chứng minh là gợt rồi, đã điều trị, những bệnh nhân mà chúng ta chưa chứng minh được là gợt ha, chúng ta nội soi không có theo cái tiêu chuẩn mới là LABCD hoặc là Barrett đoạn dài, hoặc là có triệu chứng điển hình, hoặc chúng ta điều trị mà chúng ta không có làm được cái pH monitoring, chúng ta điều trị không thành công PPI 2 lần một ngày rồi, thì khả năng nó là không phải gợt mà nó là rối loạn chức năng thực quản lên đến 90%. Ở đây 55% là có trào ngược, vẫn còn trào ngược chúng ta chưa kiểm soát được, nhưng mà lên đến 90% là tăng nhạy cảm thực quản hoặc là ở nóng chức năng. Cuối cùng là cái ối phối hợp thuốc. Chúng ta có thể phối hợp thuốc ngay từ đầu tùy theo từng cá nhân. Chúng ta bổ sung ức chế thụ thể H2 hoặc arginate hoặc prokinetic trước khi đi ngủ, hoặc bệnh nhân ăn no trước khi đi ngủ để cải thiện triệu chứng về đêm.
chúng ta thêm alginat, antacid hoặc bảo vệ niêm mạc xuyên raphat. Đối với chúng ta, những trường hợp chúng ta không kiểm soát được triệu chứng của ở PPI hoặc nhưng mà nó không có một cái tác dụng phụ nghiêm trọng, prokinetic chúng ta có thể cho ngay từ đầu đối với những bệnh nhân có cái triệu chứng liên quan đến chậm làm trống dạ dày, ví dụ đầy hơi, khó tiêu, mau no. Và khi chồng lắp với rối loạn triệu chứng chức năng, chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc gọi là điều hòa thần kinh. Và cuối cùng là một cái slide rất là hay, năm 2021 cho thấy rằng khi chúng ta tiếp cận GERD là một cái chăm sóc tích hợp hay còn gọi là một đa kênh. Chúng ta thấy nếu chúng ta ở nóng này liên quan chủ yếu đến vấn đề tăng tiết axit thì vai trò của PPI, vai trò của ức chế thụ thể H2 vào ban đêm. Nếu bệnh nhân này chủ yếu là tăng nhạy cảm, chúng ta thấy phụ nữ trẻ rất là nhiều vấn đề về tâm thần, thì chúng ta xem xét đến vấn đề thư giãn, đến vấn đề những cái liệu pháp liên quan đến hành vi, chúng ta xem xét những cái thuốc điều hòa thần kinh hoặc là những cái thuốc ví dụ như melatonin để cải thiện giấc ngủ. Nếu liên quan chủ yếu đến vấn đề phá vỡ cấu trúc bảo vệ của trào ngược, ví dụ như trong những cái trường hợp mà thoát vị, thì chúng ta tập trung cải thiện chất lượng cuộc sống, chúng ta thêm alginat và vai trò của thủ thuật, phẫu thuật. Nếu bệnh nhân này là quá cân béo phì thì chúng ta xem xét đến vấn đề giảm cân để hoặc là những cái thủ thuật, những cái phương pháp để giảm ăn vào. Và nếu bệnh nhân này chủ yếu là giãn của cơ thắt thực quản dưới thoáng qua nhiều quá thì chúng ta xem xét đến baclofen là cơ chế chính của nó. Và nếu bệnh nhân chủ yếu là triệu chứng sau khi ăn hoặc là ở tư thế hoặc là nói nhiều như mình á, thì vấn đề cải thiện chất lượng cuộc sống, buổi tối nằm kê cao đầu giường nghiêng trái và thêm alginat cực kỳ tốt. Nếu bệnh nhân sau khi ăn có triệu chứng, mình chỉ cho uống liền alginat sau khi ăn. Đó là cái slide cuối cùng của trong một cái tạp chí năm 2021. Tóm lại, có những cái vấn đề cần lưu ý về lối sống, lưu ý những khuyến cáo có chứng cứ rõ ràng, chứ mình đừng có bắt bệnh nhân kiêng hết mọi thứ thì rất là tội cho bệnh nhân. Kiểm tra tuân thủ mỗi lần khám là mỗi lần kiểm tra tuân thủ, mỗi lần phát hiện triệu chứng. Lưu ý liều, cách sử dụng, cách phối hợp thuốc. Một đợt điều trị tối thiểu 8 tuần, đối với ngoài thực quản là 12 tuần. Tuy nhiên hướng dẫn mới của AGA là 4 tuần lễ. Các triệu chứng khác chống GERD, chúng ta phải loại trừ các nguyên nhân khác. Phát hiện các triệu chứng chồng lấp, đặc biệt là những cái rối loạn chức năng tiêu hóa để chúng ta có thể phối hợp thuốc một cách có hiệu quả. Bài trình bày của em đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các quý vị, các thầy cô và các anh chị. Rất cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Khánh Tường đã cho chúng ta một cái khái niệm và về cái GERD và đi từng bước một đưa đến một cái tổng quan về cái bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản và hướng dẫn chúng ta nên như thế nào, một cách tổng quát sử dụng thuốc như thế nào trên lâm sàng. Và như vậy thì chúng ta vừa mới có một cái khái quát những cái cập nhật thông tin mới của thế giới. Tiếp theo chương trình thì tôi xin giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Quách Trọng Đức. Thì bác sĩ Đức là một người nghĩa là rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề H. pylori và hiện nay là nhân vật rất chủ chốt của Hội Tiêu hóa Việt Nam trong vấn đề soạn thảo về cái guideline về cái H. pylori của toàn quốc. Và cái guideline đó hiện nay đã hoàn thành và sẽ được công bố chính thức vào Hội nghị Tiêu hóa Toàn quốc vào tháng 11. Thế thì hôm nay đề tài của bác sĩ Đức không phải là phổ biến về cái guideline, nhưng mà lại có cập nhật những cái guideline của thế giới trong cái Hội nghị Maastricht 6 vừa mới công bố trong cái DDW mà trong 2 năm vừa rồi chúng ta không cập nhật được. Và bác sĩ Đức tổng hợp lại cho chúng ta. Thì cái buổi ngày hôm nay là cái buổi sơ khởi để chúng ta chuẩn bị tiếp nhận cái vấn đề cái guideline của Hội Tiêu hóa Toàn quốc tháng 11 năm nay. Và tôi thông báo các anh chị là tháng 11 năm nay chúng ta sẽ đưa ra hai cái guideline vô cùng quan trọng. Đó là hướng dẫn và của cái điều trị Helicobacter pylori của Việt Nam. Và xin mời báo với các anh chị một cách rất mừng, tức là Việt Nam của chúng ta đã có tiếng nói trên thế giới. Và trong cái guideline của Hội Tiêu hóa guideline dẫn dắt của thế giới đó là có cập nhật đến tình hình của Việt Nam. Thì cái đấy cũng là một cái điều mà chúng tôi cảm giác rất là sung sướng và cảm giác thấy là thế giới đã quan tâm đến chúng ta. Và hôm nay bác sĩ Đức sẽ đưa một số các cái chương trình, những cái guideline, những cái ý tưởng mới mà trong cái guideline của tháng 11 các anh chị sẽ được cập nhật. Và cái guideline thứ hai hiện nay đang cố gắng hoàn thành, đó là rối loạn vận động đường tiêu hóa do phó giáo sư tiến sĩ
Khánh Tường đưa ra một cái guideline, và hội tiêu hóa có bốn cái guideline đưa ra, tức là guideline thứ ba, tức là cái guideline về xuất huyết tiêu hóa. Thì cái xuất huyết tiêu hóa đó là giao cho Hà Nội làm, tức là tiến sĩ Vũ Trường Khanh. Và một cái guideline về GERD thì giao cho phó giáo sư tiến sĩ Đào Việt Hằng làm. Thì hai guideline chưa thấy động đậy gì hết. Giao cho thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố Hồ Chí Minh lập tức làm ngay, triển khai ngay. Và chúng tôi đang từng bước hoàn thành cái guideline đó. Và nếu chúng ta đã có cái guideline đó thì các anh chị rất là mừng. Là vì sao? Vì chúng ta sẽ dựa vào cái guideline đó để chúng ta thực hiện trên lâm sàng. Và không sợ bị bảo hiểm y tế bắt, không sợ bộ y tế bắt, không sợ ai bắt hết. Vì đấy là cái guideline chính thức của Việt Nam của chúng ta. Và tôi xin trân trọng kính mời phó giáo sư tiến sĩ Quách Trọng Đức trình bày về những cập nhật tiến bộ trong điều trị Helicobacter pylori, những thông tin mới. Cảm ơn quý vị. Dạ, em cảm ơn cô. Kính thưa cô Trần Kiều Miên, kính thưa các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Trong phần trình bày của mình thì chúng tôi sẽ điểm qua hai cái guideline chính trên thế giới. Một cái là chúng ta đã có dịp nghe qua, đó là vấn đề về cái guideline của thế giới năm 2021. Guideline thế giới thì nó có một cái đặc thù, tức là nó sẽ phân cấp theo cái gọi là cái nguồn lực tại chỗ. Do đó, đó thì nó sẽ khác biệt so với các cái guideline của các nước tiên tiến. Chẳng hạn như cái bên phải màn hình chúng ta thấy là cái guideline của châu Âu, tức là Maastricht 6. Thì cái chuẩn nó sẽ cao hơn bởi vì cái nguồn lực tại chỗ đó, tức là những cái vấn đề liên quan về xét nghiệm, về điều trị vân vân, nó cũng khác biệt hơn. Và chúng ta sẽ có những cái điểm chúng ta sẽ bàn về những cái sự khác biệt này. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn qua cái sơ đồ biểu diễn về cái tần suất Helicobacter pylori, chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta ở cái màu đỏ đậm, tức là cái tần suất là cao nhất. Và đó là một cái vùng nóng, nóng không chỉ về tần suất và nóng về một cái điểm rất quan trọng nữa là cái tần suất những trường hợp Helicobacter pylori nhiễm gọi là đa kháng thì nó cũng cao hơn rất là nhiều. Và khi chúng ta bàn đến một cái bệnh nhiễm trùng thì đương nhiên rằng là chúng ta không thể áp một cái vấn đề mà người ta đưa ra một cái chứng cứ từ một chỗ khác vào trong cái thực hành lâm sàng tại chỗ của mình được, mà mình phải cân nhắc từ những cái vấn đề tại chỗ. Tuy nhiên như cô Miên nói đó, thì cái phần của Hội Tiêu hóa Việt Nam thì chúng ta có một cái dự kiến là sẽ có một cái bài công bố trong phiên toàn thể của hội nghị tháng 11. Do đó thì chúng ta chưa nói ở đây. Tuy nhiên thì những cái cơ sở để phát triển cho cái gai là đó thì cũng sẽ đề cập trong cái bài trình bày này để chúng ta có thể có những cái đối chiếu với tình hình của thế giới và khu vực. Trong cái khuyến cáo của Hội Tiêu hóa Thế giới năm 2021 thì một cái điểm người ta nói ngay rằng là cái vấn đề nhiễm Helicobacter pylori hiện nay được xem là một cái bệnh nhiễm trùng. Người ta khẳng định là một bệnh nhiễm trùng, và cái vấn đề điều trị ngay cả khi không có triệu chứng vẫn được xem là bệnh nhiễm trùng. Và chúng ta nếu mà chúng ta điều trị bệnh ở giai đoạn sớm khi mà nó chưa có những cái tiến triển thành những cái tổn thương tiền ung thư quan trọng đó, thì chúng ta có một cái cơ may là chúng ta sẽ ngăn ngừa được cái vấn đề này rất là tốt. Và đó là cái cơ sở mà những cái nước mà có cái tần suất nhiễm cao với cái tần suất ung thư dạ dày hàng đầu thế giới, chẳng hạn như là Nhật Bản, Hàn Quốc và một số những cái vùng, chẳng hạn một số đảo ở Đài Loan với cái tần suất cao, thì người ta đã áp dụng cái chiến lược là tầm soát diện rộng và tiệt trừ. Tuy nhiên thì cái guideline này cũng đưa ra một cái điểm rất là quan trọng rằng là khi mà chúng ta ứng dụng vào trong thực hành lâm sàng thì chúng ta cần phải lưu ý lại, vì nó sẽ có thể khác biệt ở tùy theo cái khu vực và quốc gia. Và đối với Việt Nam hiện tại thì đến năm 2022 thì hội nghị đồng thuận vẫn cho thấy rằng là chúng ta không nên áp dụng cái chiến thuật này bởi vì cái nguy cơ tăng đề kháng rất là cao. Và cái điểm thực hành lâm sàng tốt trong cái khuyến cáo này đưa ra rằng là gì? Là cái quyết định khi mà chúng ta làm xét nghiệm là chúng ta phải nhắm đến là nếu mà dương tính thì chúng ta điều trị. Và cái đó nó đối chiếu với một cái vấn đề thực hành lâm sàng. Đó là một cái chuyện chúng ta chưa làm đúng lắm, là cái xét nghiệm chẩn đoán HP chúng ta đang làm một cách đồng loạt. Và chúng tôi thấy là rất là nhiều những cái xét nghiệm tầm soát và những cái xét nghiệm thường quy, mặc dù bệnh nhân không có triệu chứng và không có một cái chỉ định gì cả, nhưng vẫn được làm cái xét nghiệm test máu để chẩn đoán Helicobacter pylori. Thế thì với cái quan điểm mới năm 2022, cách đây một tuần, thì chúng ta thấy rằng là người ta nhìn nhận lại vai trò của test máu trong chẩn đoán Helicobacter pylori. Và đến nay đó thì nó không được xem là một cái test chẩn đoán nữa, mà được xem là một cái test tầm soát thôi. Và một cái điểm rất lý thú là cái hội nghị đồng thuận khoảng 32 chuyên gia của Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam vừa rồi đó, thì cũng đồng thuận với một cái quan điểm này. Xem là một cái test tầm soát nghĩa là gì? Là nếu mà xét nghiệm mà dương tính thì chúng ta không điều trị. Đặc biệt là những cái trường hợp mà đã điều trị trước đó rồi thì cái test này có thể dương tính rất là lâu. Thành ra nó cần phải được xem xét trở lại và
không nên sử dụng nếu chúng ta có những cái test khác. Còn trong những cái trường hợp đối đế, chẳng hạn như bệnh nhân đang xuất huyết tiêu hóa, bệnh nhân có những cái trường hợp mà đang sử dụng PPI để ngừa những cái biến chứng của kháng viêm không steroid mà không thể ngưng thuốc được, và nếu làm cái test này dương tính thì chỉ xem là một cái test tầm soát có khả năng bệnh nhân nhiễm thôi, chưa được điều trị tuyệt trừ, mà chúng ta cần phải cân nhắc ở một cái thời điểm khác mình test lại bằng một cái test khác, và chúng ta sẽ quyết định cái chiến thuật lúc đó có điều trị hay không. Về cái guideline của Hội Tiêu hóa Thế giới thì người ta cũng đưa ra một cái điểm chung khái quát rằng là đó là một cái thách thức rất là lớn nếu mà chúng ta đưa ra một cái guideline mà áp dụng cho tất cả các quốc gia, bởi vì mỗi quốc gia như vậy có cái phổ bệnh lý do Helicobacter pylori khác nhau và cái nguồn lực khác nhau để mà tiếp cận tới vấn đề đó. Tuy nhiên, dù là ở vùng nào đi nữa thì một cái điểm thực hành lâm sàng tốt cần phải được nhấn mạnh rằng là gì? Khi chúng ta điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori, một cái điểm rất quan trọng là cần phải để thời gian để chúng ta tư vấn về cái cách uống thuốc, tác dụng phụ có thể có cho bệnh nhân, và điều này rất là xứng đáng bởi vì các cái nghiên cứu thế giới đã cho thấy rằng với cùng một phác đồ điều trị mà nếu bệnh nhân mà tuân thủ tốt thì cái tỷ lệ tiệt trừ nó sẽ cao hơn từ 10 đến 20% so với một người không tuân thủ. Và chút xíu nữa chúng tôi sẽ chia sẻ một số những cái thông tin từ một cái bài báo cáo, một cái công trình nghiên cứu của Phó Giáo sư Khánh Tường mà chứng minh cái chuyện này nó cũng phù hợp hoàn toàn với Việt Nam. Vậy thì khi chúng ta chọn lựa phác đồ điều trị thì chúng ta dựa trên cái gì? Điểm quan trọng nhất cần được nhấn mạnh và được tô đậm ở đây là cần phải dựa trên chứng cứ tại chỗ. Bên cạnh đó, chúng ta có thể ngoại suy từ những cái nguồn dữ liệu chất lượng cao, như chúng ta thấy ở đây là chúng ta có Maastricht 6, chúng ta có khuyến cáo của Hội Tiêu hóa Thế giới, và ngoài ra ở cái mức chứng cứ thấp hơn là chúng ta có cái ý kiến của các chuyên gia tại chỗ. Và về cái nguyên tắc của phác đồ á, chúng ta thấy là theo Hội Tiêu hóa Thế giới thì người ta đề ra là cái mức điều trị gọi là hiệu quả tối thiểu để có thể chấp nhận được mà sử dụng một cái phác đồ trong thực hành lâm sàng là 80%. So với cái guideline 2018 của vùng Đông Nam Á đó thì người ta lấy cái chuẩn tới 95%. Tuy nhiên cái chuẩn đó nó quá cao và không thực tế, thì chúng tôi nghĩ rằng là trên 80% được xem là có thể chấp nhận được, là một cái mức mà có thể chấp nhận được ở Việt Nam. Và một cái điểm mà chúng ta thấy rất là quen thuộc là người ta nhấn mạnh đến vai trò của clarithromycin là một cái yếu tố đề kháng chủ chốt, mà trên cơ sở đó chúng ta sẽ quyết định cái chiến lược điều trị phác đồ nào là hiệu quả cho bệnh nhân. Nhìn trở lại thì chúng ta sẽ điểm qua những cái tỷ lệ đề kháng kháng sinh. Chúng ta thấy một cái công trình nghiên cứu của Phó Giáo sư Vũ Văn Khiên đăng trên tạp chí 2019. Tuy nhiên thì cái dữ liệu này cập nhật từ 2010 đến 2016. Tính đến 2016, nhưng mà nếu chúng ta nhìn ở trên cái sơ đồ này, chúng ta thấy tỷ lệ đề kháng của clarithromycin tiên phát là 34%, so với thế giới người ta khuyến cáo là từ 15-20% đã gọi là cái vùng cao rồi. Do đó, từ năm 2016 trở về trước thì chúng ta đã có bằng chứng rằng là chúng ta sẽ phải rất cẩn trọng với kháng sinh này đó. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy metronidazole tỷ lệ rất là cao. Tuy nhiên, một cái điểm rất là khác biệt là người ta thấy là trong thực tế lâm sàng, khi chúng ta sử dụng metro thì thường thường chúng ta sẽ phối hợp với bismuth và nó trở thành một cái hỗn hợp khác. Do đó thì cái đề kháng in vivo và in vitro nó không có một cái sự tương đồng. Do đó thì trong cái, mặc dù là cái tỷ lệ đề kháng trong labo nó cao như vậy, nhưng trong thực tế lâm sàng phối hợp với bismuth thì tỷ lệ cũng còn rất là tốt. Về cái thực trạng chẩn đoán và điều trị nhiễm Helicobacter pylori, để chúng ta điểm qua xem thử các đồng nghiệp chúng ta đang thực hành như thế nào. Và đây là một cái công trình nghiên cứu làm công bố năm 2019, nhưng lấy dữ liệu năm 2016, và chúng ta thấy là lấy ở 3 bệnh viện quận và người ta khảo sát. Thì mặc dù năm 2012, 2013 chúng ta đưa ra khuyến cáo là chúng ta cẩn trọng với phác đồ bộ 3, tuy nhiên nếu chúng ta thấy tỷ lệ là chúng ta sử dụng PAC, tức là PPI cộng A cộng C đó, là 38,3%. Sử dụng bộ kit là 21,3%, tính chung tức là hơn 50% trường hợp là bệnh nhân đến bệnh viện tuyến quận là chúng ta sử dụng phác đồ không theo khuyến cáo. Không chỉ là phác đồ chưa đúng, nếu chúng ta nhìn về cái liều lượng sử dụng trong phác đồ nó là một cái vấn đề nữa. Và chúng ta điểm qua trên cái hình này đó, chúng ta thấy rằng những cái phác đồ được sử dụng khác nhau với cái màu đỏ, tức là phác đồ tỷ lệ phác đồ sử dụng chưa đúng liều kháng sinh. Thì nếu tính tổng á, chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà chúng ta sử dụng liều không đúng nó cao hơn cả 50%. Và như vậy thì chúng ta sử dụng phác đồ chưa được đúng theo khuyến cáo, liều cũng chưa đúng theo khuyến cáo, và đó là những cái yếu tố rất quan trọng góp phần làm cho cái tình trạng đề kháng kháng sinh nó cao hơn rất là dữ dội. Và chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái thời điểm, đây là một cái thời điểm để chúng ta nhìn lại những cái gì chúng ta đang thực hành lâm sàng và chúng ta hướng tới tương lai để làm sao chúng ta có thể cải thiện cái tình trạng này tốt hơn. Về cái phác đồ bộ 3 với clarithromycin thì chúng ta sẽ có một số những cái thông tin. Chúng ta điểm từ Bắc chí Nam và từ năm 2010 đến 2016.
Và với các phác đồ là chúng ta sử dụng là amoxicillin, clarithromycin kết hợp với các PPI khác nhau, chẳng hạn như là omeprazole, pantoprazole, esomeprazole hay lantoprazole. Tuy nhiên thì nhìn chung đó, thì chúng ta thấy là tỷ lệ thành công giảm dần. Từ năm 2010 á, nó đã đào đâu đó dưới 80% rồi. Nó xưa 68%, và nó tối tệ là đến năm 2016 chúng ta thấy có một cái công bố có khoảng 34,3-35% mà thôi. Như vậy nếu chúng ta tiếp tục sử dụng phác đồ này thì chúng ta làm tăng cái rủi ro, tăng tác dụng phụ, chi phí cho bệnh nhân, đồng thời cái tình trạng bệnh nhân sau khi mà bệnh nhân quay trở lại điều trị lần sau cực kỳ khó khăn. Và chúng ta nhìn lại chúng ta thấy rõ ràng là đó là một cái phác đồ hoàn toàn là thất bại. Nếu chúng ta nhìn đối chiếu trở lại với lại cái khuyến cáo của Hội Tiêu hóa Thế giới năm 2021 thì người ta đưa ra một cái điểm chung rằng là cái phác đồ phối hợp là PMTEB, tức là phác đồ 4 thuốc Tubismith, chúng ta sử dụng PPI, Metronidazole, TE tức là Tetracycline và Bismuth là tốt và được nghiên cứu nhiều nhất. Ngoài ra thì các cái phác đồ khác chẳng hạn như PPI phối hợp Amox, phối hợp với Metro, Amox và Bismuth, hoặc là Amox, Clary và Metronidazole thì ít nghiên cứu hơn cũng có thể tốt. Phối hợp với Amox và Levo cũng có thể được nếu như tỷ lệ kháng Levo tại chỗ là thấp. Còn các phác đồ gọi là nối tiếp và lai thì ít sử dụng hơn. Chúng ta đang đề cập đến cái khuyến cáo của thế giới và chúng ta sẽ đi dần về phía của Việt Nam. Thế thì nếu chúng ta điểm qua cái Maastricht tuần vừa rồi, một cái bản rất là hot mà thực sự ra lúc mà chúng tôi nhận được cái thông tin này vô truy cập không nổi luôn, truy cập vô là bị đá ra. Cái số lượng truy cập rất là dữ dội, tới ngày hôm sau mới gửi cho cô Miên được, thì bởi là cái ngày hôm trước là rất là khó vô. Thì cái kết quả cho thấy rằng cái khuyến cáo người ta nói rằng là gì, là bởi vì đây được xem là một cái bệnh nhiễm trùng, thành ra đó là về nguyên tắc điều trị bệnh nhiễm trùng thì tốt nhất là chúng ta không điều trị theo kinh nghiệm mà chúng ta nên có cái gọi là cái kháng sinh đồ, thì như vậy chúng ta mới điều trị hiệu quả được. Và do đó đó thì cái hướng mà người ta hướng đến đó là nên phải có một cái kháng sinh đồ hướng dẫn trước khi mà chúng ta điều trị, ngay cả với phác đồ đầu tiên. Tuy nhiên đây chúng ta đang nói đến cái vấn đề là chúng ta đang nói đến cái Maastricht 6, tức là của châu Âu. Châu Âu thì áp dụng cho châu Âu thôi, chứ còn áp dụng cho các nước đang phát triển lại là một cái vấn đề thử thách, tức là cái test như thế nào cho được. Tuy nhiên thì một cái điểm mà chúng ta cũng sẽ thấy, một cái điểm mà cái đại dịch COVID 2019-2021 nó đưa lại đó là gì? Là chúng ta cũng ngộ ra được nhiều thứ và chúng ta cũng phải tốt hơn. Tức là gì? Tức là cái PCR, cái công nghệ PCR đó, thì trước đây nó hạn chế ở một số trung tâm, nhưng mà từ khi có COVID-19 thì bây giờ người ta phải phát triển nó rộng rãi hơn. Rất là nhiều các bệnh viện có thể làm được, và nó cũng đưa lại một cái cơ hội là các cái xét nghiệm chẩn đoán vi sinh và chẩn đoán đề kháng của vi sinh không chỉ dựa trên cái kháng sinh đồ và nuôi cấy y test giống thông thường nữa, mà người ta có thể làm dựa trên PCR. Và gần đây thì chúng ta có nhiều các cái kit thử mà chúng ta có thể làm được cái kết quả kháng sinh đồ rất là nhanh dựa trên cái phản ứng PCR, mà có thể dựa trên cái mẫu sinh thiết từ dạ dày, tức là cái mẫu đó chúng ta làm ura test, chúng ta cũng có thể làm PCR và kết quả rất là nhanh, có thể 2-3 ngày sau chúng ta có. Và do đó thì trước mắt nó chưa phải là một cái thực tế chúng ta có thể ứng dụng trong lâm sàng, nhưng cái đó là cái hướng của thế giới người ta sẽ đi, và trong tương lai có thể là nó sẽ là một cái gì đó không có phải là xa lạ cho chúng ta trong vòng 3-5 năm tới. Và một cái khuyến cáo của Maastricht 6 người ta đưa ra rằng là nếu như mà trong trường hợp mà bây giờ chúng ta làm cái xét nghiệm mà chúng ta làm cái độ nhạy của kháng sinh đồ kinh điển, hoặc là chúng ta làm PCR mà không có thì làm sao, thì đương nhiên chúng ta phải điều trị theo kinh nghiệm, và đó là một cái chuyện rất là thực tế ở các nước đang phát triển, đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa của Việt Nam. Và cái kháng sinh đồ mà cái phác đồ đầu tay không có gì ngạc nhiên là nó không khác với cái Maastricht bản trước đó. Đó là nếu như mà tỷ lệ đề kháng hơn 15% giống như ở Việt Nam thì phác đồ 4 thuốc Tubismith là phác đồ đầu tay. Theo Maastricht 6 thì nếu như không có phác đồ này thì chúng ta có thể sử dụng phác đồ đồng thời, tức là 4 thuốc không Bismuth, tức là một PPI cộng với 3 kháng sinh thì có thể xem xét ở châu Âu. Và nếu mà chúng ta chọn phác đồ này thì người ta sẽ chọn PPI cộng Amox cộng clarithromycin và một cái nitrobenazole, có thể là metronidazole hoặc là tinidazole phối hợp đồng thời. Và người ta thấy rằng đây cái hiệu quả của phác đồ này thì có vẻ nó tốt hơn là những cái phác đồ mà chúng ta sử dụng kiểu nối tiếp hoặc là phác đồ lai. Và khi chúng ta sử dụng phác đồ 4 thuốc Tubismith hay là phác đồ đồng thời, tức là PPI cộng với 3 kháng sinh, thì một cái điểm chung rằng người ta nói rằng là chúng ta đều phải điều trị trong 14 ngày. Điều trị trong 14 ngày, trừ khi cái phác đồ nào ngắn hơn mà cho thấy hiệu quả, còn nói chung là chúng ta để điều trị trong 14 ngày.
Và về dữ kiện của Việt Nam thì như thế nào, thì chúng tôi xin chia sẻ một số những cái thông tin mà đã là sử dụng làm cái dữ liệu gốc để phát triển cái khuyến cáo của Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam năm 2022. Nếu chúng ta nhìn vào các cái phác đồ bốn thuốc, chúng ta thấy ở đây là một PPI cộng với Bismuth là B đó, M là Metronidazole và T là Tetracycline. Từ 2016 đến 2021, phần lớn phác đồ chúng ta sử dụng 14 ngày, và mặc dù là thời gian đã qua chúng ta thấy là trong khoảng hơn 5 năm qua, nhưng mà cái tỷ lệ điều trị chúng ta thấy là nếu mà chúng ta tính về cái tỷ lệ hiệu quả đó thì nó đâu đó cũng trên 80% và gần khoảng 90 và thậm chí là hơn 90%, chứng tỏ đây là một cái phác đồ tốt và nó không thay đổi và không giảm đáng kể cái hiệu quả của nó theo thời gian. Nếu chúng ta sử dụng xem về cái phác đồ PPI cộng AMOX cộng Levofloxacin, chúng ta có một số các nghiên cứu từ 2010 đến 2020. Nếu là PPI, tức là Omeprazole hoặc Rabeprazole cộng AMOX cộng Levo, chúng ta có hai phác đồ với tỷ lệ khoảng 80-88%. Nếu chúng ta phối hợp thêm với Bismuth trong phác đồ này thì tỷ lệ nó lên, tăng lên và nó vượt lên trên 90%. Đó là một cái điểm khá là lý thú. Nếu chúng ta sử dụng các cái phác đồ chúng ta gọi là phác đồ 4 thuốc, tức là một PPI cộng 3 kháng sinh hay còn gọi là phác đồ đồng thời đó, thì cái tỷ lệ đâu đó nó khoảng 80-83%. Tuy nhiên chúng ta chỉ thấy cái dữ liệu gần nhất là đến 2016 mà thôi. Và từ 2016 đến giờ 6 năm thì chúng ta chưa có những dữ liệu cập nhật và có thể nó giảm hơn mà chúng ta không biết. Và ngoài ra thì những cái phác đồ chúng ta nói về phác đồ light, phác đồ sử dụng đồng thời thì cái tỷ lệ đâu đó khoảng 80-90%. Như vậy thì nhìn chung đó, đối với các phác đồ ở Việt Nam mà gọi là đầu tay thì có lẽ cái đáng tin cậy nhất đó là phác đồ 4 thuốc chứa Bismuth. Và cái phác đồ thứ hai đó là phác đồ PPI cộng AMOX cộng Levo. Và chúng ta có một cái điểm tốt ở đây là nếu chúng ta sử dụng kết hợp với Bismuth thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ từ 80 nó có thể tăng lên tới 90%. Tại sao như vậy? Thì chúng ta sẽ có một số những cái thông tin ở trong những cái slide kế tiếp. Tuy nhiên ở đây thì chúng tôi sẽ dừng lại và đưa ra một số những cái thông tin liên quan đến hai cái phác đồ mà chúng ta vừa nói là cái độ tin cậy khá cao. Và đây là một cái công trình của đa trung tâm của Phó Giáo sư Khánh Tường. Và chúng ta thấy là đối với những cái trường hợp mà gọi là điều trị đầu tay, và trong cái nghiên cứu này phác đồ nhóm nghiên cứu sử dụng hai cái phác đồ là PPI ở đây là Rabeprazole kết hợp với một cái nhánh là chúng ta thử sử dụng bốn thuốc chứa Bismuth, tức là Metronidazole, Bismuth và Tetracycline, và phác đồ kia là sử dụng Rabeprazole chính hãng, AMOX và Levofloxacin. Thì cái kết quả công trình nghiên cứu này cho thấy như sau, tức là nếu mà chúng ta sử dụng ở cái nhóm mà chúng ta sử dụng phác đồ bốn thuốc chứa Bismuth thì nó đạt được 84% so với và chúng ta sử dụng phác đồ ba thuốc có Levo thì nó thấp hơn. Và nếu chúng ta tính kỹ theo ý định điều trị và theo đề cương nghiên cứu thì cái sự khác biệt đó đều có ý nghĩa thống kê hết và cho thấy rằng phác đồ 4 thuốc chứa Bismuth vẫn là phác đồ ưu tiên đầu tay. Trong cái nghiên cứu này cũng có một cái điểm lý thú nữa, chúng ta thấy là nếu chúng ta tính theo cái ý định điều trị và đề cương nghiên cứu thì cái tỷ lệ khác biệt rất là rõ. PPI per protocol, tức là nếu chúng ta sử dụng mà bệnh nhân tuân thủ đúng phác đồ, tỷ lệ thành công của phác đồ này lên tới gần 96%. Tuy nhiên nếu như bệnh nhân điều trị mà không theo đúng phác đồ thì tỷ lệ nó là 84%, tức là chúng ta thấy một lần nữa nó sẽ quay lại cái chuyện mà khuyến cáo của thế giới đó là gì. Nếu bệnh nhân không tuân thủ thì nó sẽ có một cái sự khác biệt rất là đáng kể về cái tỷ lệ thành công với cùng một phác đồ. Và để nhấn mạnh đến cái vấn đề chúng ta tư vấn về cái cách uống thuốc cũng như là cái tác dụng phụ của bệnh nhân có để bệnh nhân có thể tuân thủ và theo được. Và đây là một cái slide khá là lý thú mà liên quan đến cái vấn đề tại sao Bismuth thêm vào phác đồ PPI cộng AMOX cộng Levo lại tăng được cái tỷ lệ thành công. Đây là một cái nghiên cứu rất là quan trọng, và trong cái nghiên cứu này đó là một cái nghiên cứu tổng hợp mà người ta nhìn thấy đó là ở đây có hai cái nhánh là cái màu cái cột màu xanh lợt hay màu xám lợt là những cái trường hợp sử dụng PPI cộng Levo cộng AMOX, và màu đen tức là chúng ta sử dụng PPI cộng Levo cộng AMOX cộng Bismuth và tỷ lệ chúng ta sử dụng là trong cả 214 ngày. Thì chúng ta nhìn qua là theo ý định điều trị hay là theo đề cương nghiên cứu, thực sự ra nó không có một sự khác biệt của hai phác đồ này. Tuy nhiên nếu chúng ta chia ra cái nhóm là bệnh nhân có cái chủng Helicobacter pylori đề kháng với Levo hay không, thì nếu mà cái chủng HP mà nó còn nhạy cảm đó, tức là cái nhóm susceptible, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ thành công không khác biệt, khoảng 97%. Nhưng mà nếu như là bệnh nhân nhiễm Helicobacter pylori mà khó đề kháng với Levofloxacin thì chúng ta thấy là tỷ lệ ở cái nhóm mà có đề kháng chỉ là 37%, nhưng nó tăng vọt lên tới 70% nếu chúng ta kết hợp với Bismuth. Như vậy thì kết hợp Bismuth nó giúp vượt qua đề kháng của Levofloxacin. Và trên cái cơ sở này người ta vẽ ra một cái lược đồ tuyệt vời.
Và chúng ta sẽ thấy rằng là dựa trên cái tỷ lệ phần trăm đề kháng kháng sinh của các vùng tại chỗ, chúng ta có thể ước đoán là nếu chúng ta phối hợp với Bismuth thì cái tỷ lệ thành công của phác đồ nó sẽ tăng lên được bao nhiêu. Ví dụ ở đây chúng ta nói là cái nghiên cứu của phó giáo sư Khiên cho thấy là cái tỷ lệ đề kháng của Levo năm 2016 khoảng 30 hay hơn 30. Thì chúng ta thấy là khoảng 30 hay hơn 30, nếu như lấy là khoảng 30 thì chiếu lên là nếu chúng ta sử dụng phác đồ 3 thuốc PPI cộng Amox cộng Levo thì tỷ lệ thành công khoảng 80%. Nhưng mà nếu mà chúng ta kết hợp thêm Bismuth thì chúng ta sẽ thấy tỷ lệ thành công nó sẽ vọt lên trên cái con đường nháy nháy chấm chấm đó là lên 90%. Và cái kết quả này nó hoàn toàn tương đồng với hai cái kết quả nghiên cứu trong cái nhóm, trong cái slide trước mà chúng tôi chia sẻ. Và đây là một cái điểm quý cho thấy là chúng ta sử dụng Bismuth trong phác đồ phối hợp với PPI cộng Amox và Levo thì có thể làm tăng cái hiệu quả tiệt trừ ở thời điểm hiện tại của Việt Nam với cái tỷ lệ đề kháng của chúng ta. Vấn đề đặt ra tiếp theo và thử thách hơn là nếu như mà điều trị lần đầu thất bại và ở cái vùng giống chúng ta và có cái tỷ lệ đề kháng Clary cao thì chúng ta thấy là chúng ta nên dùng cái gì? Thì trong cái công trình nghiên cứu này cho thấy là chúng ta sử dụng là cái hai cái phác đồ chúng ta nói đó là PPI, phác đồ 4 thuốc Bismuth hoặc là PPI cộng Amox và Levo thì hiệu quả đều tốt cả. Và cái vấn đề chúng ta chọn lựa phác đồ nào thì tùy thuộc vào tỷ lệ đề kháng tại chỗ, rồi cái kinh nghiệm, giá thành cũng như cái khả năng tuân thủ của người bệnh. Và người ta cũng đưa ra một số những cái phác đồ cứu vãn khác như chúng ta thường thấy ở đây. Phác đồ chúng ta thấy là phối hợp rifabutin vẫn là một cái điểm rất lớn của Đông Nam Á cũng như Việt Nam, là chúng ta rất là thận trọng và chúng ta không muốn sử dụng để làm tăng cái tỷ lệ đề kháng lao kháng thuốc. Và đối với những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng phác đồ không chứa Bismuth á, thì coi chừng cái tỷ lệ kháng Clary rất là cao, chẳng hạn như ở Việt Nam kháng rất là cao thì có thể tỷ lệ nó không cao. Và người ta cũng đưa ra một số những cái nghiên cứu có thể sử dụng PPI và Amox liều cao, PPI sử dụng 3 đến 4 lần và Amox sử dụng cái liều 3 đến 4 gram một ngày có thể là có hiệu quả, nhưng đó là cái khuyến cáo chung của thế giới. Của châu Âu thì như thế nào? Thì người ta khuyến cáo rằng là nếu như mà chúng ta điều trị lần thứ hai và cũng như là điều trị theo kinh nghiệm thì lại một lần nữa thì tốt nhất là nên làm cái xét nghiệm đề kháng kháng sinh. Là một lần nữa ta nhấn mạnh đến chuyện này, tại vì sau cái đại dịch COVID-19 thì cái chuyện PCR ở châu Âu họ làm rất là mạnh và họ rất là dễ dàng làm những cái vấn đề này. Tuy nhiên thì một cái điểm họ cũng đưa ra là nếu như chúng ta đã điều trị cái phác đồ 4 thuốc Bismuth mà chúng ta thất bại rồi đó, thì trong trường hợp này chúng ta nên sử dụng phác đồ PPI cộng Amox và Levo, mà người ta gọi là ở đây có một cái phác đồ gọi là fluoroquinolone containing chlorotherapy, tức là PPI cộng Amox cộng Levo và cộng Bismuth, thì người ta thấy là cái hiệu quả nó có thể cao. Tuy nhiên thì người ta cũng đưa ra một cái khuyến cáo rằng là cái phác đồ chúng ta sử dụng PPI và Amox liều cao, hai cái phối hợp với nhau cũng có thể được xem xét. Và nếu như trong trường hợp mà cái trước đó mà chưa sử dụng phác đồ 4 thuốc chứa Bismuth á, thì trong cái trường hợp này người ta khuyến cáo là chúng ta có thể sử dụng phác đồ này hoặc là cái phác đồ PPI cộng Amox cộng Levo cộng trừ với Bismuth giống chúng ta nói. Và tổng kết trở lại thì theo Maastricht 6 thì người ta đúc kết cho những cái trường hợp, những cái vùng mà có tỷ lệ đề kháng clarithromycin từ trên 15% giống như ở Việt Nam, thì cái option 1 trong trường hợp này người ta sử dụng phác đồ 4 thuốc chứa Bismuth. Option 2 tức là nếu không có một số vùng không có Bismuth thì họ sử dụng phác đồ PPI cộng với 3 kháng sinh. Và trong trường hợp mà điều trị phác đồ 4 thuốc chứa Bismuth mà thất bại á, thì người ta sử dụng thêm phác đồ PPI cộng Amox cộng Levo và khuyến cáo là quadruple tức là kết hợp với Bismuth thì tốt hơn. Còn nếu thất bại nữa thì người ta sử dụng phác đồ chứa rifabutin. Tuy nhiên thì đây là một cái điểm mà Đông Nam Á cũng như Việt Nam rất là quan ngại và không khuyến cáo cái chuyện này. Và trong những cái trường hợp mà phác đồ đầu tay mà không thành công với cái phác đồ 4 thuốc không có Bismuth thì ở đây người ta cũng lặp lại cái chiến lược giống như cái nhánh bên này. Tức là cái ưu tiên 1 vẫn là 4 thuốc với Bismuth và sau đó mới là PPI cộng Amox cộng Levo và cộng trừ với Bismuth. Vậy thì tình hình thực tế của Việt Nam như thế nào? Chúng ta điểm trở lại cái nghiên cứu năm 2019 và lấy số liệu từ 2010 đến 2016 thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ đề kháng kháng sinh tiên phát của chúng ta cao khủng khiếp luôn. Đặc biệt là Clary là chúng ta thấy là theo cái tổng kết chung là nó lên tới 75%. Một con số mà chúng ta có khi là phải ngẫm nghĩ là không biết làm có đúng hay không. Chúng ta sẽ có một số nghiên cứu mới hơn để chúng ta để đối chiếu. Và đặc biệt một cái điểm rất là quan trọng tức là đa đề kháng. Đa đề kháng tức là đề kháng hai hoặc là hơn cả hai loại kháng sinh và nó đặt ra một cái thử thách là chúng ta rất là khó trong cái vấn đề chọn lựa cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân.
Thế thì là đặt ra một cái câu hỏi rằng là kháng clari, vậy các cái nghiên cứu trước làm có đúng hay không? Thì chúng ta có một cái nghiên cứu độc lập khác làm trên trẻ em năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cái đối tượng nghiên cứu là những cái trường hợp các em bé được chẩn đoán là HP dương tính và chưa điều trị HP lần nào. Cái số lượng cỡ mẫu là 126 ca và được nuôi cấy làm kháng sinh đồ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Và kinh khủng là chúng ta đã thấy cái tỷ lệ đề kháng clarithromycin nó lên tới 95,3%. Có con số này không phải là ngoại lệ cho thành phố Hồ Chí Minh, tại vì cái chia sẻ gần đây nhất của Phó Giáo sư Việt Hà, trưởng khoa Nhi của Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội, công bố một cái công trình nghiên cứu gần đây của Hà Nội thì cho thấy tỷ lệ đề kháng cũng gần gần con số này, thậm chí gần cái con số 95-99%, tức là nó tăng lên một cách rất là dữ dội và cho thấy rằng là một cái tín hiệu là nếu chúng ta không có kháng sinh đồ thì có lẽ đây là một cái kháng sinh không nên được sử dụng cho bệnh nhân, bởi vì nó tăng cái tác dụng phụ và nó rất là phiền cho cái vấn đề đề kháng thứ phát sau đó nữa. Không chỉ là clarithromycin mà chúng ta thấy là cái Amoc là một cái kháng sinh mà ít bị đề kháng nhất trên thế giới. Tuy nhiên thì cái dữ liệu mới nhất của thành phố Hồ Chí Minh làm trên đề kháng tiên phát cho thấy là cái tỷ lệ đề kháng nó lên tới 25,7%. Cái bài báo này được quan tâm và được phản biện và gọi là chấp nhận khá là nhanh, bởi vì người ta rất là quan tâm tới cái tỷ lệ đề kháng cực kỳ cao mà nó có một cái nguy cơ nó làm thay đổi về cái chiến lược điều trị trong tương lai của Helicobacter pylori. Đối với những cái phác đồ điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori lần thứ hai cho những cái trường hợp mà thất bại lần đầu tiên thì kết quả như thế nào? Chúng ta điểm qua một số những cái công trình nghiên cứu từ 2011 đến 2017, cái mới nhất 2017 là của giáo sư Khánh Tường làm ở miền Nam. Thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ tiệt trừ, nếu chúng ta thấy là cái phác đồ mà chúng ta sử dụng 14 ngày á, thì cái tỷ lệ thành công nó cũng vẫn rất là tốt, khoảng 97%. Nếu chúng ta nhìn vào các cái phác đồ mà gọi là PPI cộng Amoc cộng Levo 22 đến 26 thì cái tỷ lệ mà chúng ta thấy là nếu chúng ta sử dụng 10 ngày cái tỷ lệ thành công nó có thể thay đổi 60 đến 80%. Cái số liệu mới nhất 2019 ở thành phố Hồ Chí Minh là nếu chúng ta sử dụng 14 ngày là 93%. Một lần nữa chúng ta thấy được một cái cơ hội là chúng ta sử dụng Bismuth và trong thời gian 14 ngày thì cái hiệu quả vẫn đạt được cái tỷ lệ khá là tốt cho bệnh nhân. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn về hai cái nghiên cứu mà chúng ta làm ở phía Nam về cái phác đồ gọi là PPI, ở đây là Rabeprazole liều 3 đến 4 lần một ngày và Amoc liều 3 đến 4 gram, thì chúng ta thấy là hai cái tỷ lệ của hai nghiên cứu cho thấy kết quả khác là khác biệt, một cái là 91%, một cái là 26,9%. Do đó thì cái nghiên cứu gọi là cái khuyến cáo về cái việc sử dụng cái phác đồ gọi là PPI dual therapy, tức là PPI cộng với Amoc liều cao, mặc dù thế giới người ta khuyến cáo như vậy nhưng mà cái dữ kiện tại Việt Nam có lẽ chúng ta cần phải làm thêm các nghiên cứu để cho nó rõ ràng hơn. Và đối với những cái trường hợp mà đã thất bại 2 đến 3 lần trước đó thì sao? Nếu mà 2 đến 3 lần trước đó mà chưa điều trị bằng phác đồ 4 thuốc Bismuth thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái công trình nghiên cứu này đó thì chúng ta thấy là một cái điểm rất là tốt là nếu chúng ta làm cái nghiên cứu từ 2017-2018 cách đây cũng không xa lắm thì cái tỷ lệ thành công nó là 93,9%, 95%, 95%, cho thấy một lần nữa đó là một cái phác đồ có tính ổn định suốt một cái thời gian dài từ 2010 đến 2018 và đó là một cái chọn lựa tốt cho chúng ta. Một cái câu hỏi đặt ra là với những cái trường hợp mà điều trị thất bại nhiều lần như vậy á, thì đương nhiên là theo khuyến cáo thế giới, đặc biệt là Maastricht 6 là từ 2 lần trở lên thôi nuôi cấy đi. Thế cái câu hỏi quan trọng rằng là gì? Nếu lúc đầu tiên mà bệnh nhân chưa điều trị bằng phác đồ 4 thuốc chứa Bismuth á, thì cái việc nuôi cấy nó có giúp ích gì hơn hay không? Và chúng ta có một cái công trình nghiên cứu rất là hay của Phó Giáo sư Bùi Hoàng. Và trong cái công trình nghiên cứu này chọn lựa là những cái bệnh nhân đã điều trị thất bại trong khoảng 1 đến 2 lần. Và những cái bệnh nhân này chưa được điều trị bằng phác đồ 4 thuốc chứa Bismuth lần nào cả. Và nhóm tác giả chia thành hai cái nhóm điều trị. Nhóm thứ nhất là theo cái khuyến cáo của Hội Tiêu hóa Việt Nam năm 2012-2013, tức là những cái trường hợp đó là sẽ điều trị bằng phác đồ 4 thuốc Bismuth, tại vì người ta chưa điều trị phác đồ này lần nào cả. Và cái điều này nó cũng vẫn đúng đối với cái khuyến cáo thế giới năm 2021 và Maastricht 6 năm 2022. Và cái nhóm can thiệp là trong cái trường hợp này á, là người ta điều trị theo kháng sinh đồ, tức là làm nuôi cấy ETED, làm kháng sinh đồ, sau đó chọn một cái phác đồ gọi là Taylor Therapy, tức là may đo, tức là sử dụng PPI cộng với ít nhất là hai kháng sinh còn nhạy cảm trên kháng sinh đồ. Và người ta đối chiếu xem thử là cái kết quả điều trị của hai cái nhóm này như thế nào. Kết quả rất là đáng ngạc nhiên.
là nếu chúng ta tính ra đó, thì ở đây chúng ta thấy là phác đồ can thiệp, tức là nhóm điều trị theo kháng sinh đồ á, thì tùy thôi, chúng ta thấy là nhiều loại kháng sinh đồ khác nhau. Bởi vì khi nuôi cấy ra, bệnh nhân có thể nhảy với hai cái kháng sinh khác nhau. Nhưng mà tính chung á, thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ thành công á, ở cái nhóm gọi là điều trị theo kháng sinh đồ á, nó chỉ là 82.8%, so với cái nhóm mà chúng ta điều trị theo kinh nghiệm là phác đồ 4 thuốc chuyên biệt lên tới 95%, và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy rằng là một lần nữa, phác đồ 4 thuốc chuyên biệt nếu chưa dùng thì hiện tại chúng ta có thể dùng mà chúng ta không làm nuôi cấy làm chi, mà chúng ta trăn trở với chuyện không có, là thứ hai là tốn kém cho bệnh nhân, phiền cho bệnh nhân. Và đó là một cái dữ kiện cũng rất là quý cho cái thực hành lâm sàng của mình. Đây là một cái kế hoạch, một cái phác thảo, một chiến thuật điều trị mà đã được các thầy cô trong hội đồng chuyên gia thông qua, mà chúng ta sẽ có, chúng tôi nghĩ là chúng ta sẽ đưa cái bản này vào trong cái guideline chính thức của hội. Thì là trong những cái trường hợp mà nhiễm Helicobacter pylori á, thì phác đồ đầu tay chúng ta sử dụng phác đồ 4 thuốc chứa Bismuth, hoặc là chúng ta sử dụng PPI cộng Amox cộng Levo, và có Bismuth chúng ta nên phối hợp với Bismuth. Và một cái điểm quan trọng có đánh dấu sau đây á, là số 1 ở đây, tức là gì, trong trường hợp mà chúng ta có hai cái mà bệnh nhân không có dị ứng gì về Amox Levo thì chúng ta dễ dàng rồi. Tức là trong cái chuyện khi mà chúng ta chọn lựa thì chọn lựa đầu tay nên là phác đồ 4 thuốc chứa Bismuth. Còn trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có những cái tác dụng phụ của Metro chẳng hạn thì chúng ta có thể sử dụng cái phác đồ phía bên này. Nhưng mà cái chứng minh cái hiệu quả tại chỗ thì cái phác đồ PPI cộng với lại Metro cộng Tetra và Bismuth vẫn là cái số 1. Trong cái trường hợp mà thất bại lần đầu tiên thì chúng ta có thể thử trở lại. Nếu đã sử dụng phác đồ 4 thuốc chứa Bismuth thì bây giờ chúng ta đổi qua phác đồ PPI cộng Amox cộng Levo và Bismuth. Và ở cái nhánh này chúng ta đảo ngược trở lại. Và nếu trong trường hợp thất bại thì chúng ta cần phải, không có gì khác, phải xét nghiệm đánh giá độ nhạy cảm của kháng sinh. Và phác đồ số 3 sẽ là cái phác đồ PPI cộng với hai kháng sinh còn nhạy cảm và bệnh nhân không có tiền căn dị ứng. Tuy nhiên một cái điểm rất là quan trọng nữa đây là gì, là nếu thất bại nữa thì thôi không cố điều trị, bởi vì cố điều trị thì nó không dựa trên cái chứng cứ gì mà nó có thể làm tăng cái tỷ lệ đề kháng. Và chút xíu chúng ta sẽ có bàn thêm một số những việc này, nhưng mà nó có một số những cái chính sách để chúng ta có thể theo dõi và bệnh nhân có thể an toàn được. Và cái điểm quan trọng là theo cái khuyến cáo 2021 của Hội Tiêu hóa Thế giới là khi phác đồ điều trị thích hợp đã tuân thủ nhưng không thành công thì chúng ta tránh theo điều trị theo gọi là cố chấp đó, điều trị theo ý muốn của người kê đơn, mà chúng ta chấp nhận cái tình trạng này. Chấp nhận, nhưng mà chấp nhận ở một cái thời điểm chúng ta có thể quản lý được cái biến chứng của nó. Chẳng hạn những cái trường hợp bệnh nhân có loét do Helicobacter pylori, hoặc là bệnh nhân đang sử dụng NSAID chưa điều trị tuyệt trừ được, thì đương nhiên là chúng ta phải sử dụng PPI duy trì để chúng ta phòng ngừa cái biến chứng. Và trong những cái trường hợp như vậy đó thì chúng ta chờ đợi đến khi chúng ta có những cái bằng chứng mới hơn và những cái phác đồ mới hơn có thể là có hiệu quả để chúng ta quyết định điều trị, thì có thể nó phù hợp hơn là một cái chuyện để chúng ta cố gắng điều trị mà không theo một cái kinh nghiệm. Trong các cái vấn đề khi chúng ta nói nãy giờ đó, thì chúng ta nói về cái phác đồ điều trị là chúng ta bàn về kháng sinh, đề kháng kháng sinh, chọn lựa phối hợp thế nào. Tuy nhiên, một cái điểm quan trọng then chốt trong bất cứ phác đồ điều trị nào đó là cái vấn đề ức chế bài tiết axit. Và trong các khuyến cáo mới người ta không nói, bởi vì nó đi vào một cái vấn đề gọi là kinh điển, là nền tảng và chúng ta không nghe đến cập nhật. Tuy nhiên nó lại là một vấn đề không thể quên trên lâm sàng, bởi vì có những cái toa thuốc thì các đồng nghiệp chúng ta cho kháng sinh rất là tốt, rất là xịn luôn, rất đắt tiền, nhưng PPI thì có lẽ chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta không hơi cân nhắc chút xíu là có thể cái hiệu quả của nó không có được chứng minh trong các cái nghiên cứu lắm. Và chính vì vậy chúng ta quay lại một cái nghiên cứu cách đây 10 năm, một cái nghiên cứu gộp cách đây 10 năm, tức là chứng tứ từ cách đây 10 năm rồi. Và người ta xem xét về các cái vấn đề chúng ta sử dụng trong quá khứ thì ăn tiết 2 phối hợp trong phác đồ điều trị HP. Tới cái khoảng sau này chúng ta nói PPI, nhưng mà liệu PPI, tất cả PPI có giống nhau hay không? Thì trong cái nghiên cứu gộp mà dựa trên các cái phác đồ bộ 3, tức là một PPI cộng hai kháng sinh á, thì người ta thấy rằng là chúng ta sử dụng rabeprazole tức là R hoặc là esomeprazole thì cái tỷ lệ mà tiệt trừ thành công nó sẽ cao hơn các PPI thế hệ đầu, chẳng hạn omeprazole, pantoprazole hay lantoprazole, với cái number need to treat là 21-23, tức là điều trị khoảng hơn 20 trường hợp thì chúng ta sẽ có một cái trường hợp lợi hơn và thành công với hai cái PPI này. Tuy nhiên thì không có sự khác biệt đáng kể giữa hai cái PPI thế hệ sau này.
Và trước đây chúng ta bàn nhiều đến SIP 2 C19, tuy nhiên thì người ta thấy rằng là nếu chúng ta sử dụng thế hệ thứ hai đó, tức là rabeprazole hay esomeprazole, thì cái sự khác biệt này nó cũng không còn nữa. Những cái nghiên cứu mà so mà chúng ta sử dụng omeprazole thì cái sự khác biệt nó rõ ràng hơn. Và thế giới không chỉ dừng lại ở đó, và gần đây chúng ta biết là chúng ta có một cái nhóm ức chế tiết axit mạnh hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, đó là PCAP, tức là ức chế chọn lọc cạnh tranh với kênh kali. Và đây là một cái thuốc được phát triển cũng từ một công ty của Nhật. Và chính vì vậy các nghiên cứu đầu tiên về điện từ HP nó phát xuất từ Nhật. Nhưng đến DDW năm 2022, tháng 5 vừa rồi, thì chúng ta lại có một cái công trình nghiên cứu gộp mà dẫn đầu cũng là giáo sư Martin Tiner, tức là giáo sư mà gọi là trưởng cái nhóm đưa ra cái phát xít 6. Và chúng ta nhìn nguyên cái ban bệ này thấy rất là đình đám, ngay cả William Jay cũng là một người rất là nổi tiếng, là hàng đầu của về Helicobacter pylori của Mỹ. Và đây là một cái nghiên cứu mà người ta so sánh về hiệu quả của các thuốc điều trị ức chế tiết axit trong tiệt trừ Helicobacter pylori. Và đây là một cái nghiên cứu tổng hợp kiểu lưới. Thì trong cái công trình nghiên cứu này, người ta tổng hợp được 42 nghiên cứu và người ta phân tích thành hai nhóm là nghiên cứu trên cái lĩnh vực chúng ta thấy là toàn cầu. Và thứ hai là chỉ xét riêng ở các cái nước gọi là phương Tây thôi. Và người ta so sánh kết quả điều trị của các cái phác đồ đối chiếu với phác đồ bộ ba chứa clarithromycin, tức là Amoc cộng Clary cộng Langoprazole. Chúng ta thấy rằng là ở tất cả các nước thì chúng ta không có gì ngạc nhiên, chúng ta thấy là phác đồ chúng ta sử dụng phác đồ 4 thuốc chứa bismuth, mặc dù là bismuth đó là substrate hay subsalicylate, thì cái kết quả nó đều tốt hơn, đặc biệt là substrate có vẻ nó ổn định, nó khá hơn. Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng vonoprazan, tức là một cái thuốc thuộc cái nhóm PCAP, thì cái hiệu quả nó còn ổn định và còn tốt hơn nữa. Và khi mà xét riêng cho các nước ở phương Tây thì một lần nữa chúng ta thấy là ở đây chúng ta không thấy một cái sự khác biệt lắm giữa phác đồ 4 thuốc giữa bismuth với lại phác đồ bộ 3. Có lẽ là do ở các nước phương Tây thì cái vấn đề kiểm soát clarithromycin vẫn tốt ở một số các nước, do đó chúng ta không thấy khác biệt. Tuy nhiên thì cái PCAP vẫn là cái thuốc tốt hơn, và đó là một cái cơ sở rất quan trọng mà chúng ta tin rằng trong tương lai thì nó sẽ có một cái sự chuyển đổi quan trọng nữa về cái việc phối hợp kháng tiết và kháng sinh trong tiệt trừ HP. Trong quá khứ trước đây chúng ta có là ăn tiết 2 cộng kháng sinh, sau đó là PPI cộng kháng sinh, và trong tương lai có thể là PCAP cộng kháng sinh. Và một cái điểm nữa chúng tôi cũng nghĩ rằng cũng cần phải nhấn mạnh trở lại, bởi vì nó liên quan đến một cái nghiên cứu năm 2019 mà lấy số liệu 3 bệnh viện quận năm 2016 nói đến cái vấn đề các cái liều của kháng sinh trong tiệt trừ Helicobacter pylori. Và chúng tôi điểm qua một số các cái khuyến cáo, chẳng hạn như đồng thuận Toronto, ở đây chúng ta thấy rằng là cái bismuth thì người ta chia chẳng hạn như là substrate subsalicylate 102x4 lần, hoặc là substrate là 300x4, hoặc là metro, thì nếu chúng ta sử dụng phác đồ 4 thuốc thì metro liều nó cao lắm, 500mg mà 3-4 lần một ngày. Tuy nhiên là nếu như mà metro mà sử dụng trong cái phác đồ khác, phác đồ 3 thuốc sử dụng đồng thời không bismuth, hoặc là các phác đồ khác, thì nó chỉ sử dụng có 2 lần một ngày thôi. Đó là sự khác biệt. Và thêm một cái nữa, đó là levofloxacin người ta sử dụng là 500mg một lần một ngày thay vì 2 lần một ngày, bởi vì chứng minh cho thấy rằng là hiệu quả không tăng thêm, chỉ có tác dụng phụ tăng thêm mà thôi. Và đương nhiên là chúng ta sử dụng thuốc tốt thì giá thành nó tăng lên rất là nhiều. Và đây là một cái guideline tương tự để chúng ta có thể so sánh, nó không có cái sự khác biệt gì lắm của cái guideline của Mỹ về cái liều với lại cái Toronto của Canada. Kính thưa thầy cô, các anh chị, các bạn đồng nghiệp, để kết luận bài trình bày của mình, chúng tôi xin đưa ra một số những cái kết luận chính như sau. Thứ nhất là cái vấn đề Helicobacter pylori đề kháng kháng sinh và không tuân thủ người bệnh là hai cái yếu tố chính yếu cho đến hiện tại được chứng minh là có ảnh hưởng đến cái hiệu quả tiệt trừ. Và Việt Nam của chúng ta là một cái quốc gia có tỷ lệ đề kháng nguyên phát cao với Clary và Metronidazole. Một số kháng sinh khác cũng có cái nguy cơ tăng lên, Amoc và Levo, Tetra vẫn là khá ổn định. Cái vấn đề chúng ta chọn lựa phác đồ điều trị dựa trên chứng cứ thì chúng ta cần phải dựa trên chứng cứ tại chỗ là chính, nhưng mà chúng ta có thể kết hợp thêm cái những cái nguồn dữ liệu chất lượng cao. Và trong điều kiện hiện tại chúng ta có cái guideline thế giới 2021 và Maastricht 6 2022. PPI cộng Amoc cộng Clary là rất kém hiệu quả và không nên được tiếp tục sử dụng. Và cái vấn đề tuân thủ guideline cho thấy, chúng ta thấy là vẫn là một cái vấn đề thách thức rất là lớn và nó góp phần đáng kể làm tăng cái nguy cơ đề kháng kháng sinh. Và do đó thì cái vấn đề nhấn mạnh tuân thủ của người bệnh là rất là quan trọng. Về cái chọn lựa thì cho đến hiện tại chọn lựa đầu tay tốt nhất, chúng ta thấy ở thực tế Việt Nam là phác đồ 4 thuốc chứa bismuth kinh điển, và chúng ta có thể thay thế bằng phác đồ PPI cộng Amoc cộng Levo và sẽ tốt hơn nếu có bismuth. Còn các cái phác đồ nối tiếp 4 thuốc cộng bismuth thì ít có chứng cứ hơn. Chọn lựa thứ hai thì chúng ta sẽ đảo chiều. Nếu chúng ta đã sử dụng PPI
cộng với ba kháng sinh, trong đó có Bismuth, thì chúng ta sẽ đảo lại sử dụng PPI cộng Amox cộng Levo và Bismuth, hoặc là ngược lại. Và về các cái phác đồ cứu vãn thì chúng ta chưa có nhiều cái chứng cứ và chúng ta cần thêm các nghiên cứu, nhưng mà cho đến hiện tại thì chúng ta cần đến kháng sinh đồ. Và một cái điểm rất quan trọng là cái vấn đề là khi nào là ngừng lại. Hồi đó thầy Hối cứ nói là vậy, là các đồng nghiệp bên ngoại khoa là cái ông thầy ngoại khoa giỏi thì không phải là biết mổ giỏi mà biết lúc nào dừng lại. Thì có lẽ ngày hôm nay thì nội khoa mình cũng có một cái câu là biết lúc nào dừng lại, thì có lẽ là một cái điểm rất là quan trọng, mình là chúng ta không cố điều trị nếu như mà chúng ta đã đi hết cái cấp của nó. Và cái vấn đề quan trọng là chúng ta sẽ phải giải thích cho bệnh nhân và chúng ta hướng dẫn một cái thái độ, một cái chiến lược theo dõi làm sao để phù hợp, để tránh phòng ngừa những cái biến chứng, và chúng ta điều trị khi chúng ta có những cái bằng chứng mới hơn, những cái phác đồ tốt hơn. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị đồng nghiệp. À, xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phát Trọng Đức đã cho chúng ta về cái dẫn dắt của chúng ta là nên thực hành lâm sàng như thế nào trong vấn đề điều trị hiện nay của thế giới cũng như của Việt Nam, hoặc nói cách khác là đưa những cái phác đồ chuẩn. Thì các anh chị chúng ta vừa mới nghe hai cái báo cáo, và một báo cáo là về GERD của phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Kim Tường, và cái thứ hai là báo cáo về Helicobacter pylori. Hai báo cáo đó đều một bên thì nói về cái điều chỉnh những cái vấn đề về cái trào ngược, còn cái vấn đề của bác sĩ Đức là nói nhấn mạnh về cái kháng sinh trong vấn đề điều trị. Thế thì trong cả hai phác đồ đó đều có đề cập rất là nhiều về vấn đề PPI. Thế vấn đề PPI, sử dụng PPI nào và chúng ta phối hợp PPI nào trong hai cái bài báo cáo vừa rồi, thì chúng tôi có người thứ ba, đó là bác sĩ Lê Đình Quang, chuyên khoa 2, cán bộ giảng dạy của Bộ Môn Nội, Đại học Y Dược, sẽ dẫn dắt chúng ta về những cái PPI hiện nay ở thị trường và chúng ta nên lựa chọn như thế nào khi chúng ta điều trị GERD hoặc chúng ta điều trị cái tiệt trừ H. pylori cho nó có hiệu quả và thành công nhất. Và như vậy anh các chị biết rằng cái PPI chiếm một nửa trong vấn đề điều trị, kháng sinh chiếm một nửa trong vấn đề điều trị. Còn bên bác sĩ Khánh Tường thì PPI chiếm một nửa trong vấn đề điều trị, và thay đổi lối sống, thay đổi ăn uống và thay đổi giấc ngủ lại chiếm một nửa. Và như vậy hai vế đều có sự vai trò của PPI. Và xin trình bày với các anh các chị cái sự lựa chọn PPI an toàn và hiệu quả bởi bác sĩ Lê Đình Quang sẽ trình bày cho các anh các chị. Xin cảm ơn. Dạ, em xin cảm ơn cô Trần Kiều Miên. Kính thưa quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp, thì tiếp theo chương trình hội thảo thì xin phép chia sẻ với quý vị đồng nghiệp một cái chủ đề liên quan đến lựa chọn PPI an toàn và hiệu quả. Thì như quý vị đồng nghiệp đã biết thì trên thị trường Việt Nam hiện nay của chúng ta đó thì có hiện tại có 5 loại PPI. Thì trong các chuyển hóa của PPI thì hầu hết các thuốc chúng ta thấy là khi vào cơ thể nó sẽ chuyển hóa qua cái hệ thống cytochrome và B450. Thì đối với lansoprazole thì quý đồng nghiệp sẽ thấy là nó ưu thế chuyển hóa bằng nhau qua hai con đường, đó là CYP2C19 và CYP3A4. Trong khi đó đối với omeprazole, bantoprazole và esomeprazole thì quý đồng nghiệp sẽ thấy là chủ yếu chuyển hóa qua con đường là CYP2C19. Còn lại đối với brabeprazole thì hầu hết chuyển hóa chủ yếu qua con đường không enzyme. Thì đây là một trong những cái ưu điểm của cái nhóm thuốc này, giúp chúng ta có thể thấy được giảm được cái nguy cơ tương tác thuốc đối với những cái thuốc mà bệnh nhân có thể sử dụng đồng thời. Cái việc lựa chọn thứ hai là quý đồng nghiệp sẽ thấy chúng ta sẽ dựa vào cái quá trình hoạt hóa của PPI. Thì đối với hoạt hóa PPI chúng ta sẽ có hai cái bước quan trọng. Ở bước thứ nhất nó sẽ giữa các nhóm PPI với nhau, và cái bước thứ hai cực kỳ quan trọng đó là dựa vào cái BK2. Thì ở nhóm thuốc PPI nào mà có cái BK2 này càng cao thì cái hiệu quả ức chế axit và kiểm soát triệu chứng nó sẽ tốt hơn. Thì trong cái bảng so sánh chúng ta sẽ thấy rằng tất cả các nhóm đều có cái hiệu quả cái BK2 cao trừ cái bantoprazole. Thì xem xét về cái lựa chọn PPI cho những cái đối tượng chúng ta cần phải chỉ định điều trị thì chúng ta sẽ lướt qua những cái chỉ định hiện nay mà chúng ta có thể sử dụng PPI. Thứ nhất là theo cái đồng thuận của ACG năm 2022 về cái bệnh lý cho ngược dạ thực quản, thì quý đồng nghiệp sẽ thấy là đối với PPI họ sẽ chỉ định khuyến cáo mạnh trong 3 tình huống sau đây.
Tình huống thứ nhất là đối với những trường hợp mà bệnh nhân bệnh trào ngược dạ dày thực quản mà có viêm ở trên nội soi. Tình huống thứ hai tức là những cái trường hợp mà bệnh nhân có viêm trên nội soi mà mức độ nặng đó, tức là người ta tính Los Angeles là C và D, thì ta khuyến cáo mạnh, tức là chúng ta có thể điều trị, thậm chí và điều trị kéo dài cho những trường hợp bệnh nhân này. Và một cái khuyến cáo mạnh thứ ba đối với chỉ định PVI trong bệnh lý trào ngược, đó là những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái bệnh lý trào ngược mà kháng trị. Ngoài ra, đối với những cái trường hợp bệnh lý trào ngược về thực quản thì ta có những cái khuyến cáo, tuy nhiên không mạnh, nhưng mà nó sẽ tùy thuộc vào cái lợi điểm của cái nhóm thuốc trên từng cái đối tượng bệnh nhân khác nhau. Thì ở đây chúng ta thấy là đối với những trường hợp bệnh nhân trào ngược mà là không có triệu chứng viêm ở trên thực quản á, thì chúng ta có thể kiểm soát cái triệu chứng của bệnh nhân ở nóng bằng theo cái yêu cầu của bệnh nhân, hoặc là điều trị gián đoạn theo từng đợt. Hoặc là đối với những trường hợp mà bệnh lý trào ngược mà ngoài thực quản đó, thì khuyến cáo người ta đối với những cái bệnh nhân mà có triệu chứng trào ngược ở ngoài thực quản và có cái triệu chứng mà điển hình của GERD đó, thì chúng ta có thể quyết định điều trị thử PVI trong vòng 8 đến 12 tuần trước khi chúng ta có thể làm những cái xét nghiệm khác tầm soát kỹ hơn về trong cái chẩn đoán. Thì xét về cái nhóm đối tượng mà chúng ta thấy là đối tượng cao tuổi đó, thì đây là nhóm đối tượng mà gọi là dễ bị tổn thương, tức là những cái bệnh nhân này có thể sử dụng khá là nhiều thuốc phối hợp. Thì chúng ta thấy rằng ở trong một cái nghiên cứu này, người ta so sánh ở 4 cái nhóm thuốc khác nhau, mà mỗi cái nhóm như vậy là 80 bệnh nhân, trên những cái bệnh nhân là trên 65 tuổi, và chúng ta thấy hiệu quả điều trị so sánh theo cái protocol hoặc là theo cái ý định điều trị đó, thì chúng ta thấy rằng cái hiệu quả đạt được tốt nhất, kiểm soát được triệu chứng ở những cái bệnh nhân viêm thực quản trào ngược này đó, so giữa cái pantoprazole và rabeprazole nó sẽ tốt hơn cái nhóm omeprazole và lansoprazole, và cái tác dụng phụ gần như là không ghi nhận được ở những nhóm bệnh nhân này. Thứ hai là chúng ta bàn đến cái vấn đề bệnh lý trào ngược dày thực quản, chúng ta thấy rằng hiện nay chúng ta gặp khá là nhiều bệnh nhân có cái những triệu chứng trào ngược mà nó kháng trị. Thì trong cái nghiên cứu này của xuất phát từ Nhật Bản, nghiên cứu Extend á, thì chúng ta thấy rằng ở những cái bệnh nhân mà có triệu chứng trào ngược kháng trị đó, thì người ta phối hợp tăng cái liều prednisone gấp đôi lên, thì chúng ta thấy hiệu quả đạt được là 92,4% sau 12 tuần điều trị. Và cái hiệu quả đó còn kéo dài đến 52 tuần sau điều trị, so với những cái trường hợp mà bệnh nhân chỉ sử dụng liều một đơn trị liệu. Thứ ba, chúng ta xét đến vấn đề bệnh nhân mà trào ngược dày thực quản thì xem xét cái chỉ định điều trị cái loại PPI. Thì ở đây một cái nghiên cứu rất là hay, chúng ta thấy là sẽ đánh giá bệnh nhân trên hai cái nhóm triệu chứng. Thứ nhất là cái kiểm soát triệu chứng điển hình của bệnh nhân. Thứ hai là nhóm những cái triệu chứng không điển hình của bệnh nhân. Và cái đáp ứng điều trị ở đây người ta xem xét đó là những cái bệnh nhân này sau khi điều trị đó giảm trên 50% so với cái triệu chứng ban đầu của bệnh nhân. Thì kết quả của nghiên cứu này sau 8 tuần điều trị đó, thì quý vị mình sẽ thấy là gần như đối với rabeprazole chúng ta dùng cái liều gấp đôi cho trong 8 tuần đó, thì có thể kiểm soát được cái triệu chứng điển hình của bệnh nhân so với lại cái nhóm sử dụng một lần một ngày. Và cái điểm quan trọng nó đây ghi nhận được đó là những cái triệu chứng mà không điển hình của bệnh nhân đó nó cũng cải thiện, và đặc biệt là trong đó khi phân tích dưới nhóm người ta thấy rằng nó cải thiện được cái triệu chứng ho và vướng họng của bệnh nhân. Thực sự chúng ta thấy ngồi phòng khám thấy những cái triệu chứng này khá là thường gặp ở bệnh nhân chúng ta hiện nay, và đây là một cái triệu chứng mà gây rất là khó chịu cho bệnh nhân trong cái sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân. Thứ hai, chúng ta xem xét về cái chỉ định điều trị PPI cho những cái bệnh nhân mà có bệnh lý loét dạ dày thực quản hoặc loét dạ dày thực quản, hoặc là bệnh nhân có những cái biến chứng liên quan đến loét. Thì trong một cái phân tích gộp 849 thử nghiệm và trên 140.000 bệnh nhân, chúng ta thấy rằng PPI nó có hiệu quả phòng ngừa loét ở trên nội soi, giảm được trên 70% sự hình thành loét khi mà chúng ta điều trị bằng PPI. Cái thứ hai, cái giá trị của PPI trong những trường hợp này là chúng ta gia tăng được cái tỷ lệ lành loét ở trên nội soi gấp 3 lần so với những cái nhóm thuốc khác, ví dụ như anti-H2 hoặc là những cái thuốc mà bảo vệ niêm mạc. Và một cái điểm quan trọng khi chúng ta sử dụng PPI trên lâm sàng tức là chỉ định rất là tốt trong những trường hợp mà bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa cấp tính và phải nhập viện. Xét về cái bệnh lý loét thì trong cái nhóm mà bệnh nhân loét tá tràng á, thì đối với nhóm bệnh nhân loét tá tràng thì trong một cái phân tích gộp so sánh giữa các nhóm PPI với nhau cũng như là anti-H2, thì trong 62 cái nghiên cứu randomized control này đó, trên 10.000 bệnh nhân, thì chúng ta thấy rằng đối với bệnh nhân mà loét ở hành tá tràng đó, hầu như các PPI các nhóm đều có hiệu quả như nhau. Thì vấn đề đặt ra ở đây rằng nếu như chúng ta sử dụng một PPI cho bệnh nhân thì chúng ta xem xét thêm
vấn đề về chi phí điều trị cũng như nguồn lực hiện tại của chúng ta hiện có để giảm chi phí cho bệnh nhân và đảm bảo được cái hiệu quả điều trị. Một cái vấn đề như nãy bạn bà bàn đến, tức là một cái chỉ định GI cho những cái trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa do loét. Thì đối với xuất huyết tiêu hóa do loét thì đây là một cái nghiên cứu phân tích gộp đánh giá cái hiệu quả của PVI trên ba cái outcome chính trong 30 ngày sau nhập viện, đó là tử vong, tỷ lệ tái xuất huyết cũng như là cần phải can thiệp phẫu thuật. Thì chúng ta thấy rằng đối với PVI khi chúng ta sử dụng đó thì nó sẽ giảm được một cách ý nghĩa đối với nhóm tái xuất huyết cũng như là nhu cầu cần phải phẫu thuật cho những bệnh nhân này. Và chúng ta thấy rằng cái NNTTT của bệnh nhân cụ thể như sau: khi chúng ta điều trị PVI cho một trường hợp xuất huyết tiêu hóa thì 12 trường hợp chúng ta sẽ giảm được một trường hợp tái xuất huyết, và điều trị 20 bệnh nhân như vậy thì chúng ta giảm được một bệnh nhân cần phải điều trị can thiệp phẫu thuật cho những trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa do loét. Tiếp theo, trong một cái chỉ định mà PVI chúng ta thấy là rất là quan trọng trong cái điều trị Helicobacter pylori, thì xét về cái nhóm mà có kiểu hình chuyển hóa nhanh CYP2C19 thì chúng ta thấy rằng trong cái phân tích gộp này cho chúng ta thấy rằng đối với những cái nhóm PVI thế hệ thứ hai cho thấy hiệu quả điều trị tốt nhất cho những cái bệnh nhân mà có kiểu hình chuyển hóa nhanh CYP2C19. Vì trong thực tế, trong thực hiện lâm sàng, chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta xét nghiệm một cách hoàn lạc cái kiểu hình CYP2C19 này thì thực sự nó sẽ tăng cái chi phí cho bệnh nhân. Đồng thời, chúng ta thấy trong một cái nghiên cứu của tiến sĩ Lê Hồng Vân phân tích về cái tỷ lệ chuyển hóa nhanh của nhóm dân số thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đó, chúng ta rằng cái chuyển hóa nhanh này nó chiếm đâu đó khoảng 40%. Như vậy rõ ràng ta thấy đối với một cái bệnh nhân đến với chúng ta thì nếu như chúng ta không cần phải, để giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân, chúng ta không cần phải xét nghiệm cái kiểu hình nhanh hay chậm, và chúng ta chọn lựa cái nhóm PVI thế hệ thứ hai nó sẽ tốt hơn cho bệnh nhân và giảm được chi phí điều trị. Tiếp theo, về cái chỉ định tiếp theo mà chúng ta thấy là khuyến cáo đối với PVI, đó là sự phòng ngừa xuất huyết tiêu hóa trên những cái bệnh nhân mà có sử dụng thuốc NSAID cũng như hoặc là nhóm aspirin. Thì trong cái phân tích gộp này chúng ta sẽ thấy rằng cái hiệu quả của PVI rất là tốt, nó giảm được trên 70% các trường hợp mà loét chảy máu xuất huyết tiêu hóa do dùng kháng kích thích kiểu cầu kép cũng như là sử dụng cái thuốc aspirin liều thấp. Cũng như vậy, cái phân tích gộp này cho chúng ta thấy được cái hiệu quả của PVI trong phòng ngừa loét ở những bệnh nhân mà sử dụng thuốc kháng viêm non-steroid. Hiệu quả này đạt được đối với nhóm PVI so với giải dược cũng như là so với cái nhóm anti-H2. Hiệu quả đạt được là giảm được 50% phòng ngừa loét đối với những bệnh nhân sử dụng thuốc NSAID. Và một trong những cái chỉ định nữa chúng ta cần phải xem xét PVI trong cái điều trị của bệnh nhân, đó là những cái trường hợp bệnh nhân khó tiêu chức năng. Thì gần đây chúng ta thấy là cái tỷ lệ bệnh cũng như nhận thức của chúng ta về cái nhóm bệnh lý này khá là nhiều, và chúng ta thấy rằng thực tế chúng ta gặp những cái bệnh nhân trùng lắp triệu chứng cũng vậy. Do đó PVI cũng được nghiên cứu và đánh giá thông qua cái nghiên phân tích gộp dựa vào những cái thử nghiệm ngẫu nhiên lâm sàng. Thì chúng ta thấy rằng kết quả của nghiên cứu này, chúng ta thấy rằng những cái bệnh nhân mà có khó tiêu chức năng sử dụng PVI với liều thấp hoặc là liều chuẩn đều cho cái lợi ích đem lại là giảm được thiểu được triệu chứng cho bệnh nhân. Và cụ thể như thế nào, chúng ta thấy là đối với nhóm bệnh nhân mà khó tiêu chức năng, đặc biệt mà có cái triệu chứng mà giống loét hoặc là chống triệu chứng của trào ngược đó, thì cái hiệu quả PVI đạt được là tốt nhất. Thì chúng ta thấy cái NTT của bệnh nhân ở đây, đối với bệnh nhân ta điều trị khoảng 11 bệnh nhân đó, thì chúng ta giảm được triệu chứng của bệnh nhân giống loét, và khoảng 7 thì bệnh nhân thì chúng ta giảm được một bệnh nhân có triệu chứng trào ngược. So với cái nhóm bệnh nhân mà khó tiêu chức năng mà có rối loạn gọi là khó tiêu, rối loạn vận động, thì cái triệu chứng cải thiện ít hơn. Và nói với lựa chọn điều trị PVI thì chúng ta nói đến cái liều và thời gian sử dụng. Đây là cái bản tổng kết dựa vào cái bệnh trình đối với từng cái chỉ định khác nhau và những giai đoạn bệnh cũng như biến chứng của bệnh. Ví dụ trong trường hợp này, quý đồng nghiệp sẽ thấy là đối với trường hợp của viêm thực quản trào ngược, nếu mà nhẹ chúng ta có thể điều trị liều chuẩn 8 đến 12 tuần. Đối với liều trào ngược mà mức độ nặng thì chúng ta có thể liều gấp đôi, 2 lần một ngày và trong 8 đến 12 tuần. Còn đối với bệnh nhân nợt, tức là triệu chứng bệnh trào ngược mà không có viêm trên nội soi, chúng ta chỉ cần liều chuẩn trong một lần một ngày và trong 4 đến 8 tuần. Còn đối với nhóm bệnh nhân mà thực quản Barrett thì đây là một cái điều trị cá thể hóa. Trong cái chỉ định điều trị khi nào điều trị Barrett kéo dài thì chúng tôi sẽ cập nhật ở phần phía sau. Đối với những bệnh nhân mà gợt mà có triệu chứng ngoài thực quản thì chúng ta có sẽ dài kéo dài ít nhất 12 tuần, giống như cái bài báo cáo của phó sư Khánh Tường. Đối với trường hợp mà bệnh nhân cần phải điều trị rồi và dự phòng
loét hoặc là stress do những cái nguy cơ, chúng ta chỉ cần sử dụng liều chuẩn một lần một ngày. Còn đối với nhóm bệnh nhân khó tiêu chức năng thì quý vị đồng nghiệp lưu ý là chúng ta sẽ không cần phải sử dụng liều cao, mà chúng ta chỉ cần liều chuẩn hoặc là cái liều thấp, tức là nửa liều một ngày trong vòng 4 đến 8 tuần. Còn đối với những cái bệnh nhân mà phòng bệnh lý phòng ngừa do loét NSAID hoặc là thuốc corticoid cũng như kháng cái tập tiểu cầu thì có một số lưu ý như sau. Thì quý nghiệp sẽ thấy là đối với những cái bệnh nhân mà sử dụng thuốc NSAID đó, thì người ta khuyến cáo để phòng ngừa loét đó, chúng ta dùng chỉ liều chuẩn hoặc là nửa liều một ngày. Tuy nhiên người ta lưu ý cho mình rất là quan trọng, tức là cùng với liều NSAID đầu tiên ở bệnh nhân mà có nguy cơ tiêu hóa cao. Cũng như vậy, đối với những bệnh nhân mà chỉ cần sử dụng corticoid thì người ta khuyến cáo là chỉ nên dùng PPI nếu như bệnh nhân này có dùng kết hợp thêm thuốc kháng viêm không steroid. Thứ ba, đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân sử dụng thuốc kháng đông đó, thì chúng ta chỉ sử dụng PPI khi mà bệnh nhân này có sử dụng kèm theo thuốc kháng cái tập tiểu cầu. Và trong nhóm bệnh nhân mà có xơ gan thì cái chỉ định PPI đặt ra thì chúng ta sẽ thấy rằng đối với những trường hợp mà phòng ngừa loét sau thắt hoặc là chích xơ búi tĩnh mạch thì chúng ta có thể sử dụng PPI. Tuy nhiên lưu ý là chúng ta sẽ dùng liều chuẩn và ngắn ngày, thường thường khuyến cáo là 10 ngày. Còn đối với bệnh nhân mà có bệnh lý tụy đó thì PPI cũng có được chỉ định. Tuy nhiên chỉ định này sẽ đặt ra ở những trường hợp mà bệnh nhân viêm tụy mạn mà đã sử dụng bổ sung men tụy nhưng mà bệnh nhân vẫn có triệu chứng tiêu phân mỡ. Tiếp theo, để lựa chọn một cái PPI cho một cái bệnh nhân thì đây một cái phân tích gộp trên 64 cái trường tình huống, thì chúng ta dựa vào cái ảnh hưởng của thức ăn cũng như là cái cách thức chúng ta sử dụng các thuốc PPI với nhau. Thì quý đồng nghiệp sẽ thấy rằng cái kết quả của nghiên cứu này đưa ra thì trong các nhóm loại PPI khác nhau chúng ta thấy nó có tương tác với thức ăn. Thì đối với cái nhóm thuốc mà có tương tác với thức ăn ít nhất thì chúng ta sẽ thấy là có nhóm dexlansoprazole, pantoprazole và brabeprazole. Thứ hai là những cái nhóm PPI mà có cái gọi là cái công thức mà dùng là phóng thích mà kéo dài đó, phóng thích muộn đó, thì nó sẽ ít bị ảnh hưởng hơn đối với những cái bệnh nhân mà sử dụng cùng với thức ăn, hoặc là những bệnh nhân mà kém tuân thủ điều trị thì chúng ta có thể lựa chọn. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với những bệnh nhân mà có nghiện rượu mà chúng ta thấy là bệnh nhân không thể bỏ rượu được đó, thì để đảm bảo được hiệu quả điều trị chúng ta thấy rằng lansoprazole và omeprazole thấy rằng nó không có tương tác với rượu. Do đó chúng ta có thể xem xét đây cũng là lựa chọn điều trị. Và đối với những các loại PPI khác nhau đó thì ta có thể sử dụng cả trước buổi sáng cũng như là buổi tối. Tuy nhiên ngoại trừ pantoprazole. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng trong cái hoạt hóa PPI hoặc là những cái hiệu quả điều trị thì ta vẫn khuyến cáo hiện nay tốt nhất chúng ta vẫn khuyên bệnh nhân nên sử dụng kiểm soát axit trong buổi sáng là tốt nhất. Thì cái PPI chúng ta thấy là một cái chỉ định khá là rộng rãi và chúng ta sử dụng khá là thường xuyên cho bệnh nhân của chúng ta. Thì thực tế thì chúng ta thấy sử dụng PPI hiện nay chúng ta như thế nào? Thì đây là một cái phân tích, một cái tổng hợp những cái bệnh nhân mà sử dụng PPI ở ngoại trú, tức là những cái bệnh nhân đã nhập viện và xuất viện, người ta theo dõi trên một cái dữ liệu là trên gần 30.000 cái bệnh nhân. Thì chúng ta thấy tổng kê lại thì cái tỷ lệ mà chúng ta sử dụng PPI đúng chỉ định đó, tức là những cái chỉ định khuyến cáo đó là thấp. Trong khi đó đến gần như 70% các trường hợp chúng ta chỉ định gọi là không đúng theo cái chỉ định của PPI bệnh nhân sử dụng. Có thể là không đúng liều và cái thời gian sử dụng của bệnh nhân. Và xét những cái bệnh nhân mà nội viện, á, tức là những bệnh nhân nhập viện, thì đây là một cái phân tích chúng ta thấy rằng cái việc sử dụng PPI của chúng ta đó, thì nó cũng cái tỷ lệ mà chúng ta không đúng chỉ định là chiếm tới khoảng 55% các trường hợp. Và một cái nghiên cứu khá là thú vị, chúng ta thấy rằng cái vấn đề can thiệp và sử dụng đúng chỉ định PPI ở đây là chúng ta sẽ thấy đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân trước can thiệp đó, đây là một cái nghiên cứu bệnh nhân 66 bệnh nhân được sử dụng PPI trong cộng đồng, và trong đó chúng ta thấy là có 54% các trường hợp bệnh nhân này không sử dụng thích hợp chỉ định PPI. Tuy nhiên sau khi chúng ta can thiệp, chúng ta giới thiệu về các chỉ định cũng như chúng ta kiểm soát lại vấn đề sử dụng PPI của bệnh nhân ngoại trú đó, thì sau 6 tháng can thiệp như vậy thì cái kết quả cũng không thay đổi gì. Tức là rõ ràng chúng ta thấy cái việc sử dụng PPI vì cái tính an toàn nó quá tốt như vậy, và bệnh nhân có triệu chứng và khi mà kê khai thuốc là khá là đơn giản. Vì vậy chúng ta thấy bệnh nhân sử dụng gần như các chỉ định có vẻ nó không phù hợp lắm. Vậy thì cái liệu rằng cái vấn đề người ta đặt ra sử dụng mà không hợp lý như vậy đó, nó có gây ra cái hậu quả gì hay không? Mặc dù chúng ta biết rằng cái tính an toàn hiện nay là của PPI được khuyến cáo là chưa có gây một cái nguy hại gì. Thì đây là một cái giả thuyết và một cái bệnh sinh mà chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta sử dụng một cái PPI kéo dài thì nó thể gây ra những cái hậu quả gì. Thì đây là một cái giả thuyết đặt ra. Thứ nhất, chúng ta thấy đầu tiên PPI chúng ta nó sẽ kiểm soát
giảm tiết axit của dạ dày, và chính từ cái điểm này nó sẽ gây ra hầu hết các hậu quả sau này của bệnh nhân sử dụng PPI kéo dài. Thứ nhất là tình trạng tăng tiết gastrin, nó sẽ ảnh hưởng đến tình trạng tăng sản của các tế bào thành của dạ dày cũng như ở đại tràng, gây ra tình trạng polyp cũng như có thể phát triển về ung thư. Thứ hai đó là tình trạng giảm hấp thu một số cái chất vitamin khoáng chất ví dụ như canxi, hoặc là kích hoạt cái hệ thống tuyến cận giáp, nó gây ra cái tình trạng gãy xương. Thứ ba là hạ giảm cái ion sắt hoặc là PP12 đưa đến thiếu máu. Và đặc biệt vấn đề lưu ý đó là những cái tình trạng rối loạn khuẩn ở đường dạ dày cũng như đường tiêu hóa của chúng ta có thể ảnh hưởng đến đề nhiễm trùng, gây ra tình trạng nặng của bệnh lý não gan cũng như là tình trạng mất trí nhớ cho bệnh nhân. Và một cái giả thuyết thứ hai đặt ra trong cái thời sự sử dụng PPI nó không hợp lý ở đây, đó là ảnh liên quan đến cái phản ứng đặc dị của từng bệnh nhân. Thì chúng ta sẽ thấy rằng đối với những bệnh nhân này có thể nó ảnh hưởng đến vấn đề tương tác CYP2C19, hoặc là vấn đề ảnh hưởng đến virus giãn mạch, có thể đưa đến nhồi máu cơ tim, hoặc những trường hợp có thể lắng động tại cái ống thận, hoặc là tình trạng mà miễn dịch nó đưa đến tình trạng viêm của mô sơ, viêm mô kẽ của ống thận, đưa đến tình trạng của suy thận cấp hoặc là tổn thương bệnh lý thận mãn tính. Vậy thì những cái bằng chứng thực tế chúng ta thấy được là cái gì? Thì ở đây chúng ta thấy ở đây là một cái tình huống, một cái bệnh nhân mà sau khi sử dụng bệnh điều trị bệnh GERD kéo dài 12 tháng đó, với PPI liều chuẩn một lần một ngày thì nó xuất hiện tình trạng xuất huyết tiêu hóa. Và ở bệnh nhân này được nội soi ghi nhận những cái phì đại, những cái polyp tăng sản tuyến đáy vị khá là lớn và nó gây xuất huyết. Và khi thử máu của bệnh nhân này chúng ta thấy nồng độ gastrin máu tăng rất là cao. Và đối với bệnh nhân này khi chúng ta ngưng cái chỉ định PPI đó, sau vòng 9 tháng sau chúng ta thấy nội soi lại thì cái polyp này nó giảm đi khá là đáng kể. Vậy thì rõ ràng quý đồng nghiệp sẽ thấy rằng PPI khi chúng ta sử dụng kéo dài, nếu như chúng ta thấy không đúng chỉ định đó, thì chúng ta nên xem xét ngưng cho bệnh nhân và theo dõi các triệu chứng, có thể kết hợp vào những cái điều trị khác. Vấn đề thứ hai chúng ta bàn đến ở đây đó là những cái trường hợp mà bệnh nhân có gây tình trạng PPI ảnh hưởng đến vấn đề gãy xương của bệnh nhân. Thì đây là một cái 25 cái nghiên cứu tổng hợp lại, chúng ta sẽ thấy được rằng là gì. Kết luận của nghiên cứu này cho chúng ta thấy rằng là vấn đề gãy xương của bệnh nhân là có đó. Tuy nhiên nó có nhiều cái yếu tố gây nhiễu ảnh hưởng, có thể tuổi hoặc là những cái yếu tố khác của bệnh nhân, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà lớn tuổi sử dụng nhiều cái thuốc khác nhau. Tuy nhiên người ta có một cái điểm rất là quan trọng ở đây, tức là những cái bệnh nhân nào mà có nhóm nguy cơ mà gãy xương cao đó, thì cái việc lưu ý sử dụng PPI chúng ta cần phải hợp lý. Đó có nghĩa là gì? Sử dụng PPI là an toàn đó, tuy nhiên những cái nhóm mà nguy cơ cao chúng ta cần phải đánh giá và xem xét lại cho những cái bệnh nhân cụ thể của chúng ta. Một cái vấn đề đặt ra tiếp theo đó là so sánh giữa hai cái nhóm bệnh nhân, đó là bệnh lý xơ gan đó và điều trị ngoại trú với PPI kéo dài. Thì chúng ta thấy rằng một cái hậu quả đưa đến ghi nhận trong cái nghiên cứu này đó là cái tình trạng mức độ nặng của bệnh nhân bệnh lý não gan sẽ cao hơn ở những bệnh nhân mà có sử dụng PPI kéo dài và không đúng chỉ định theo những khuyến cáo ban đầu. Tuy nhiên ở những cái bệnh nhân mà người ta so sánh, ở cái bệnh nhân mà nội viện, nhập viện và sử dụng PPI ngắn hạn cho những cái nhóm bệnh nhân mà xơ gan hoặc là những bệnh nhân mà suy gan đó cấp trên nền mạng đó, thì khi so sánh giữa hai cái nhóm này với nhau đó, và tuy nhiên cái cỡ mẫu nó không lớn lắm, thì chúng ta thấy rằng cái sử dụng PPI ngắn hạn thì nó cũng không gây ra cái một cái bất lợi về tử vong cũng như là bệnh lý não gan, nhiễm trùng, viêm phúc mạc ở những cái bệnh nhân ở hai cái nhóm này. Một cái vấn đề nữa liên quan đến bệnh lý tại thận thì chúng ta thấy rằng đây là một cái dữ liệu khá là lớn liên quan đến sử dụng PPI cũng như là anti-H2. Thì các yếu tố mà người ta xem xét ở những bệnh nhân này, người ta theo dõi trong vòng 5 năm theo dõi sử dụng PPI của các bệnh nhân này, thì trên những cái ảnh hưởng trên thận người ta ghi nhận những cái tiêu chí như sau. Thứ nhất là cái tỷ lệ mà mắc giảm cái độ lọc cầu thận dưới 60 ml/phút. Thứ hai là những cái trường hợp mà mới mắc của tình trạng bệnh lý thận mạng. Thứ ba là tình trạng tăng gấp đôi cái nồng độ creatinin máu. Thứ tư đó là tình trạng giảm 30% cái độ lọc cầu thận. Thứ năm là xuất hiện cái bệnh thận giai đoạn cuối. Và thứ sáu là tình trạng giảm bệnh thận giai đoạn cuối hoặc là tăng cái giảm cái GFR trên 50%. Thì so sánh với những cái nhóm mà sử dụng PPI á, chuẩn là dưới 30 ngày, thì ở những cái nhóm mà bệnh nhân sử dụng kéo dài trong vòng thời gian là 5 năm đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó tăng cái tỷ lệ nguy cơ này lên khoảng 2-3 lần so với nhóm mà chỉ sử dụng ngắn ngày. Một cái yếu tố thứ hai, một nghiên cứu thứ hai đánh giá trên những cái tổn thương PPI đối với những bệnh nhân mà tổn thương thận cấp hoặc là bệnh lý thận mạng, thì chúng ta thấy rằng
một trong những cái chỉ định mà chúng ta sử dụng cho bệnh nhân này, chúng ta thấy theo cái thống kê này đó, thì gần như là cái chúng ta sử dụng những cái chỉ định không rõ hoặc là những cái chỉ định không đúng theo những cái khuyến cáo gặp khá là nhiều bên cạnh những bệnh nhân mà có bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Thì trong cái nghiên cứu này theo dõi khá là dài hơi, chúng ta thấy là nó có hai cái biểu đồ, cái biểu đồ hình thang và cái biểu đồ dạng đường. Thì biểu đồ hình thang nó cho chúng ta thấy được cái tỷ lệ xuất hiện cái bệnh lý thận cấp hoặc bệnh lý thận mạn theo năm. Thì chúng ta thấy rằng hầu như cái năm đầu tiên đó là cái tỷ lệ gặp phải là nhiều nhất, và nó sẽ giảm dần trong và gặp ít gặp trong những cái năm tiếp theo. Và khi mà người ta đánh giá cái tỷ lệ mới mắc bệnh thận cấp hoặc bệnh thận mạn trong 10 năm tiếp theo đó, thì chúng ta thấy cái đường màu xanh đó là cái đường của tổn thương thận cấp, gần như nó không thay đổi. Tuy nhiên cái tỷ lệ mà mới mắc bệnh lý thận mạn theo thời gian á thì nó sẽ tăng lên, có ý nghĩa thống kê. Mà một cái điểm trong cái nghiên cứu này đưa ra chúng ta vậy thì khi nào, thời gian nào chúng ta sử dụng PVI nó có ảnh hưởng đến thận của chúng ta. Thì đối với tổn thương thận cấp á, thì người ta tính trung bình cái thời gian đâu đó nó khoảng là 20 ngày, trung bình khoảng 20 ngày. Còn đối với nhóm tổn thương bệnh lý thận mạn đó thì cái thời gian chúng ta sử dụng trung bình khoảng là 200 ngày đối với những trường hợp này. Vậy thì đối với những cái bệnh nhân mà có nền bệnh lý thận, ta cần xem xét cá thể hóa, đặc biệt những bệnh nhân có nguy cơ tổn thương thận nặng, ở giai đoạn nặng, thì chúng ta cần phải lưu ý cái chỉ định sử dụng PVI của chúng ta. Và một cái vấn đề chúng ta quan ngại nữa hiện nay đó là tỷ lệ mà phát hiện ung thư ở đường tiêu hóa liên quan đến PVI. Thì đây là một cái nghiên cứu năm 2019 tổng hợp lại, thì chúng ta thấy là trên 79 7 trên 7 gần 800.000 bệnh nhân đó, thì cái nguy cơ mà mới mắc cái ung thư dạ dày đó ghi nhận là tăng tỷ lệ khoảng là hơn 3 lần. Và cái ghi nhận này đó cũng giống như vậy, chúng ta thấy là trong cái năm đầu tiên thường thường cái nguy cơ phát hiện ung thư là cao nhất và giảm dần theo những năm sau đó. Và một cái nghiên cứu khá là lớn đăng vào năm 2022, chúng ta thấy là từ cái Anh Quốc, một cái dữ liệu khá là lớn trên bệnh nhân mà sử dụng PVI và so sánh với nhóm anti-H2, thì chúng ta thấy rằng cái nguy cơ xuất hiện ung thư ở nhóm bệnh nhân sử dụng PVI là cao hơn 45% so với nhóm bệnh nhân sử dụng anti-H2. Và cái nguy cơ này chúng ta thấy rằng ung thư ở đường ở dạ dày đó khoảng 5 năm là khoảng 2.100, hơn 2.000 bệnh nhân đó, thì chúng ta sẽ có một bệnh nhân xuất hiện ung thư dạ dày đối với sử dụng PVI. Và nếu trên 1.000 bệnh nhân chúng ta sử dụng trên 10 năm đó, thì sẽ xuất hiện một bệnh nhân bị ung thư dạ dày. Không dừng ở đó thì trong cái dữ liệu này nó cũng ghi nhận được cái tỷ lệ nguy cơ ung thư đại tràng liên quan đến PVI mà chúng ta sử dụng. Thì cái kết cục của nghiên cứu này nó cũng cho ra chúng ta thấy rằng đối với những bệnh nhân mà sử dụng PVI mà kéo dài đó, nó sẽ tăng cái nguy cơ ung thư đại tràng, nó liên quan đến vấn đề thay đổi cái vi khuẩn trí ở đường tiêu hóa của chúng ta. Và cái nguy cơ 5 năm là trên 5.000 bệnh nhân chúng ta sẽ bị một bệnh nhân, và trên 10 năm là khoảng 800 bệnh nhân chúng ta sẽ có một. Những cái lo lắng như vậy chúng ta thấy rõ ràng là tổng kết lại đối với PVI, nếu chúng ta sử dụng một cách lâu dài không đúng theo chỉ định, theo khuyến cáo đó, thì rõ ràng cái nguy cơ nó có đó. Tuy nhiên trong những cái phân tích gần đây chúng ta thấy rằng cái bằng chứng của các nguy cơ, bằng chứng của các nghiên cứu này đó là những cái nghiên cứu quan sát và cái tỷ lệ bằng chứng nó thấp hoặc là rất thấp. Do vậy là chúng ta cũng không cần quá quan ngại. Tuy nhiên chúng ta nhấn mạnh trong những nghiên cứu này là gì? Đó là những cái bệnh nhân mà có nguy cơ, những bệnh nhân nguy cơ cao thì chúng ta cần phải lưu ý xem xét cái việc sử dụng PVI của chúng ta. Vậy thì đối với Hội tiêu hóa Mỹ đó, người ta đưa ra cái khuyến cáo khi nào chúng ta sử dụng PVI kéo dài cho bệnh nhân là đúng. Thì trong cái khuyến cáo này chúng ta thấy rằng nó có 3 cái nhóm bệnh lý mà chúng ta có thể sử dụng PVI kéo dài. Thứ nhất đó là những cái trường hợp mà bệnh nhân có gợt, mà có viêm thực quản trào ngược, mà có biến chứng, thì cái việc sử dụng PVI kéo dài của chúng ta là hợp lý với bằng chứng là ở mức độ trung bình và cao. Cái nhóm thứ hai đó là những cái trường hợp bệnh nhân mà có biến chứng gợt, mà có biến chứng Barrett thực quản đó, thì chúng ta có chỉ định điều trị PVI kéo dài. Còn đối với nhóm bệnh nhân mà Barrett mà không có triệu chứng trào ngược đi kèm đó, thì cái bằng chứng nó rất là thấp. Do đó nếu mà tính là hiện tại trong những cái dữ liệu tại Việt Nam hiện nay của chúng ta đó, thì cái tỷ lệ bệnh nhân mà Barrett đó, gọi là nguy cơ cao đó, gần như là rất là ít, và cái tỷ lệ chuyển hóa thành ung thư từ Barrett tại Việt Nam cũng chưa ghi nhận. Do đó cái việc mà chúng ta thấy một bệnh nhân có Barrett mà không kèm theo triệu chứng của trào ngược, và cái Barrett đó chỉ là nguy cơ thấp, thì chúng ta không cần phải điều trị PVI kéo dài.
Và một cái chỉ định thứ ba rất là quan trọng để chúng ta sử dụng một cái PPI kéo dài, đó là những cái trường hợp mà bệnh nhân có nguy cơ tiêu hóa cao mà phải cần phải dùng cái thuốc kháng kết tập NSAID kéo dài đó, thì chúng ta có cái bằng chứng rất là cao cho việc sử dụng PPI lâu dài. Như vậy thì khi sử dụng bệnh nhân như vậy, PPI như vậy đó, thì chúng ta phải cân nhắc, chúng ta đánh giá, chúng ta giảm liều cho bệnh nhân đó. Vậy thì cái cách giảm liều như thế nào và cách dùng như thế nào là hiệu quả cho bệnh nhân của chúng ta nếu mà bắt buộc bệnh nhân phải sử dụng kéo dài. Thì đây là một cái hướng dẫn chúng ta có thể đánh giá để chúng ta từng bước chúng ta giảm liều PPI cho bệnh nhân. Thì nó có 5 bước chúng ta cần phải đánh giá. Thứ nhất, chúng ta xem xét lại cái chỉ định, cái điều trị hiệu quả của bệnh nhân này đối với ai là như thế nào. Bước thứ hai là chúng ta đánh giá về cái lợi ích và cái bất lợi nếu chúng ta sử dụng kéo dài cho bệnh nhân. Bước thứ ba là chúng ta coi cái nhu cầu của bệnh nhân và cái ước muốn của bệnh nhân trong cái điều trị này là gì. Bệnh nhân tiếp tục dùng thuốc hay là mình dùng một cái phương pháp khác, ví dụ như cần phải phẫu thuật. Bước thứ tư là chúng ta sẽ chọn một cái liệu trình để giảm liều cho bệnh nhân, hoặc ta ngưng liền, hoặc chúng ta điều trị theo nhu cầu, hoặc là chúng ta điều trị từng đợt cho bệnh nhân khi mà có triệu chứng. Và điểm thứ tư, thứ năm rất là quan trọng là luôn luôn chúng ta phải đánh giá lại và chúng ta coi cái chỉ định đó có cần phải tiếp tục PPI hay không. Thì nó có ba cái chiến lược ở đây chúng ta thấy, so sánh những cái nghiên cứu dữ liệu chúng ta thấy được. Thứ nhất là chúng ta giảm liều từ từ cho bệnh nhân, thì cái tỷ lệ khi mà chúng ta không có giảm ngăn ngứt bỏ liền cái PPI đó, nó giảm liều từ từ đó, thì chúng ta thấy cái hiệu quả thành công nó cũng khá là tốt, là 76 đến 79.5%. Tuy nhiên ở cái nhóm mà chúng ta ngưng ngay á, chúng ta dùng PPI vẫn cho ngưng ngay cho bệnh nhân đó, thì cái tỷ lệ thành công á, nó chỉ có khoảng ngưng hoàn toàn chỉ khoảng 27% mà thôi. Do đó những cái tình huống như vậy chúng ta khuyến cáo là nên giảm liều từ từ và đánh giá triệu chứng của bệnh nhân. Và nếu chúng ta sử dụng theo cái phương án là chúng ta dùng theo cái nhu cầu của bệnh nhân đó, thì cái tỷ lệ thành công cũng khá là tốt, là từ 4.6 đến 92% so với những cái bệnh nhân này. Như vậy rõ ràng chúng ta có cái chiến lược để chúng ta giảm liều từ từ và đánh giá lại cái hiệu quả điều trị của chúng ta. Đây là một cái hướng dẫn tổng hợp lại khi chúng ta sử dụng PPI cho bệnh nhân. Vậy thì khi nào chúng ta là điều trị lựa chọn tốt cho bệnh nhân và khi nào là phù hợp với bệnh nhân. Thì nếu như chúng ta thấy là bệnh nhân này không có trong những chỉ định sử dụng PPI thì chúng ta nên ngưng liền PPI. Và chúng ta có thể sử dụng những cái nhóm thuốc khác ngắn ngày giúp ích để giảm thiểu triệu chứng cho bệnh nhân. Còn nếu như trường hợp mà bệnh nhân đang sử dụng mà chúng ta không rõ là cái chỉ định trước đó bệnh nhân dùng là gì, hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nhân bị viêm thực quản trào ngược mà mức độ nhẹ đến trung bình á, chúng ta sau khi thời gian điều trị 4 đến 8 tuần thì chúng ta xem lại chúng ta có thể dùng liều thấp hơn và ngưng, không cần phải điều trị kéo dài. Hoặc là những cái trường hợp chúng ta thấy có chỉ định điều trị PPI và chúng ta cần phải lưu ý xem xét lại cái thời gian điều trị bệnh nhân đủ chưa. Nếu bệnh nhân điều trị đủ và bệnh nhân đáp ứng triệu chứng thì chúng ta nên ngừng PPI. Và chỉ xem xét điều trị kéo dài trong những trường hợp mà như nãy tôi đề cập ở trên thì chúng ta sẽ tiếp tục PPI cho bệnh nhân. Một cái lưu ý là chúng ta tiếp tục PPI nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý và giảm liều, tức là sử dụng cái liều thấp nhất có hiệu quả cho bệnh nhân, và luôn luôn chúng ta phải đánh giá lại thường quyền thường niên cái triệu chứng cũng như cái lợi ích và những cái bất lợi bệnh nhân có thể có trong quá trình sử dụng PPI kéo dài. Đây là một cái khuyến cáo của Hội Tiêu hóa Mỹ về vấn đề sử dụng PPI. Và một cái điểm quan trọng ta nhấn mạnh đầu tiên đó là luôn luôn đánh giá cái chỉ định và vấn đề chúng ta sử dụng PPI có hợp lý trên bệnh nhân hay không. Và tiếp theo người ta khuyến cáo là chúng ta không cần phải bổ sung những cái probiotic, không cần phải bổ sung canxi, B12 hoặc là magie, cũng không cần phải đánh giá mật độ xương, nồng độ creatinine máu, magie hoặc B12 một cách thường quy trên những bệnh nhân mà sử dụng PPI kéo dài. Như vậy, kính thưa quý vị thầy cô và quý đồng nghiệp, kết luận lại bài trình bày hôm nay, xin lưu ý quý đồng nghiệp có ba cái ý. Thứ nhất là việc lựa chọn PPI chúng ta nên lưu ý lựa chọn theo cái đặc điểm chuyển hóa của từng nhóm thuốc với nhau, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có sử dụng nhiều loại thuốc và có nguy cơ tương tác thuốc giữa cái PPI. Thứ hai là chúng ta phải nhớ cái chỉ định, tuân thủ theo chỉ định PPI khi nào ngắn hạn và khi nào chúng ta cần phải dài hạn. Và thứ ba rất là quan trọng là xem xét đánh giá thường xuyên cái nhu cầu sử dụng PPI của bệnh nhân. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và quý thầy đồng nghiệp. Xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đình Quang đã cho chúng ta cái tổng hợp về cái sử dụng PPI. Và như vậy thì chúng ta đã xong cái phần báo cáo của buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ sang phần thảo luận thì chúng tôi rất mong
được thảo luận của các vị ngồi ở đây cũng như các bạn mà đang theo dõi trên online. Thì tôi vừa mới ra tôi kiểm tra bên cái online thì chúng ta gần 100 bác sĩ hiện nay đã đang xem trên vấn đề trực tuyến. Và chúng tôi khi mà có vấn đề và các bác sĩ trên trực tuyến đặt câu hỏi thì các bác sĩ ngồi ở đây chúng ta vui lòng nhường lại những cái câu hỏi đó cho các bác sĩ mà đang theo dõi trực tuyến. Sau khi các bác sĩ trực tuyến chúng tôi trả lời rồi thì sẽ đến phần của các bác sĩ ở đây. Cái đấy là nói trước, không ai lại bảo lấy ưu tiên người này ưu tiên người kia. Và như vậy chúng tôi rất cảm ơn các bác sĩ đã có những cái buổi họp mặt ngày hôm nay và có những cái yêu những cái đóng góp của buổi ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời ba báo cáo viên lên trên bàn để chúng ta giao lưu trực tiếp với các anh các chị, các bạn đồng nghiệp của chúng ta hôm nay ngồi đây cũng như các bạn mà được theo dõi trong chương trình trực tuyến. Mời phó giáo sư tiến sĩ Ánh Tường, phó giáo sư tiến sĩ Quách Trọng Đức và bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đình Quang lên trên bàn để chúng ta tiếp xúc với các anh các chị ở đây. Xin mời các nhân viên của công ty Isai sẽ giúp chúng tôi trong những cái vấn đề về câu hỏi. Thế có một câu hỏi mà hiện nay là quý thầy cô cho mình hỏi thuốc chống co thắt nào tương đối an toàn cho trên bệnh phụ nữ mang thai. Cảm ơn. Thì câu thứ hai là xin cô chia sẻ cho em kinh nghiệm điều trị gợt ngoài thực quản ở những bệnh nhân hôi miệng do trào ngược ạ. Thế thì cô này thì chắc là cô Khánh Tường rồi. Thế thì có lẽ là câu này chắc là cô Khánh Tường tổng hợp cả cái trả lời luôn. Cảm ơn. Dạ cảm ơn câu hỏi của bạn. Đầu tiên thì thuốc chống co thắt. Ở đây bạn muốn nói đến cái thuốc mà chống co thắt cơ trơn ở đường tiêu hóa dưới phải không ạ? Chắc là vậy đó. Nó không dính tới cái chuyên đề ngày hôm nay nhưng mình chia sẻ luôn. Thì đôi khi mình cũng có thể cho, đặc biệt là những bệnh nhân mà có thai, thường là nó hay rối loạn về tâm lý, nó có thể có IBS. Thì thường những cái thuốc cổ điển, những cái thuốc mà có nghiên cứu nhiều thì mình sẽ xài chủ yếu hai nhóm thôi, là nhóm Buscopan và Spasmaverin. Thì cái này mình xin ý kiến thêm các thầy cô, nhưng mà thông thường là mình hay cho những cái men nhiều hơn là những cái thuốc tùy vào cái thai kỳ, là thai kỳ thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Còn cái kế tiếp là kinh nghiệm điều trị gợt ngoài thực quản. Bệnh nhân hôi miệng nó có ba cái nguyên nhân chính, mình chỉ nhớ nha. Đầu tiên là răng miệng. Cái răng miệng là quan trọng nhất, nhiều lúc nha chu hay là răng miệng, vệ sinh răng miệng không tốt là cái đầu tiên. Cái thứ hai là bệnh lý dạ dày thực quản là cái thứ hai. Và cái thứ ba là cái vùng xoang á mấy chị, viêm xoang, viêm gì á, là ba cái nguyên nhân gây hôi miệng thường gặp nhất luôn. Thì là đối với những cái trào ngược gợt thôi, không phải ngoài thực quản đâu, cái gợt không hoặc là LPA nó lên nó vẫn có thể gây hôi miệng. Và đôi khi mình sẽ có cái lưỡi nó hay đóng bẩn trắng. Có nhiều bệnh nhân nói, ủa sao bác sĩ tôi vệ sinh tốt, đánh răng cạo lưỡi suốt ngày mà có cái bẩn trắng, thì có thể là do trào ngược. Thì vấn đề điều trị trào ngược hồi nãy mình có trình bày với anh chị rồi, đa số là trào ngược do axit, thì mình khởi đầu vẫn là PPI. Thì đối với những triệu chứng mà trào ngược, mà lên trào ngược thanh quản họng, tức là lên tới đây rồi á, thì điều trị mình thường là 2 lần một ngày, PPI sáng chiều trước bữa ăn, 2 lần một ngày, và cái thời gian nó phải dài hơn chút xíu, từ 8 đến 12 tuần. Một cái hôi miệng nữa mà mình thấy bài không có nhiều tài liệu lắm, nhưng mà có một số tài liệu nói đó là cái nhiễm Helicobacter pylori nha. Có một số bệnh nhân sau khi mình diệt trừ Helicobacter pylori xong á thì nó lại hết hôi miệng luôn.
Thành ra dạo này mình điều trị thì bên cạnh cái gợt, nhiều lúc họ không có cái triệu chứng rõ ràng, nhưng mà mình thử Espalorin, nếu mà có triệu chứng hôi miệng thì nó cũng là một cái gián tiếp cho thấy bệnh nhân này có thể là có cái trào ngược, nhưng mà nó gọi là silent gợt, nó không có cái triệu chứng điển hình. Thì ngoài ra mình chỉ phối hợp nhiều lắm, bệnh nhân này nó trào lên trên đúng không ạ, thì nó mình hay phối hợp thêm là cái prokinetic cho tăng co bóp dạ dày, nó tống xuống dưới, thay vì nó tống lên trên cái hơi á thì nó tống xuống dưới, mình xài thêm prokinetic và đặc biệt là antacid sau khi ăn thì nó sẽ bớt hôi rất là nhiều. Nó trung hòa axit nó sẽ bớt hôi rất là nhiều. Để xin hết ạ. Câu hỏi này xin mời bác sĩ Đức trả lời. Cái phác đồ 4 thuốc chú Bismuth điều trị, các bạn hỏi là liều và thời gian khác nhau ở nhiều bác sĩ. Như vậy thì kinh nghiệm như thế nào? Thì thực sự ra thì là mình sẽ phải theo khuyến cáo thôi. Tức là cái thời gian thì thôi không bàn gì nữa. Tức là mình thấy ngay cả trong cái dữ liệu của Việt Nam của mình đó, cái nào mình sử dụng 14 ngày thì gần như nó ổn định trong suốt từ 2010 đến 2018, 2019. Cái nào mà chúng ta sử dụng 10 ngày thì cái dữ liệu của Việt Nam cũng như ở nước ngoài nó cũng thấp hơn. Tức là khoảng 90% trở lại thôi. Có một số những cái điểm khác biệt tí xíu, tức là liên quan đến cái liều metronidazole. Thì một cái điểm chắc chắn rằng là nếu chúng ta sử dụng cái liều metronidazole mà chúng ta sử dụng trong phác đồ này mà chỉ là 500mg nhân 2 là chắc chắn là nó ảnh hưởng trên cái hiệu quả tiệt trừ. Cái liều tối thiểu nó cũng phải là 1.500. Phần lớn các đồng nghiệp của mình là sử dụng liều 1.500. Còn 2g đó, tức là 2.000, thực sự nó cao và nó tăng cái tác dụng phụ rất là nhiều. Và các cái dữ liệu trong nước á, thì các cái nghiên cứu, kể cả nghiên cứu của cô Khánh Tường, nghiên cứu của các đồng nghiệp làm ở phía Bắc, thì cho thấy rằng chúng ta sử dụng cái liều 1.500 thì cái hiệu quả nó rất là tốt, nó khoảng là 90-95%. Thì ra theo cái quan điểm của chúng tôi thì dựa trên những cái dữ liệu như vậy thì mình vẫn có thể chấp nhận cái chuyện đó. Có một cái điểm khác nữa là vấn đề liên quan đến cái liều Bismuth. Thì cái này có lẽ là mình sẽ thấy là một cái sự phân tán lớn nhất. Tức là các cái trên thực tế thì chúng ta thấy sử dụng cái liều khác nhau, nhưng mà theo cái khuyến cáo mình thấy đó, người ta sử dụng là subsilat với lại subsitrat thì khoảng 300mg 4 lần, subsalicilat 120 nhân 4 lần. Và các cái nghiên cứu trong nước thì nếu mà chúng ta dựa trên cái số liệu như vậy thì cái kết quả nó đáng tin cậy. Còn trong một số những cái trường hợp khác, một số những cái nghiên cứu gốc, kể cả một số cái làm tại Đa Khoa Đồng Nai, một số cái làm ở Huế, thì dựa trên một số những cái liều nó hơi khác biệt một chút, nhưng mà người ta cũng đạt được cái tỷ lệ cao. Tuy nhiên thì nếu mình nhìn chung về một cái chuyện gọi là mình cho một cái kết quả ổn định á, thì mình nên theo những cái phần mà khuyến cáo nhiều nhất. Trong đó thì chúng tôi nhấn mạnh là quan trọng nhất là cái liều metronidazole, thì nó có một cái sự khác biệt rất là rõ. Nếu chúng ta sử dụng cái liều thấp, tức là 1.000mg, thì cái hiệu quả nó giảm đi rất là nhiều. Cái câu tiếp theo thì mời Quang. Mời bác sĩ Quang trả lời cái câu PPI. Ở đây xin có một cái đồng nghiệp có câu hỏi là về cái PPI nào có thể sử dụng cho thai phụ. Thì thực ra đối với những cái loại PPI hiện nay á, thì người ta vẫn đối với thai phụ thì thực như hầu như là những cái thuốc mà gọi là thử nghiệm cho thai phụ, còn như chúng ta không có những cái thử nghiệm gọi là trực tiếp cho những cái bệnh nhân này vì lý do là ý đức. Nhưng mà những cái bằng chứng thì người ta thấy những cái nhóm PPI hầu như nó sẽ thuộc vào cái nhóm phân loại B. Tuy nhiên trong những cái nhóm này đó thì người ta lưu ý là có nhóm Omeprazole thì nó có thể là nhóm phân loại C. Thì vậy chúng ta có thể mặc dù về cái tính an toàn thì người ta thấy PPI vẫn có thể sử dụng thai phụ. Tuy nhiên chúng ta lưu ý là đối với Omeprazole thì chúng ta cẩn trọng. Và cái câu hỏi này có thể là nó sẽ có liên quan đến cái phần trình bày của phó Hiếu Tường, tức là những trường hợp bệnh nhân mà gợt mà có thai phụ đó, thì xin ý kiến của phó sư Trường thêm những vấn đề này. Mình có ý kiến về hai câu luôn. Cái câu đầu tiên là cái phác đồ 4 thuốc có Bismuth thì mình làm nghiên cứu khá là nhiều, và sắp tới mình cũng sẽ có một cái seminar liên quan là các vấn đề liên quan đến diệt trừ Helicobacter pylori, giống như bài gợt sáng nay vậy đó, mình sẽ nói chi tiết. Còn tiên phác đồ 4 thuốc có Bismuth, mình chỉ nhớ những cái điều sau ha. Cái thứ nhất là PPI mình biết rồi. Cái thứ hai là Bismuth. Bismuth là 4 lần một ngày, anh chị nha, không tự động giảm xuống 2 lần một ngày. Cái phác đồ đó có đặc điểm, các phác đồ khác có thể 2 lần một ngày, nhưng Bismuth phải 4 lần vào uống trước ăn. Bismuth uống trước ăn là hiệu quả nhất. Rồi, Bismuth có thể xài Trimo, có thể Insus F, có thể xài
đủ thứ loại nhưng mà phải 4 lần một ngày. Thứ hai metro, đa số toa đều không đúng, metro 2 lần một ngày là không đúng, metro phải 3 lần một ngày, 500 nhân 3 là tối thiểu. Tetra 4 lần một ngày, tetra tất cả kháng sinh đều phải uống ngay sau khi ăn. Tetra 4 lần một ngày trong 14 ngày. Mấy chị nhớ phát đồ này cực kỳ phức tạp, 2 lần, 3 lần, 4 lần, đúng không ạ? Thành ra mấy chị nhớ đối với phát đồ dược HP mình phải phủ 24 tiếng. Mình có dùng cục tất cả thuốc uống trong vòng có 8 tiếng, 12 tiếng là không có hiệu quả đâu. Tại sao phát đồ, tại sao mình xài phát đồ hai thuốc liều cao mình hiệu quả rất là cao như thế giới? Vì mình biết cách để mình hướng dẫn uống để phủ thuốc luôn 24 tiếng. 4 tiếng thì phải cách nhau ít nhất 5 tiếng. 3 lần thì sáng chiều tối cách nhau ít nhất 7-8 tiếng. 2 lần là cách nhau 12 tiếng. Và uống trước sau ăn cực kỳ quan trọng. Và bắt buộc các hai những cái bữa thức ăn mà uống có PPI phải có chất đạm. Mấy chị nhớ, tetra mấy chị sử dụng 500mg 1 x 4 nhưng phải ghi chú cách nhau, như thậm chí vẽ luôn cái biểu đồ cho bệnh nhân biết thời điểm nào uống thuốc thì hiệu quả lên đến chắc chắn luôn. Phát đồ này mình chưa bao giờ thất bại hết, mình chắc chắn vậy luôn. Mình điều trị rất rất là nhiều bệnh nhân H. pylori nhưng thất bại cho tới điểm này trên mấy ngàn bệnh nhân chỉ có 1-2 bệnh nhân thôi. Nhưng một cái quan trọng nhất là tác dụng phụ kinh khủng. Tác dụng phụ kinh khủng, làm sao để giảm tác dụng phụ, đó là một nghệ thuật luôn. Mình sẽ chia sẻ sau cái phần này. Còn với đối thai phụ, đối đặc biệt thai phụ, mình chỉ nhớ hàng đầu điều trị GERD là thay đổi lối sống. Luôn luôn thai phụ, kế tiếp là sulfaphat, antacid và anginat. Ba thằng này hoàn toàn an toàn trên thai phụ và phụ nữ có thai và cho con bú luôn. Kế tiếp nữa, nếu không thành công thì mình mới xem xét tới ức chế thụ thể H2. Và cho tới thời điểm này, PPI vẫn chưa được khuyến cáo cho thai phụ. Trừ trường hợp người ta thấy giữa lợi và hại của nó, bệnh nhân nặng nề quá thì mới sử dụng thôi. Ở đây mặc dù omeprazole là class C, nhưng nó là thuốc được nghiên cứu nhiều nhất trên phụ nữ có thai. Và trong một số expert họ khuyến cáo là gì? Đối với PPI, mặc dù tất cả là class B, omeprazole là class C, nhưng nếu sử dụng vẫn chọn omeprazole. Cái đó là hạn. Mình ít khi sử dụng lắm, hầu như là mình ít khi sử dụng tới cái PPI cho phụ nữ có thai lắm. Mình hướng dẫn bệnh nhân chế độ ăn, chế độ ngủ, chế độ như thế nào, kèm theo những cái thuốc là mình nếu sử dụng đúng thì hầu như là bệnh nhân không cần phải sử dụng tới PPI đâu ạ. Để xin hết. Dạ, quý đồng nghiệp có gửi một cái câu hỏi nó liên quan đến cái sử dụng PPI, thì cái câu hỏi là có nên sử dụng PPI kéo dài để chống tác dụng phụ của aspirin trong điều trị tăng ngưng tập tiểu cầu không? Thì ở cái câu hỏi này không rõ lắm cái câu hỏi của doanh nghiệp, nhưng ở đây nó có cái ý là thứ nhất là có thể sử dụng PPI kéo dài để chống tác dụng phụ của aspirin không. Thì hiện nay á, quý đồng nghiệp sẽ thấy là đối với cái chỉ định PPI mà sử dụng kéo dài ở những bệnh nhân sử dụng cái NSAID á, thì thật ra aspirin là một trong những cái nhóm của NSAID mà xếp loại vào đó. Do đó là những cái trường hợp nào chúng ta sử dụng PPI kéo dài kết hợp với aspirin thì người ta khuyến cáo là những cái bệnh nhân mà có cái nguy cơ tiêu hóa cao. Thì thứ hai, cái ý thứ hai là đối với những bệnh nhân mà sử dụng cái aspirin hoặc là cái NSAID kéo dài đó, thì để ngăn ngừa cái tác dụng phụ kéo dài thì có một cái ý rất là quan trọng ở đây, tức là chúng ta cần phải tìm về việc Helicobacter pylori trước khi mà chúng ta quyết định sử dụng cái PPI kéo dài cho bệnh nhân này. Và một cái ý thứ ba nữa là trong một cái nghiên cứu đánh giá về sử dụng cái ngăn ngừa cái tác dụng phụ của cái nhóm NSAID đó, thì chúng ta thấy rằng ở những cái bệnh nhân mà có nguy cơ thấp về tiêu hóa đó, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái nhóm gọi là bảo vệ niêm mạc để ngăn ngừa cái tác dụng phụ của cái nhóm aspirin cũng như NSAID trên những cái bệnh nhân này thay vì chúng ta sử dụng PPI kéo dài. Mình cũng đọc rất là nhiều về PPI thì mình cho các bạn có là có một cái guideline hướng dẫn luôn là sử dụng PPI trên bệnh nhân sử dụng NSAID kéo dài để phòng ngừa các biến chứng do NSAID nó gây ra. Thì là nó chia ra là rất là rõ. Đối với là cái nguy cơ, mình có hai cái nguy cơ cực kỳ quan trọng là nguy cơ tiêu hóa và nguy cơ tim mạch. Nguy cơ tim mạch là những cái trường hợp mà mình sử dụng NSAID mà cái nhóm mà ví dụ celecoxib hay vân vân á, nhóm mà nó cái nhóm đó gọi là gì chọn lọc cấp 2 á, thì nó tăng nguy cơ tim mạch. Do đó nhóm mà có nguy cơ tim mạch cao á, thì bạn không có sử dụng celecoxib mà bạn có thể là bạn phải sử dụng những cái nhóm thuốc mà chọn lọc bên tim mạch á, thì lúc đó bạn phải bắt buộc phải sử dụng PPI. Còn cái nhóm mà nguy cơ tim mạch thấp á, thì mình đánh giá tới cái nguy cơ của tiêu hóa. Nếu nguy cơ tiêu hóa cao, như thế nào là cao, là có tiền căn xuất huyết tiêu hóa ha, thì là nguy cơ cao. Còn những nguy cơ gọi là nguy cơ không có nguy cơ
nguy cơ thấp và nguy cơ trung bình. Thì nguy cơ trung bình anh chị nhớ là nó có những cái nguy cơ, ví dụ như là bệnh nhân trên 65 tuổi này là có nguy cơ rồi. Thứ hai là sử dụng đồng thời với corticoid, tức là ngoài NSAID có thêm corticoid. Thứ ba là bệnh nhân có cái tiền căn về đường loét dạ dày tá tràng ha, thì những bệnh nhân có những nguy cơ đó thì mình sử dụng phòng ngừa PPI. Còn không có nguy cơ thì thôi, không có nguy cơ tiêu hóa thì thôi, mình không có phải sử dụng phòng ngừa gì hết. Còn trong cái phòng ngừa đó chỉ có hai thứ thuốc hiện nay hướng dẫn được cho phép, đó là PPI và thứ hai là Cytotec, tức là cái tích tiết prostaglandin 2. Thì cái Cytotec liều của nó phải đến 800 mg, cái tác dụng phụ của nó khá là nhiều, thường nó đau, nó co bóp. Bây giờ nó được xem là cái thuốc phá thai non á, thành ra không có ai sử dụng cái đó kéo dài hết trơn á nha. Thành ra mấy bạn nếu mà phải sử dụng thì sử dụng PPI vượt trội hơn hẳn so với ức chế thụ thể H2, cả về các biến cố loét. Từ khi mà loét mà nó chảy máu thường nó không có đau đâu, nếu mà sử dụng trên bệnh nhân NSAID nó không có đau, nó có thể vô chảy máu là triệu chứng đầu tiên, vượt trội hơn. Và hồi xưa họ sợ sử dụng cái PPI á, thì trên bệnh nhân mà phòng ngừa loét cho stress á, thì nó sẽ tăng cái nguy cơ nhiễm trùng viêm phổi trong bệnh viện hoặc viêm phổi cộng đồng. Thì bây giờ cái chứng cứ mới nhất họ tổng hợp hết rồi, họ thấy không có nguy cơ, thành ra mình vẫn an tâm sử dụng PPI để phòng ngừa. Dạ xin hết. Tôi xin bổ sung cái này, tức là khi mà người ta dùng aspirin á, thì thường là trên tim mạch người ta thường phối hợp với lại clopidogrel trong cái giai đoạn mà người ta đặt cái stent hoặc là mổ các bệnh lý can thiệp về van tim. Thì khi đó thì người ta mới dùng hai thứ, và khi mà người ta dừng thì người ta thường là dừng cái aspirin và người ta kéo dài cái clopidogrel. Và cái clopidogrel tức là cái Plavix đó thì nó ít tác dụng lên cái dạ dày so với cái aspirin rất nhiều. Vì vậy cho nên nếu phải lựa chọn chống ngưng tập tiểu cầu mà đã qua cái giai đoạn mà phải sử dụng hai thứ rồi đó, thì chúng ta không nên sử dụng aspirin nếu mà chúng ta lo ngại, và chúng ta có thể dùng clopidogrel đơn độc. Thì cái đấy là khuyến cáo của bên tim mạch người ta dùng. Và cái thứ hai đó là trong các cái hội nghị tiêu hóa mà của thế giới vừa rồi người ta công bố đó, là cái clopidogrel rất ít tương tác với PPI. Và như vậy nếu anh các chị mà sợ đó thì có thể người ta cho uống song hành cả clopidogrel lẫn cái PPI được. Nhưng mà chúng ta chỉ có một cái là chúng ta lưu ý là cái clopidogrel chúng ta sẽ tách ra để người ta sợ về cái chuyện chuyển hóa của cái xít AC19. Tại vì cả hai thuốc đều được chuyển hóa qua gan, đi qua cái hệ thống cytochrome P450, tức là qua xít AC19. Thì người ta nói là nếu chúng ta mới sử dụng thì PPI thường được khuyến cáo là xài buổi sáng và trước ăn. Còn là cái clopidogrel chúng ta được xài song hành, nhưng chúng ta xài sau ăn và có thể là xài vào buổi trưa hoặc buổi chiều. Và như vậy người ta khuyến cáo an toàn là tách hai cái thuốc đó ra và cách nhau trên 4 tiếng thì hoàn toàn là an toàn với bệnh nhân. Và người ta thấy rằng cái đó là người ta khuyên về mặt tim mạch và tiêu hóa, nhưng người ta chứng minh rằng là có thể dùng bất cứ một PPI nào phòng ngừa cho bệnh nhân khi bệnh nhân có dùng clopidogrel. Và khi mà có thể ngưng được aspirin thì chúng ta nên ngưng ngay, và chúng ta nên đừng sử dụng cái aspirin hay clopidogrel trong quá trình điều trị lâu dài. Đó là cái khuyến cáo của tim mạch. Có một cái ý cũng quan trọng liên quan tới cái phần cô Miên mới nói và bác sĩ Quang và bác giáo sư Tường mới nói. Thì chúng ta nói về cái nguy cơ tiêu hóa mà quý đồng nghiệp muốn phòng ngừa khi sử dụng aspirin đó, là chúng ta nói là nguy cơ tiêu hóa là xuất huyết tiêu hóa trên đó, tổn thương tiêu hóa trên. Nhưng mà một cái vấn đề rất là thực tế hiện tại đó, một trong những cái chuyện khó khăn mà các đơn vị tiêu hóa bây giờ đang than trời luôn á, là cái xuất huyết tiêu hóa dưới cái tần suất nó đang càng ngày càng tăng lên. Và họ thấy một cái chuyện quan trọng là nếu mà chúng ta sử dụng một cách đồng loạt, mà chúng ta sử dụng PPI, sử dụng NSAID hoặc aspirin á, thì cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa trên nó giảm đi, nhưng mà xuất huyết tiêu hóa dưới nguy cơ nó tăng lên. Bởi vì mình biết là NSAID và aspirin nó tác động là trên toàn ống tiêu hóa, không phải tiêu hóa trên không. Thêm cái nữa là mình sử dụng PPI thì nó dẫn đến một cái tình trạng loạn khuẩn ruột. Và đối với ruột non và đại tràng đó, thì cái hệ vi sinh đường ruột rất là quan trọng, đóng vai trò là yếu tố bảo vệ niêm mạc cho cái đường tiêu hóa dưới. Thành ra khi mình bổ sung mà không đúng chỉ định, giống như cái phần vừa rồi các thầy cô
chia sẻ đó thì nó sẽ làm cho mất cân bằng và nó tầm tăng cái tải đường tiêu hóa dưới. Và cũng nhân tiện cũng nói luôn, xin ý kiến cô Miên nói luôn, tức là tháng 9 thì cô sẽ tổ chức một cái hội thảo liên quan đến probiotic và các cái vấn đề liên quan. Thì ở đây có một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề tiệt trừ HP. Đó là các bạn hỏi là, các đồng nghiệp hỏi là có bao nhiêu đợt, sau bao nhiêu đợt điều trị HP thì ta nên cấy và làm kháng sinh đồ HP kháng thuốc. Thì cái điểm quan trọng nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là vấn đề không chỉ là bao nhiêu đợt mà là điều trị với cái gì. Cái đợt đó chúng ta điều trị với cái gì. Một cái điểm rất là quan trọng mà thường gặp trên thực hành lâm sàng đó là chúng ta có khi có một bệnh nhân mà tới rất là ngạc nhiên, chúng ta thấy cứ một bệnh nhân vậy mà cứ điều trị đi điều trị lại với một cái phác đồ lặp lại rất là nhiều lần, thì cái lý giải cũng không rõ, nhưng có thể các đồng nghiệp trước đó đó vì do cái áp lực công việc hoặc là bận rộn gì đó mình chưa hỏi bệnh nhân về những cái phác đồ trước đó người ta đã điều trị cái gì rồi, và khi mình lặp trở lại thì mình lặp y chang cái phác đồ trước và nó nhiều lần, nhưng mà rốt cuộc là hóa ra thì chỉ có một cái phác đồ mà thôi, mà thường nhất là phác đồ bộ ba hoặc là sử dụng kích. Thành ra cái điểm quan trọng chúng tôi nghĩ đây không phải điều trị cấp cứu, điểm quan trọng nhất là nếu mình hỏi là bệnh nhân đã có tiền sử tiệt trừ HP rồi, mình nên hỏi coi như là người ta đã điều trị bằng cái gì. Nếu người ta không nhớ mà người ta còn quyển sổ ở nhà, chắc có lẽ thôi mình chậm chút để chờ coi thử đó là cái thuốc gì, thì mình sẽ quyết định cái phác đồ tiếp theo nó tốt hơn. Và theo cái phần chia sẻ thì quý vị đồng nghiệp thấy rằng là điểm quan trọng nhất là nếu như điều trị nhiều lần, 2 lần hoặc 3 lần nhưng chưa bao giờ điều trị phác đồ 4 thuốc Cubismith một cách bài bản thì chúng ta có thể sẽ quyết định điều trị bằng phác đồ đó luôn, bởi vì cái chứng cứ tại chỗ cho thấy rằng là cái vấn đề khi chúng ta nuôi cấy dựa trên kháng sinh đồ thì cái hiệu quả kể cả về chi phí lẫn hiệu quả điều trị nó không tốt hơn so với phác đồ đó. Còn nếu mà chúng ta đã điều trị 2 phác đồ hoặc là hơn 2 phác đồ, trong đó có cả 2 phác đồ mà chúng ta bàn đó là phác đồ 4 thuốc Cubismith, phác đồ bộ 3 chứa levofloxacin, amox và bismuth, thì trong trường hợp đó thì chúng ta không có một cái dữ liệu tại chỗ để khuyến cáo cho chuyện đó, và theo cái khuyến cáo của thế giới cũng như là cái chứng cứ tại chỗ chúng ta chưa có, thì đó là những cái trường hợp rất là cần thiết trong vấn đề nuôi cấy kháng sinh đồ để chúng ta quyết định điều trị. Có một câu hỏi liên quan HP mà là hỏi trực tiếp mình thì thôi để mình trả lời luôn. Tuy nhiên á, mấy bạn để ý vậy nè, cái phác đồ 4 thuốc có bismuth á, mình nhớ nha, đối với hướng dẫn của Canada nó vẫn cho phép lặp lại nếu trước đó mình điều trị không có đúng. Không có đúng có nghĩa là gì? Liều không đúng, thời gian không đúng, và đặc biệt là cái thuốc không phải là chính hãng nha mấy anh chị. Rất nhiều trường hợp thử 4 thuốc rồi tới với mình trị lại vẫn thành công. PBI chính hãng ha, tất cả những cái thuốc, ví dụ ở đây sẵn nói luôn, mấy bạn hỏi là giữa tinidazole với metronidazole thì mình có giảm bớt tác dụng phụ khi sử dụng tini không? Tini cũng phải 500 nhân 3. Mà hiện nay hàng tinidazole không có hàng chính hãng. Hồi xưa mình có cái flagentin á, bây giờ kiếm rất là khó. Và thực sự nó tác dụng phụ cũng tương tự, nó không có thua gì. Trong khi thường á, mình xài metronidazole là mình xài flagentin của Pháp là 2 viên nhân 3. Mình thấy tác dụng phụ cũng không có nhiều. Thành ra thông thường đối với mình nha, tất cả bệnh nhân khi mình diệt HP mình đều khuyên bệnh nhân sử dụng hàng chính hãng hết. Tại sử dụng một lần 14 ngày là chắc chắn hết. Còn hơn là cứ xài những cái thuốc kia, đôi khi mình không có đảm bảo về cái chất lượng, cái hàm lượng. Mà mình chỉ cho levofloxacin, mình chỉ sợ là không đủ, mình chỉ quất luôn 2 viên. Thay vì Tavonic hiện nay là có 1 viên 500, mình chỉ chơi levo toàn 2 viên không mà. Trời ơi, tác dụng phụ kinh khiếp. Không ngủ được ha, rồi bệnh nhân nó mệt ha, rồi bệnh nhân nó đau gân ha, xong nó đi khám thêm khớp, rồi tới khớp dập thêm NSAID vô. Mình gặp rất là nhiều luôn. Thành ra đối với những bệnh nhân bảo hiểm y tế rất là khó khăn cho mình. Nhưng đã thất bại lần một, họ chấp nhận bỏ tiền để mua thuốc chính hãng. Thật sự một toa thuốc không có phác đồ nào vượt quá 1,5 triệu hết nha. Thành ra đó là những cái mà mình kinh nghiệm mình chia sẻ với anh chị. Xin hết. Dạ, em thấy có một câu hỏi, cái đồng nghiệp có hỏi cái câu hỏi là điều trị PBI trên các bệnh nhân viêm teo niêm mạc dạ dày, liều lượng và thời gian như thế nào. Thì thật ra quay lại cái câu hỏi này thì cái chỉ định á, thì đối với bệnh nhân viêm teo niêm mạc dạ dày á, thì mình khi nào mình chỉ định điều trị PBI, thì hiện nay có một cái đồng thuận về điều trị viêm niêm mạc teo đó là của Trung Quốc đó, năm 2017. Thì hiện nay và cũng như cái khuynh hướng hiện tại thì người ta thấy là kiểm soát đối với điều trị mà bệnh nhân viêm niêm mạc đó thì nó cũng khá là tương đồng với lại những cái trường hợp mà bệnh nhân có tiêu chức năng.
À, đó. Do đó thì cái việc điều trị PPI ở những trường hợp bệnh nhân này thường thường người ta không khuyến cáo điều trị kéo dài, mà chúng ta chỉ điều trị để cải thiện triệu chứng tùy theo cái nhóm triệu chứng của bệnh nhân là cái gì. Ví dụ như bệnh nhân là ưu thế và cái triệu chứng mà liên quan đến hội chứng là khó chịu sau ăn hoặc là thì chúng ta sẽ ưu thế cái nhóm đầu tiên thích hơn, hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nhân có triệu chứng đau sau ăn nhiều thì chúng ta có thể phối hợp điều trị PPI. Tuy nhiên đối với điều trị như nãy bàn đó, là những trường hợp mà bệnh nhân khó tiêu chức năng cũng như viêm niêm mạc đó, thì thường thường cái liều chúng ta sử dụng PPI là liều thấp hoặc là liều chuẩn thôi và sử dụng ngắn ngày để kiểm soát triệu chứng cho bệnh nhân, chúng ta không khuyến cáo điều trị kéo dài. Và một cái điểm lưu ý cho bệnh nhân viêm dày mạng teo này là cái gì, chúng ta thấy là đối với những trường hợp này đó thì chúng ta lưu ý là phải tầm soát và điều trị HB, vì chúng ta biết rằng mà cái tổn thương viêm teo và cũng là tiền ung thư đối với bệnh nhân đó thì HB là một trong những nguyên nhân hàng đầu, do đó chúng ta phải lưu ý sử dụng. Tại vì chúng nói lưu ý ở đây là bởi vì sao, cái điều mình sẽ thấy là đối với những trường hợp bệnh nhân viêm teo như mạng dạ dày đó thì khi mà chúng ta làm cái test gọi là qua nội soi đó, chúng ta cần phải lưu ý một điểm rất là quan trọng, thì khi mà chúng ta bấm để nó hỏi sinh thiết đó, thì chúng ta nên tránh những cái vùng ở viêm teo hoặc là những cái vùng mà viêm chuyển sản ruột, bởi vì khi chúng ta bấm vào những cái vị trí đó và kết quả ta thường thường là âm tính, do đó chúng ta nghĩ rằng bệnh nhân này không có bị cái triệu chứng đó liên quan đến HB, do đó chúng ta cần phải lưu ý đến cái điểm này. Vì vậy những cái trường hợp như vậy thường thường ở trong cái thực hành lâm sàng đó, nếu mà bệnh nhân đã biết viêm teo mạng như vậy rồi đó, thì chúng ta thường là chúng ta sẽ làm cái test hơi thở để chúng ta đánh giá cái trường hợp bệnh nhân có thực sự nhiễm HB hay không và chúng ta điều trị. Và nếu bệnh nhân còn cái triệu chứng đó, thì chúng ta sẽ điều trị theo cái nhu cầu của bệnh nhân và thường chúng ta dùng ngắn ngày. Và một cái điểm lưu ý nữa là đối với những viêm teo này chúng ta sẽ phân nhóm bệnh nhân ra, tức là bệnh nhân này thuộc cái viêm teo này mức độ nhẹ, trung bình hoặc nặng, để chúng ta coi khuyến cáo để chúng ta theo dõi bệnh nhân này. Và cái chỉ định PPI hiện nay người ta khuyến cáo đó, là chúng ta thấy rằng PPI có nguy cơ tiến triển thành ung thư, đặc biệt là những bệnh nhân mà có viêm teo, ở đây là những bệnh nhân có viêm teo nặng và những trường hợp mà sử dụng PPI kéo dài, tức là thường thường trên 1 năm, thì đối với những nhóm bệnh nhân cá thể đó chúng ta cần phải lưu ý để đánh giá và điều trị cái PPI phù hợp hơn. Xin ý kiến. Tôi xin ý kiến thế này. Trên bệnh nhân viêm teo ấy, thì thường á, là nguyên nhân do H. pylori. Và khi các bác sĩ làm nội soi ấy, thì chúng ta nên làm cái sinh thiết nó lên vùng thân, trên vùng thân lên cao hơn. Đừng có dùng theo cái sinh thiết cổ điển. Tức là đã viêm teo thì thường nó xuất hiện ở cái vùng mà H. pylori trước kia đã nằm rồi. Cho nên là chúng ta sẽ sinh thiết ở vùng giữa thân hoặc là chúng ta lên cao tí nữa để chúng ta khảo sát cái H. pylori cho đúng. Cái việc thứ hai là khi bệnh nhân có viêm teo mà kể cả viêm teo chuyển sản ruột thì thường là viêm teo xong bệnh nhân thường có triệu chứng gợt rất là nặng. Mà nếu mà chúng ta không điều trị cái gợt cho bệnh nhân đó, thì thường là chúng ta thất bại với bệnh nhân. Bệnh nhân than nhiều lắm. Thế vì vậy cho nên là với kinh nghiệm của tôi á, thì tôi vẫn cho PPI ở những bệnh nhân mà có viêm teo và hạ liều từ từ dần dần để cho nó đỡ triệu chứng. Và cái thứ hai đó là mình dùng cái Bucosta là cái gì đấy nhỉ? À, Prepamibine. Thì ta dùng cái thuốc mà kích thích để nó sản sinh ra các tế bào hạt và sản sinh ra các cái máu đó, kể những cái vi mạch đó và cái mô hạt để cho nó tái tạo lại những cái phần vi mạch còn lại của bệnh nhân. Và như vậy thì chúng ta mới giải quyết được. Còn nếu chúng ta chỉ sợ cái viêm teo mà chúng ta không dùng PPI đó, thì cái phản ứng trào ngược của bệnh nhân nặng lắm. Và bệnh nhân thường là có trào ngược. Khi mà ở dưới là viêm teo thì ở trên là trào ngược. Cho nên là chúng ta phải cân nhắc và chúng ta xài cái liều á, thì đừng có bao giờ xài liều tối đa. Và xài thì cái liều và phối hợp với lại cái mấy cái thuốc anginat vân vân để chúng ta phối hợp giải quyết cho bệnh nhân. Thì cái đấy là cái kinh nghiệm. Và khi mà bệnh nhân có viêm teo thì chúng ta phải xem cái viêm teo đó có trên cái nền của chuyển sản ruột hay không. Và nếu có viêm teo trên nền của chuyển sản ruột thì chúng ta biết rằng có chuyển ruột hoàn, chuyển viêm chuyển sản ruột hoàn toàn và viêm chuyển sản ruột không hoàn toàn. Nếu mà giữa hai cái đó thì chúng ta cân nhắc cái liều PPI như thế nào để cho tránh những cái chuyển ruột không hoàn toàn, chuyển ruột hoàn toàn đó, là một cái nguy cơ chuyển ung thư nó sẽ cao hơn những người mà có cái chuyển sản ruột thấp hơn. Vì vậy cho nên chúng ta phải cân nhắc cái liều cho nó kỹ lưỡng. Thì cái này hoàn toàn là không có khuyến cáo nào đâu và hoàn toàn là dựa trên cái kinh nghiệm lâm sàng. Và như vậy thì cái này thì bác sĩ Đức cũng đã có những cái bài nói về cái chuyển sản ruột, viêm teo chuyển sản ruột và tiền ung thư rồi. Cho nên là trong cái buổi mà làm doctor kia, doctor gì đấy,
Dokiti phải không? Trong cái Dokiti có nói rất rõ về cái vấn đề này, thì có lẽ các anh các chị chúng ta sẽ xem lại cái bài đó để chúng ta biết rằng là chúng ta nên sử dụng mỗi một cá thể của bệnh nhân như thế nào. Còn một cái câu hỏi này nữa thì mời bác sĩ Đức trả lời, và bây giờ cũng đã gần đến cái giờ chúng ta phải chấm dứt. Vì vậy cho nên là tôi hy vọng rằng là các bác sĩ chúng ta sẽ trao đổi ở trên mạng với các diễn giả, các báo cáo viên sau khi bác sĩ Đức chấm dứt cái này, để chúng ta đủ, chúng ta có cái thời gian để chúng ta ngồi với nhau ở buổi trưa, và chúng ta còn nghỉ ngơi vào buổi chiều để ngày mai chúng ta còn tiếp tục công việc. Xin mời bác sĩ Đức. Cảm ơn cô Miên. Theo cái bảng ở đây thì thấy là đồng nghiệp muốn mời cô Tường trả lời. Xin mời cô Tường. À, trong cái phác đồ mình diệt H. pylori á, thì nó có những cái thuốc mình lưu ý. Thứ nhất là PPI. Thì PPI trên đối tượng đặc biệt nha mấy anh chị. Thứ nhất là trên suy thận không có giảm liều nha. Trong suy thận vẫn không có giảm liều. Người lớn tuổi cũng không có giảm liều. Ở trẻ con thì nó có cái liều riêng của nó. Trên bệnh nhân suy gan cũng không có giảm liều, trừ trường hợp mà bệnh nhân sơ gan giai đoạn cuối, mình sợ cái SVP á, tức là viêm phúc mạc, thì mình sử dụng liều điều chuẩn thôi. Thành ra mấy anh chị vẫn có thể sử dụng PPI liều 2 lần một ngày trong 14 ngày bình thường. Đã diệt là diệt cho đủ liều, chứ đừng có giảm liều gì hết, không sợ. Còn tất cả các kháng sinh của mình á, ví dụ như metronidazole ha, levofloxacin ha, amoxicillin, rồi amoxicillin thì có điều chỉnh theo cái độ lọc cầu thận. Tuy nhiên ở đây là bệnh nhân có lọc máu chu kỳ, do đó tất mấy chị cứ điều trị như một người bình thường đúng 14 ngày nha, không có cần phải giảm một cái liều gì hết. Levofloxacin có lọc máu chu kỳ cũng không giảm liều luôn. Trimo không. Mình thấy tất cả kháng sinh mà trong cái phác đồ của mình không có cái nào mình phải giảm liều hết. Và bệnh nhân có lọc máu rồi mình cũng không phải sợ. Nhưng mà mình nhớ là mình đừng có uống xong mình đi lọc máu nha. Tôi có nhiều bạn cho bệnh nhân uống thuốc ngày hôm đó vừa lọc máu cái nó ra hết trơn à. Nó không có hiệu quả, thành ra mình cho uống trong cái giai đoạn mà bệnh nhân giữa hai chu kỳ lọc máu á. Cũng thường là lọc máu bệnh nhân là thường thường một tháng lọc một lần, có những trường hợp nặng thì đôi khi lọc bằng bụng thì phải ba lần, nhưng mà lọc máu có chu kỳ thường thường là mỗi tháng, thì mình có thể cho 14 ngày giữa cái hai lần lọc máu. Giờ xin hết. Cái này tôi xin bổ sung một tí là trong cái phác đồ điều trị đó, nếu bệnh nhân mà vừa có bệnh nhân có hội chứng gan thận đó, thì chúng ta nên chú ý cái tetracycline. Tại vì cái tetracycline nó có thể làm tăng men gan, viêm gan sau thuốc. Vì vậy cho nên là chúng ta có thể lựa chọn, nếu mà cái gan yếu quá thì chúng ta lựa chọn thay thế bằng cái levo. Còn nếu mà cái thận mà nó tệ quá thì chúng ta cân nhắc lựa chọn cái tetra. Và chú ý là cái tetra thì nó lại gắn kết với sữa rất là nhiều. Vì vậy cho nên khi các anh các chị chúng ta dùng bộ 4 đó, là 4 thứ đó, thì nếu có tetra thì chúng ta nên khuyên bệnh nhân là không nên dùng sữa để tránh cái hiện tượng. Vì chúng ta biết rằng đây là chúng ta diệt tại chỗ chứ không phải chúng ta diệt trong máu. H. pylori nó gắn kết ở dưới lớp màng nhầy và trên cái tế bào thành, cho nên là cái khả năng mà ngấm thuốc qua lớp màng nhầy để đến lớp tế bào thành để tiệt trừ H. pylori ở đó, đó là vô cùng quan trọng. Vì vậy cho nên là cái chữa mà điều trị H. pylori là chúng ta không có chữa bằng thuốc chích, là vì lý do như vậy, chúng ta chỉ uống thôi, từ vì chúng ta chữa tại chỗ mà. Vì vậy cho nên các chị lưu ý về cái vấn đề thứ nhất là thuốc có gắn kết được với H. pylori để diệt hay không, thì đấy là thuộc về cái chế độ ăn của các chị mà khuyên cáo với bệnh nhân. Cái thứ hai là nếu bệnh nhân mà có suy gan hoặc có suy thận thì trên cái lựa chọn kháng sinh chúng ta phải xem cái nào là chính. Thí dụ như trên sơ gan đó thì thường có hội chứng gan thận, thì chúng ta sẽ phải xem là gan chính hay thận chính, cái nào yếu hơn để chúng ta lựa chọn cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân thích hợp. Còn PPI thì chúng ta biết rằng là chúng ta không nên dùng cái pantoprazole cho bệnh nhân trong vấn đề điều trị suy gan suy thận, mà chúng ta nên lựa chọn cái phác đồ dùng PPI mà có K2 nó tác dụng tốt, đó là dùng nhóm rabeprazole hoặc là esomeprazole, thì hai nhóm đó chúng ta có thể yên tâm. Còn là cái lansoprazole thì chúng ta biết rằng là nó hơi chậm, tức là nó ngấm vào máu và nó ức chế lên cái axit clorhydric hơi chậm, mà trong khi chúng ta lại cần cái kháng sinh của chúng ta đó là phải có đạt hiệu quả cao nhất. Thì như vậy chúng ta nên là dùng
rabeprazone hoặc esomeprazone trong vấn đề điều trị tác dụng cho bệnh nhân trong điều trị tiệt trừ H. pylori. Thế thì bây giờ có một câu hỏi cuối cùng. Bệnh nhân dùng clopidogrel kéo dài nên sử dụng PPI nào để tránh tương tác thuốc? Thì cái này vừa mới nói rồi phải không ạ? Và trên cái PPI đó tôi có thể trả lời ngay được không ạ? Xin báo cáo viên ạ. À, báo cáo viên với cho nói hay không nữa chứ. Thế thì trên cái clopidogrel đó thì bây giờ thế giới người ta khuyên là không nên dùng omeprazole với clopidogrel. Và các chúng ta nên là dùng các PPI khác. Thế thì trước kia đó thì người ta có khuyến nghị khi mà mới ra cái clopidogrel đó thì người ta nói là cái pantoprazole là cái thằng hiệu quả nhất, nhưng thực sự cái pantoprazole là nó nghiên cứu đầu tiên thôi chứ không phải là nói là hiệu quả nhất. Và hiện nay nếu mà chúng ta dùng thì chúng ta nên dùng những cái loại nào nó có tác dụng tốt nhất, tác dụng thời gian kéo dài nhất, thì đấy là cái lựa chọn kinh nghiệm của các bác sĩ. Nhưng mà cái omeprazole thì người ta khuyến cáo là cái chuyển hóa nó không được tốt lắm. Vì vậy cho nên là ngay cả lúc đầu anh các chị cũng biết rằng là người ta còn nói là dùng cái H2 để phòng ngừa cái thuốc chống ngừng tập tiểu cầu nữa cơ mà. Nhưng bây giờ có ai ta xài nữa đâu. Cho nên cái omeprazole người ta không dùng nữa. Và còn lại những cái PPI khác thì tùy kinh nghiệm lâm sàng của các bác sĩ mà các bác sĩ lựa chọn. Nhưng với tôi, với bản thân tôi nhé, thì tôi bao giờ tôi cũng dùng esomeprazole hoặc rabeprazole. Tôi không dùng một loại khác. Xin cảm ơn. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta tổng kết. Thì có link đâu? Thế bây giờ thì còn cái trả lời để làm cái chứng chỉ nữa thì một lát bác sĩ Quang sẽ trình bày. Bây giờ thì chúng ta tổng kết thì hôm nay chúng ta đi vào ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề cái bệnh lý trào ngược và xử lý thế nào cho bệnh lý trào ngược trong những trường hợp mà là trào ngược của từng tình huống. Thì Phó Giáo sư Khánh Tường đã nói và cũng như tôi đã nói, tức là thuốc là thuốc chế độ để chúng ta cải thiện cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân vẫn là cái mấu chốt quan trọng. Và như vậy các anh các chị chúng ta đã xem cái vấn đề mũi nhọn của hiện nay chúng ta hay gặp trên lâm sàng, đó là bệnh lý trào ngược. Vấn đề thứ hai là cái bài về của giáo sư Đức là nói về cái H. pylori. Thì các anh các chị chúng ta mà xem chúng ta cũng thấy rồi đó, tức là H. pylori hiện nay chủ yếu của chúng ta là dùng bộ 4. Và bộ 4 đó là gồm có một nhóm PPI tác dụng mạnh, có khả năng ức chế axit tốt. Cái thứ hai là chúng ta dùng kháng sinh. Thì chúng ta dùng kháng sinh thì gồm có nhóm metronidazole, thì metronidazole hoặc tinidazole thì tùy. Và cái thứ hai là chúng ta có thể dùng cái tetracycline phối hợp. Và cái thứ ba là chúng ta dùng cái bisphosphonates. Thì trong cái bisphosphonates thì nó có succitrat và succinylcholate. Thì trong cái hai cái dạng bisphosphonates thì cái succitrat sẽ tốt hơn cái succinylcholate. Từ cái succinylcholate đó thì có thể nó hấp thu vào trong máu và nó có thể nó làm rối loạn về chuyển hóa kiểm toan trong máu của bệnh nhân trong giai đoạn nhẹ. Thì cái đó là tôi nhắc thôi. Ở đây thì các anh các chị không nói, nhưng mà cái succitrat tức là cái trimo thì nó sẽ tốt hơn là cái succinylcholate. Từ cái succinylcholate thì các anh các chị biết rằng khi ta uống bismuth thì nó có thể nó hấp thu vào trong máu và làm rối loạn kiềm chuyển hóa của bệnh nhân trong giai đoạn mà chúng ta sử dụng liều cao đó. Thì chỉ nhắc thế thôi. Và bây giờ cái phác đồ điều trị của xu hướng thế giới là phác đồ bộ 4. Thì bộ 4 thì có thể là bộ 4 có tetracycline cái bismuth, và bộ 4 có bismuth hoặc không có bismuth nhưng mà vẫn là bộ 4. Và như vậy thì chúng ta biết rằng thời gian của chúng ta bây giờ điều trị là 14 ngày và không có phác đồ điều trị 10 ngày. Và cái công bố đó là công bố mới nhất của cái Maastricht 6 và chúng ta sẽ được cập nhật trong thời gian gần đây. Và còn PPI thì bác sĩ Lê Đình Quang cũng đã nói về cái chuyển hóa của các PPI và cái cách các cái tác dụng phụ của PPI thì không đáng kể và không đáng lo ngại. Thì có những bác sĩ hỏi rằng là thế bây giờ sợ loãng xương, sợ gãy xương thì sao? Thì tôi bảo thế cho nó uống thêm sữa canxi đi.
Thế bảo thế giờ nó bây giờ nó tiêu chảy thì dùng thuốc tiêu chảy bình thường đi, dùng Smepta đi, tức là chúng ta có thể điều trị triệu chứng cho bệnh nhân khi bệnh nhân có những cái tác dụng phụ thì chúng ta dùng PPI kéo dài đó, bằng cách là chúng ta bổ sung thêm và cũng không có vấn đề gì. Và tất cả những cái tác dụng phụ hiện nay trên thế giới trước kia đã lo ngại thì bây giờ gần như là người ta không để ý đến nữa. Và như vậy cái sự lựa chọn PPI nào thì cái đó là do mỗi bác sĩ chúng ta sẽ thực hành trên lâm sàng. À, còn bây giờ tôi xin thông báo về cái hoạt động của hội. Hoạt động của hội thì ngày 18 tháng 9 chúng tôi sẽ có một cái hội nghị lớn, tức là mời khoảng độ 400 đến 500 bác sĩ là cả Hà Nội đi vào, miền Trung đi vào và đồng bằng sông Cửu Long và miền Tây cũng đi đến thành phố Hồ Chí Minh và cũng làm tại GEM, cũng làm tại đây. Nhưng mà không phải cái lầu 7, từ lầu 7 cái hội trường nó nhỏ quá, không đủ để cho chúng ta làm. Và như vậy thì là ngày các anh các chị nhớ là ngày 18 tháng 9 làm về những cái vi sinh của đường tiêu hóa tác động lên các cái bệnh lý của đường tiêu hóa và bệnh lý chống trầm cảm. Và có một chuyên gia chuyên về cái probiotic ở bên Nhật chúng tôi mời về để trình bày với các anh các chị, thì chúng ta lưu ý. Còn trong sinh hoạt vào tháng 10 thì chúng ta tạm nghỉ để cho nó khỏe khỏe một tí để chuẩn bị là sang tháng 11, là ngày 11 và ngày 12 sẽ là hội nghị tiêu hóa toàn quốc. Hội nghị tiêu hóa toàn quốc ở tổ chức ở bệnh viện 108 ở Hà Nội. Còn tuần tới, tức là ngày 10, ngày 26 và ngày 27 là hội nghị nội soi toàn quốc được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, mà chủ sự là có phó giáo sư Quách Trọng Đức ngồi đây. Thì các anh các chị muốn biết thêm thông tin, các anh các chị muốn tham dự thì có lẽ là gặp giáo sư Đức, chứ tôi thì ngoài vùng phủ sóng. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ thì có lẽ là bác sĩ Quang sẽ nói về cái trả lời những cái câu hỏi bất test để chúng ta cấp chứng chỉ CME. Quý đồng nghiệp lưu ý là chương trình thì có cấp CV, thì những quý vị đồng nghiệp mà tham dự tại đây đó thì quý vị vui lòng mình lập cái bài trong cái mặt sau á, mình có cái link đó, mình sẽ làm cái link đó để làm cái bài post test. Còn quý vị đồng nghiệp mình tham dự trực tuyến thì xin vui lòng mà bên phía công ty mình sẽ gửi cái đường link lên trên cái trực tuyến để quý vị đồng nghiệp có thể làm cái CV. Thì sau cái hội thảo CV này thì những quý vị đồng nghiệp mà tham dự tại đây đó thì vui lòng là quý đồng nghiệp sẽ di chuyển xuống tầng số 6 và hội trường đi ra, thì bên phía công ty có nhã ý là mời quý vị đồng nghiệp tham dự cái buổi tiệc trưa cùng với lại ban nhân chủ tọa cũng như là công ty. Xin chân thành cảm ơn quý vị đồng nghiệp. Xin dứt lời thì thay mặt Hội Khoa học Tiêu hóa thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi chân thành cảm ơn công ty Eisai, tức là nhãn hiệu mà của chúng ta làm hôm nay, tức là Pariet, đã tài trợ cho chúng ta trong buổi ngày hôm nay. Và chúng tôi rất mong là sẽ được hợp tác với công ty Eisai nhiều lần nữa trong những bệnh lý về lĩnh vực tiêu hóa, và cũng mong rằng là khi mà chúng tôi làm cái này có gì sai sót thì công ty Eisai có thể góp ý thêm cho chúng tôi. Và thay mặt Hội Khoa học Tiêu hóa, chúng tôi cảm ơn công ty Eisai và cảm ơn nhãn hiệu Pariet. Xin các vị chúng ta có thể đi nghỉ ngơi. Không biết công ty Eisai ý kiến gì không ạ? Dạ không, công ty Eisai lắc đầu. Thì công ty Eisai có một nhã ý là chúc các anh các chị chúng ta ngon miệng và trưa về thì nghỉ ngơi cho nó khỏe. Có được không ạ? Thay Eisai trả lời được không ạ? Dạ vâng. Không biết đi ăn ở đâu ạ? Dạ xin mời tất cả bác sĩ của chúng ta đi xuống tầng 6 để chúng ta gặp gỡ với các bác sĩ, với các nhân viên của công ty Eisai.